Sách Tiên Tri Ê Sai Chương 1 Về đời ô xia Yô Tham, a -cha và ê là các vua nước Yuda, thì ê -sai, con trai a -mốt, có sự hiện thấy về nước Yuda và thành Jerusalem. Hỡi các từng trời, hãy nghe, hỡi đất, hãy lắng tai, vì Đức Giê-hô-va có phán rằng, ta đã nuôi nấng con cái, trưởng dưỡng chúng nó, song chúng nó giấy loạn nghịch cùng ta. Bò biết chủ mình, lừa biết máng của chủ, song Israel chẳng hiểu biết, dân ta chẳng suy nghĩ. Ôi, nước mắt tội, dân mang lỗi nặng nề, tông giống độc dữ, con cái làm bậy bạ kia. Chúng nó đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, khinh lờn đấng thánh của Israel, đã trở nên xa lạ và lui đi. Các ngươi, sao còn cứ bạn nghịch để lại bị đánh nữa? Đầu đều đau đớn cả, lòng đều mòn mỏi cả. Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu, chẳng có chỗ nào lành. Rạc những vết thương, vết sưng cùng lằn mới, chưa rịt, chưa quấn, cũng chưa bôi dầu cho em. Xứ các ngươi là nơi hoang vu, thành các ngươi bị lửa thiêu hủy. Dân ngoại nuốt đất đai các ngươi trước mặt các ngươi, hoang vu như bị dân ngoại phá tán. Con cá si ôn bị bỏ lại như lều vườn nho, như chòi ruộng dưa, như thành bị vây. Ví bạn Đức Giê-hô-va vạn quân chẳng để chúng ta còn sót lại chút đỉnh, thì chúng ta sẽ giống thành Sodom và như thành Gomorrah vậy. Hỡi các quan trưởng Sodom, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va, hỡi dân Gomorrah, hãy để tai vào luật pháp của Đức Chúa Trời chúng ta. Đức Giê-hô-va phán, muôn vàng của lễ các ngươi, nào có can hệ gì đến ta? Ta đã chán chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. Khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi dày đạp hành lang ta? thôi, đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa. Ta gớm ghét mùi hương, ngày trăng mới, ngày sa bát, cùng sự rao nhóm hội. Ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. Thật, lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ các ngươi là nặng nề cho ta. Ta lấy làm mệt mà gánh lấy. Vậy nên, khi các ngươi giơ tay, thì ta che mắt khỏi các ngươi khi các ngươi cầu nguyện rườm rà, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu. Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch, hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta. Đừng làm dữ nữa. Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình. Hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẻ của người quá bụa. Đức Giê-hô-va phán, bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên. Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất. Nhược bằng các ngươi chẳng khứng và bạn nghịch, sẽ bị nuốt bởi gươm, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán. Ôi! Thành trung nghĩa đã hóa ra kỵ nữ nó vốn đầy sự chánh trực và sự công bình ở trong nó mà bây giờ đầy những kẻ giết người bạc ngươi biến thành cặn rượu ngươi pha lộn nước các quan trưởng của dân ngươi là đồ phản nghịch làm bạn với kẻ trộm mỗi người trong chúng đều ưa của hối lộ đeo đuổi theo tài lợi chẳng làm công bình cho kẻ mồ côi vụ kiện của người quá bùa chẳng đến cùng chúng nó. Vậy nên, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, đấng quyền năng của Israel phán như vậy. Ôi, ta sẽ được thỏa lòng về kẻ đối địch ta và báo trả kẻ cừu thù ta. Ta sẽ lại tra tay trên ngươi, làm tan sạch hết cáo cặn ngươi và bỏ hết chất pha của ngươi. Ta sẽ lập lại các quan xét của ngươi như ngày trước, các mưu sĩ của ngươi như lúc đầu. Rồi sau, người ta sẽ xưng ngươi là thành công bình, là ấp trung nghĩa. Si ôn sẽ được chuộc bởi sự chánh trực, còn kẻ nào trở lại đó thì được chuộc bởi sự công bình. Song những kẻ bạn nghịch và mắc tội sẽ cùng bị hủy diệt, còn kẻ bỏ Đức Giê-hô-va sẽ bị diệt vong. Vậy, các ngươi sẽ hổ thẹn vì những cây thông mình ưa, mắc cỡ vì những vườn mình đã chọn. Vì các ngươi sẽ giống như cây thông khô lá như vườn không nước. Người mạnh sẽ như bã gai, việc làm của nó như đóm lửa. Cả hai sẽ cùng nhau cháy, chẳng có ai dập tắt. Chương 2 Lời mà E-sai con trai Amos đã thấy về Judah và Jerusalem Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt. Núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng: "Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem." Ngài sẽ làm sự phán xét trong các nước, đoán định về nhiều dân. Bây giờ, họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cài, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác. Người ta chẳng còn tập sự chiến tranh. Hỡi nhà Gia Cốt, hãy đến, chúng ta hãy bước đi trong sự sáng của Đức Giê-hô-va. Thật, Chúa đã bỏ dân Ngài là nhà Gia Cốt, vì họ đầy giấy tục phương Đông và bói khoa như người Philippines, lại giao ước với con cái dân ngoại. Xứ nó đầy bạc và vàng, của cải vô cùng. Xứ nó đầy những ngựa, xe cộ vô số. Xứ nó trang chứa những hình tượng. Họ thờ lại đồ tay mình làm ra, đồ ngón tay mình tạo nên. Kẻ hèn sẽ bị khuất, người sang sẽ bị hạ mình vậy Chúa đừng tha họ. Ngươi khá vào nơi vần đá, ẩn mình trong bụi đất, đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài. Con mắt ngó cao của loài người sẽ bị thấp xuống, sự kiêu ngạo của người ta sẽ bị hạ đi. Trong ngày đó, chỉ Đức Giê-hô-va là tôn trọng vì sẽ có một ngày của Đức Giê-hô-va vạn quân đến trên mọi vật kiêu căng, ngạo mạn, tự cao. Nó sẽ bị hạ xuống, lại đến trên mọi cây bách cao lớn của ly ban và mọi cây dẻ của ba sang, cùng trên mọi núi cao, mọi đồi cả, trên mọi tháp cao và mọi vách thành vững bền, trên mọi tàu bè của ta -si và mọi vật chi đẹp mắt. Sự tự cao của loài người sẽ bị dằn xuống và sự cậy mình của người ta sẽ bị hạ đi. Trong ngày đó, chỉ Đức Giê-hô-va là tôn trọng. Bây giờ, các thần tượng sẽ qua hết đi. Người ta sẽ vào trong hang đá, trong hầm đất, đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài. Khi Ngài dấy lên, đặng làm rúng động đất cách mạnh lắm. Trong ngày đó, Người ta sẽ ném cho chuột, cho dơi những thần tượng bằng bạc, bằng vàng mà họ làm ra cho mình thờ lại, và vào trong hang đá, trong kẻ đá, đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài, khi Ngài dấy lên, đặng làm rúng động đất cách mạnh lắm. Chớ cậy ở loài người là loài có hơi thở trong lỗ mũi, vì họ nào có đáng kể gì đâu chương 3 Này, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, sẽ cất lấy chói và gậy khỏi giê ru và giu đa tức là cả bánh nó cậy và cả nước nó nhờ. Ngài sẽ cất lấy những người mạnh mẽ, chiến sĩ, quan xét, đấng tiên tri, thầy bói, trưởng lão, cai đội, dòng quý phái, mưu sĩ, lương công và thuật sĩ. Ta sẽ ban cho họ những người trai trẻ làm quan trưởng, và con nít sẽ cai trị họ dân sự hà hiếp nhau, người với người, lân cận với lân cận. Con nít lấn lướt kẻ già cả, người hèn hạ lấn lướt người tôn trọng. Khi một người sẽ bắt anh em mình tại nhà cha mà nói với rằng, Ngươi có áo choàng hãy làm đầu chúng ta, và sự bại hoại này hãy thuộc về dưới tay ngươi. Trong ngày đó, người kia lên tiếng đáp rằng, Không, ta không làm thầy chữa lành vì trong nhà ta không có bánh cũng không có áo chớ lập ta làm quan cai dân sự Jerusalem phải nghiêng úp và Juda siêu đổ vì lời nói việc làm của họ nghịch cùng Đức Giê-hô-va và trêu chọc con mắt của uy nghiêm ngài bộ mặt họ làm chứng nghịch cùng mình họ biêu tội rõ ràng như thành Sodom chẳng giấu chút nào khốn thay cho linh hồn họ vì họ đã làm hại cho mình Hãy giao cho kẻ công bình được phước, vì họ sẽ ăn trái của việc làm mình. Khốn cho kẻ hung ác, ác mang họa, vì họ sẽ thâu lại việc tự tay mình làm ra. Dân ta bị con nít hà hiếp và đàn bà cai trị nó. Hỡi dân ta, kẻ dẫn ngươi, làm cho ngươi sai lạc, và họ phá hoại đường lối ngươi. Đức Giê-hô-va dấy lên đặng biện luận. Ngài đứng mà xét đoán các dân. Đức Giê-hô-va xét đoán các trưởng lão của dân Ngài với các quan trưởng nó. Ấy, chính các ngươi là kẻ đã nuốt vườn nho của cướp bóc kẻ nghèo đang ở trong nhà các ngươi. Các ngươi có ý gì mà đè ép dân ta, dài vò mặt kẻ nghèo khó? Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va lại phán rằng, vì những con cá siôn kiêu ngạo ngóng cổ bước tới liếc mắt trêu ngươi vừa đi ổng ẹo vừa khua động tiếng dưới chân nên chúa sẽ làm cho đỉnh đầu con gái si ôn đóng vải và đức giê hô sẽ lột chuồng chúng nó trong ngày đó chúa sẽ cất những vòng mắt cá họ trang sức đi cái lưới và cái cài hoa tai xuyến và lúc, mão chuyền mắt cá nịt lưng hợp hương và bùa đeo cà rá và khoen đeo mũi áo lễ áo lá rộng áo choàng túi nhỏ gương tay vải mỏng khăn bịt đầu và màn che mặt sẽ có mùi hôi hám thay vì thơm tho dây tói thay vì nịt lưng đầu sói thay vì tóc quăng bao gai quấn mình thay vì áo dài phấp phới, dấu phỏng thay vì sắc đẹp. Lính chiến ngươi sẽ ngã dưới gươm, những kẻ anh hùng ngươi sẽ bị tử trận. Các cửa nó sẽ than khóc và thảm sầu, nó vắng vẻ ngồi trên đất. Chương 4 Trong ngày đó, bảy người nữ sẽ bắt lấy một người nam và nói rằng, chúng tôi ăn bánh của mình, mặc áo của mình. Chỉ xin cho phép chúng tôi mang danh ngươi. Hãy cất sự xấu hổ của chúng tôi đi. Trong ngày đó, chồi của Đức Giê-hô-va sẽ làm đồ trang sức vinh hiển của những kẻ sót lại trong Israel. Sản vật dưới đất sẽ làm sự tốt đẹp cho chúng nó. Phàm những kẻ còn lại ở Siôn, những kẻ sót lại ở Jerusalem tức là những kẻ ở Jerusalem được chép vào sổ người sống, thì sẽ được xưng là thánh. Khi Chúa đem thần công bình cùng thần thiêu đốt mà rửa sự ô uế của những con gái Siôn, tẩy sạch huyết Jerusalem khỏi giữa nó. Trên khắp nơi núi Siôn, trên khắp các hội nó, Đức Giê-hô-va sẽ dựng lên một đám mây bọc khói trong ban ngày và ngọn lửa soi sáng trong ban đêm. Vì một cái màng sẽ che cả sự vinh hiển. Sẽ có trại làm bóng mát, tránh nắng ban ngày, và dùng làm nơi núp, chỗ đuột, cho khỏi gió táp mưa xa. Chương 5 Ta sẽ hát cho bạn rất yêu dấu ta một bài ca của bạn yêu dấu ta về việc vườn nho người. Bạn rất yêu dấu ta có một vườn nho ở trên gò đất tốt. Người khai phá ra cất bỏ những đá trong những gốc nho xinh tốt, dựng một cái tháp giữa vườn và đào một nơi ép rượu. Và người mong rằng sẽ sinh trái nho, nhưng nó lại sinh trái nho hoang. Hỡi dân ở Jerusalem cùng người Juda, vậy thì bây giờ ta xin các ngươi hãy đoán xét giữa ta với vườn nho ta. Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? cớ sao khi ta mong sinh trái nho thì nó lại sinh trái nho hoang vậy? Này, ta sẽ bảo các ngươi về điều ta định làm cho vườn nho ta. Ta phá rào, nó sẽ bị cắn nuốt. Ta hạ tường xuống, nó sẽ bị dày đạp. Ta sẽ để nó hoang loạn, chẳng tỉa sữa, chẳng vuông xới. Nhưng tại đó sẽ mọc lên những gai gốc và trà chuông ta lại truyền cho mây đừng làm mưa xuống trên nó nữa. Và vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân ấy là nhà Israel và những người của Judah, tức là cây mà Ngài ưa thích. Ngài trông họ được công chính, mà này có sự bạo ngược. Trông được công bình, mà này có tiếng kêu la. Khốn thay, cho những kẻ thêm nhà vào nhà, thêm ruộng vào ruộng, cho đến chừng nào chẳng còn chỗ hở nữa và các ngươi ở một mình giữa xứ. Đức Giê-hô-va vạn quân có phán vào tai tôi những lời này. Thật nhiều nhà sẽ bỏ hoang, những nhà ấy lớn và đẹp mà chẳng có người ở. Ấy vậy, mười mẫu vườn nho chỉ sinh được một bát rượu, một ô me hột giống chỉ được một e pha. Khốn thay, cho cả dậy sớm đặng tìm kiếm rượu, chày đến ban đêm, phát nóng vì rượu. Trong tiệc yến họ có những đần cầm đần sắt, trống cơm ống sáo và rượu nữa, nhưng chẳng thiết đến công việc Đức Giê-hô-va, họ chẳng xem xét công trình của tay ngài. Vậy nên, dân ta phải bắt làm phu tù vì không hiểu biết. Kẻ sang nó chịu đói, chúng dân nó chịu khác. Vậy nên, sự ham muốn của âm phủ đã rộng thêm, hả miệng vô ngần. Sự vinh hiển nó, dân chúng nó, sự sang trọng nó và kẻ vui mừng giữa nó đều xa xuống đó. Kẻ hèn bị khuất, kẻ tôn trọng bị thấp hèn, con mắt người kiêu ngạo bị hạ xuống. Song Đức Giê-hô-va vạn quân lên cao trong sự công chính. Đức Chúa Trời là đấng thánh, nên thánh trong sự công bình. Bây giờ, những chiên con sẽ ăn cỏ như trong đồng cỏ mình. Người ngụ cư sẽ ăn ruộng hoang của kẻ giàu. Khốn thay, cho kẻ lấy sự dối trá làm dây kéo sự gian ác theo sau, và như dùng đỏi xe kéo tội lỗi. Họ nói, xin vội vã kiếp làm nên công việc Ngài hầu cho chúng tôi thấy. Nguyền xin mưu của đấng thánh Israel hãy lại gần, hãy tới đến cho chúng tôi được biết khốn thay, cho kẻ gọi dữ là lành, gọi lành là dữ, lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối. Vật chi cay, trở cho là ngọt, vật chi ngọt, trở cho là cay. Khốn thay, cho kẻ chính mắt mình coi mình là khôn ngoan, tự mình xét đoán mình là thông sáng. Khốn thay, cho kẻ mạnh uống rượu, có sức lực đặng pha các thức uống hay say, vì hối lộ mà xưng kẻ có tội là công bình và cướp lấy sự công bình của người nghĩa. Vậy nên, như lửa đốt gốc rạ và rơm cháy thiêu trong ngọn lửa thế nào, thì rễ họ cũng mục nát và hoa họ cũng bay đi như bụi đất thể ấy, vì họ đã bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va vạn quân và khinh lời của Đấng Thánh Israel. Nhưng đó, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va phừng lên nghịch cùng dân ngài, Ngài đã giơ tay nghịch cùng nó và đánh nó. Núi non đều rúng động, xác chết chúng nó như phân ngang ngửa giữa đường. Dù vậy, cơn giận Ngài chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn dơ ra. Ngài dựng cờ lên hướng về các dân tộc ở xa cách, và suýt mà gọi họ từ nơi đầu cùng đất, và này họ lật đật chạy đến kiếp và mau. Trong đám họ, không một người nào mỏi mệt, chẳng ai vấp váp, chẳng ai ngủ gật hoặc ngủ mê, không ai có dây lưng tháo ra hoặc dây dày đứt. Tên của họ đã nhọn, cung đã dương, vó ngựa cứng giường đá, bánh xe như gió lốc. Tiếng gầm khác nào sư tử cái, giống như sư tử con. Chúng nó sẽ rống và bắt mồi đem đi, không ai cứu được. Trong ngày đó, sẽ có tiếng gầm nghịch cùng nó, khác nào tiếng sóng biển âm ầm. Nếu người ta ngó vào xứ, chỉ thấy tối tăm và khốn nạn. Sự sáng sẽ bị che tối bởi các chòm mây. Chương 6 Về năm vua ô băng tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. Những seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi seraphim có sáu cánh, hai cái che mặt, hai cái che chân và hai cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng, Thánh thay thánh thai, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển ngài. Nhưng tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động và đền đầy những khói. Bây giờ tôi nói, khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi. Vì tôi là người có môi dơ dái ở giữa một dân có môi dơ dái. Bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Bây giờ, một seraphim bay đến tôi, tay cầm thang lửa đỏ mà đã dùng kìm gấp nơi bàn thờ, để trên miệng ta mà nói rằng, Này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi đoạn tôi nghe tiếng chúa phán rằng ta sẽ sai ai đi ai sẽ đi cho chúng ta tôi thưa rằng có tôi đây xin hãy sai tôi ngài phán đi đi nói với dân này rằng các ngươi hãy nghe nhưng chẳng hiểu chi hãy xem nhưng chẳng thấy chi hãy làm cho dân ấy béo lòng nặng tai, nhắm mắt. E rằng, mắt nó thấy được, tai nó nghe được, lòng nó hiểu được, nó trở lại và được chữa lành chăng? Tôi lại nói, lại Chúa, cho đến chừng nào? Nghe đáp rằng, cho đến chừng các thành bị hoang vu, không có dân ở, nhà không có người, và đất đã nên hoang vu cả. Cho đến chừng Đức Giê-hô-va dời dân đi xa, và trong xứ rất là tiêu điều. Giả sử còn lại một phần mười dân cư tại đó, họ sẽ lại bị thiêu nuốt. Nhưng, như khi người ta hạ cây thông cây dẻ, chừa gốc nó lại, thì cũng vậy, giống thánh là gốc của nó. Chương 7 Về đời A-cha, con trai Yotham, cháu Osir, vua nước Juda sải có resin vua xứ syri và phê ca con trai remalia vua israel lên đánh thành jerusalem nhưng không thắng được có người báo tin đó cho nhà david mà rằng syri kết minh cùng ephraim bấy giờ a cha và dân sự người trong lòng kinh động như cây trên rừng bị gió dai Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Ê-sai rằng, Ngươi cùng con trai ngươi là se a gia súp hãy đi đón A-cha tại nơi cuối cống ao trên, trên đường cái ruộng thợ nện mà nói cùng ngươi rằng, Hãy cẩn thận, ở yên lặng, đừng sợ chi. Lòng ngươi chớ buồn ruộng vì cớ hai đuôi đuốc có khói, tức là vì cơn giận dữ của Resin và Sheri, và của con trai Remalia. Vì Siri với Ephraim và con trai của Remalia đồng mưu hại ngươi, nói rằng, Chúng ta hãy lên nghịch cùng Juda, khuấy rối nó, phá thành và lập một vua giữa nó, tức là con trai của ta Ben. Chúa là Đức Giê-hô-va phán như vậy. Sự ngâm đe ấy không thành, điều đó không xảy ra vì đầu của Syria là Đa Mách, đầu của Đa Mách là Resin. Còn trong 65 năm, Ephraim sẽ bị hủy diệt, không được kể là dân nữa. Đầu của Ephraim là Samari, đầu Samari là con trai của Remalia. Nếu các ngươi không tin, chắc sẽ không đứng vững được. Đức Giê-hô-va lại phán cùng A-cha rằng, hãy xin Jehovah đức chúa trời ngươi một điềm hoặc dưới vực sâu hoặc trên trời cao a cha thưa rằng tôi sẽ chẳng xin tôi cũng chẳng thử đức Jehovah esai bèn nói rằng hỡi nhà david hãy nghe các ngươi cho làm phiền người ta là nhỏ mọn mà muốn làm phiền đức chúa trời ta nữa sao vậy nên chính chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Con trẻ ấy sẽ ăn mỡ sữa và mật, cho đến chừng nào biết bỏ điều dữ và chọn điều lành. Và trước khi con trẻ biết bỏ điều dữ chọn điều lành, thì nước của hai vua mà ngươi đang ghét sẽ bị bỏ hoang. Đức Giê-hô-va sẽ giáng trên ngươi, dân ngươi và nhà cha ngươi, bởi vua Asheri, những ngày mà từ ngày Ephraim lìa bỏ Judah chưa từng có giống như vậy. Xảy ra trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ suýt mà gọi những ruồi ở cuối các sông Ai và những ong ở xứ Assyria. Hai giống đó sẽ đến đậu trong các nơi trũng hoang loạn, trong các lỗ nẻ vần đá, trên rào gai cùng các đồng cỏ. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ dùng dao cạo thuê tại bên kia sông, nghĩa là vua A-xê-ri, mà cạo đầu cùng lông chân và bỏ cả râu nữa. Trong ngày đó, mỗi người có thể nuôi một con bò cái tơ và hai con chiên. Bởi nó có sữa dư dật, thì người sẽ ăn mỡ sữa. Vì phàm ai sẽ còn sót lại giữa xứ, thì nuôi mình bằng mỡ sữa và mật xảy ra trong ngày đó, phàm chỗ đất trồng được một ngàn gốc nho, đáng giá một ngàn siết lơ bạc, sẽ mọc đầy những gai gốc và trà chuông. Người ta sẽ đem cung tên đến đó vì cả xứ chỉ là gai gốc và trà chuông vậy. Cũng không ai đến trên các gò là nơi mình đã cài cuốc nữa vì sợ gai gốc và trà chuông, nhưng sẽ cho bò ăn cỏ tại đó và chiên dày đạp chương 8. Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, Hãy lấy một cái bảng rộng và viết lên trên bằng bút loài người rằng, ma he sa la hát bác. Tôi đem theo những kẻ làm chứng đáng tin, tức là Uri thầy tế lễ và Sachari, con trai của Dê-be-rê kia. Đoạn, tôi đến nhà nữ tiên tri, người chịu thai và sinh một con trai. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng tôi rằng, hãy đặt tên nó là ma he hát bác vì trước khi con trẻ biết kêu cha ơi mẹ ơi thì người ta sẽ cất lấy sự giàu có đa mắt và của cướp samari trước mặt vua asheri đức giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng vì dân này đã khinh bỏ các dòng nước siloe chảy diệu và ưa thích resin cùng con trai của Remalia. Vì cớ đó, này, Chúa sẽ khiến nước sông mạnh và nhiều đến trên họ, tức là vua Aseri và cả oai vinh người. Nó sẽ dấy lên khắp trên lòng sông, khỏa lên các bực, chảy vào Juda, tràn lan chảy sói, ngập cho đến cổ. Hỡi Emmanuel, nó xè cánh ra, che cả xứ ngươi. Hỡi các dân hãy kêu la và bị tan nát. Hỡi các ngươi hết thảy là dân các phương xa hãy lắng tai. Hãy nịt lưng các ngươi và bị tan nát, hãy nịt lưng các ngươi và bị tan nát. Hãy toan mưu cùng nhau, nó sẽ nên hư không. Hãy nói, lời các ngươi sẽ không đứng vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Vì Đức Giê-hô-va dùng tay mạnh phán cùng ta và dạy ta đừng noi theo đường dân ấy rằng khi dân này nói rằng kết đảng thì các ngươi chớ nói rằng kết đảng chớ sợ điều nó sợ và đừng kinh hãi hãy tôn đức giê-hô-va vạn quân là thánh các ngươi chỉ nên sợ ngài và kinh hãi ngài ngài sẽ là nơi thánh nhưng cũng là hòn đá vấp ngã vần đá vướng mắt cho cả hai nhà Israel và là bẫy cùng lưới cho dân cư thành Jerusalem vậy. Nhiều người trong bọn họ sẽ vấp chân, sẽ té và dập nát, sẽ sa vào lưới và bị bắt. Ngươi hãy gói lời chứng này, niêm phong luật pháp này trong môn đồ ta. Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va là đấng ẩn mặt Ngài khỏi nhà gia cốp Tôi vẫn ngóng trong Ngài. Này, tôi đây với con cái mà Đức Giê-hô-va đã ban cho tôi là dấu và điềm trong Israel bởi Đức Giê-hô-va vạn quân ngự trên núi Si-ôn. Nếu có ai bảo các ngươi, hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói là kẻ nói ríu rít líu lo, thì hãy đáp rằng, một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao, há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao. Hãy theo luật pháp và lời chứng. Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó. Nó sẽ đi lưu lạc trên đất, khốn khổ, đói khát. Trong cơn đói, nó bực mình, nguyền rủa vua và Đức Chúa Trời mình. Nó sẽ ngước xem trên cao, rồi cúi xem dưới đất, chỉ thấy sự hoạn nạn và mờ mịt, chỉ thấy bóng buồn rầu. Nó sẽ bị đuổi vào nơi tối tăm mờ mịt. Nhưng, cho người đã chịu buồn rầu, thì sẽ không có sự mờ mịt. Trong đời xưa, Đức Chúa Trời đã hạ đất Sabulon và đất Ne-ta-li xuống, nhưng trong kỳ sau, Ngài đã làm cho đất gần mé biển, tức là nơi bên kia sông Giô Đanh, trong xứ Galile của dân ngoại, được vinh hiển. Chương 9 Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia của cướp. Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp như trong ngày của Ma-đi-an cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo sống vấy máu, đều dùng để đốt và làm đồ chụm lửa. Vì có một con trẻ sinh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là cha đời đời, là Chúa bình an quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Chúa đã dán một lời trong gia cốt và lời ấy đổ xuống trên Israel. Cả dân sẽ biết điều đó tức là Ephraim cùng dân cư Samari, họ đem lòng kiêu căng ý thị mà nói rằng, Gạch đã đổ, nhưng chúng ta sẽ xây bằng đá đẻo. Cây sung đã bị đốn, nhưng chúng ta sẽ thay bằng cây hương bách. Vậy nên, Đức Giê-hô-va sẽ khiến kẻ đối địch ở rê dấy lên nghịch cùng dân sự và khích chọc kẻ cừu thù. Dân Syri đằng trước, dân Philippines đằng sau há miệng nuốt Israel. Dù vậy, cơn giận Ngài chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn dơ ra. Nhưng mà dân sự chẳng xây về đấng thánh mình, chẳng tin Đức Giê-hô-va vạn quân. Cho nên, chỉ trong một ngày, Đức Giê-hô-va sẽ dứt đầu và đuôi cây kè và cây lát của Israel. Đầu, tức là trưởng lão và kẻ tôn trọng, đuôi tức là người tiên tri dạy sự nói dối. Những kẻ dắt dân này làm cho họ sai lạc, còn những kẻ chịu dắt bị diệt mất. Vậy nên, Chúa chẳng đẹp lòng về bọn trai trẻ của họ và chẳng thương xót đến kẻ mồ côi quá bụa chút nào, vì họ đều là khinh lờn, gian ác, miệng nào cũng nói điều càng dở. Dầu vậy, cơn giận Ngài chẳng lánh khỏi nhưng tay ngài còn dơ ra. Vì sự hung ác hừng lên như lửa thiêu cháy gai gốc và trà chuông, đốt các nơi rậm trong rừng, trụ khói cuộn lên. Đất bị thiêu đốt bởi cơn giận của Đức Giê-hô-va vạn quân. Dân sự trở nên mồi của lửa, chẳng ai thương tiếc anh em mình. Có kẻ cướp bên hữu mà vẫn cứ đói, có kẻ ăn bên tả mà chẳng được no. Ai nấy ăn thịt chính cánh tay mình. Manasseh nghịch cùng Ephraim, Ephraim nghịch cùng Manasseh và cả hai đều nghịch cùng Judah. Dù vậy, cơn giận của Đức Giê-hô-va chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn dơ ra. Chương 10 Khốn thay cho những kẻ lập luật không công bình, cho những kẻ chép lời trái lẽ, cất mất sự công bình khỏi kẻ nghèo, cướp lẽ phải của kẻ khốn khó trong dân ta, lấy kẻ quá bụa làm miếng mồi, kẻ mồ côi làm của cướp. Tới ngày thăm phạt, khi họa hoạn từ xa mà đến, các ngươi sẽ làm thế nào? Các ngươi trốn đến cùng ai để cầu cứu và để sự vinh hiển mình ở nơi nào? Chúng nó chỉ có khom lưng dưới những kẻ phu tù và ngã dưới những kẻ bị giết. Dù vậy, Cơn giận của Chúa chẳng lánh khỏi, nhưng tay ngài còn dơ ra. Hỡi Asiri là cái roi của sự thạnh nộ ta. Cái gậy cầm trong tay nó là sự tức giận của ta vậy. Ta sẽ sai nó, nghịch cùng một nước chẳng tin kín, khiến nó đi đánh một dân mà ta nổi giận, để cướp lấy bóc lột và dày đạp chúng nó như buồn ngoài đường. Nhưng nó không có ý thế trong lòng nó chẳng nghĩ như vậy, lại thích phá hại và hủy diệt nhiều dân, vì nó nói rằng: Các quan trưởng của ta há chẳng phải đều là vua sao? Há lại Cano chẳng như ha Hamat chẳng như bát, Samari chẳng như Damascus sao? Như tay ta đã tới đến các nước của thần tượng, tượng chạm có họ lại hơn của Jerusalem và Samari nữa thì ta há chẳng sẽ làm cho jerusalem và thần tượng nó cũng như ta đã làm cho samari và thần tượng nó sao nên sẽ xảy ra khi chúa đã làm xong cả việc trên núi si ôn và tại jerusalem thì chính ta sẽ hành phạt những bông trái bởi lòng kiêu ngạo và sự vinh hiển của con mắt ngó cao của vua A-si-ri. vì người nói rằng ta đã làm điều đó bởi sức mạnh của tay ta bởi sự khôn ngoan ta vì ta là thông minh ta đã dời đổi giới hạn các dân đã cướp của quý họ như một người mạnh đã làm cho những kẻ đang ngồi phải xuống tay ta đã tìm được của cải các dân như bắt ổ chim vơ vét cả đất như lượm trứng đã bỏ chẳng có ai đập cánh mở mỏ hay là kêu hót cái rìu há lại khoe mình cùng người cầm rìu ư cái cưa há lại dấy lên nghịch cùng kẻ cầm cưa ư. Thế cũng như cái roi vận động kẻ dơ roi, cái gậy nâng đỡ cánh tay cầm gậy. Vậy nên, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, sẽ làm cho những người mập mạnh của nó trở nên gầy mòn, và dưới sự vinh hiển nó sẽ đốt cháy lên như lửa thiêu đốt. Sự sáng của Israel sẽ trở nên lửa, đấng thánh nó sẽ trở nên ngọn đèn chỉ trong một ngày, đốt tiêu gai gốc và trà chuông nó, lại thiêu hủy vinh hoa của rừng cây và ruộng màu mỡ nó, cả linh hồn và thân thể như kẻ cầm cờ xí ngất đi vậy. Bây giờ, những cây trên rừng nó còn sót lại chẳng là bao, một đứa bé con có thể chép lấy được. Trong ngày đó, dân sót của Israel và người thoát nạn của nhà Gia-cốp sẽ không cậy kẻ đánh mình nữa, nhưng thật lòng cậy Đức Giê-hô-va là đấng thánh của Israel. Một số dân sót, tức là dân sót của Gia-cốp, sẽ trở lại cùng Đức Chúa Trời quyền năng. Hỡi Israel, dầu dân ngươi như cát biển, chỉ một phần sót lại sẽ trở lại. Sự hủy diệt đã định bởi vì sự công bình tràn khắp. Vì Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân đã định làm trọn sự hủy diệt trong khắp đất. Vậy có lời Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Hỡi dân ta, ngươi ở tại Si-ôn, chớ sợ người a dầu họ lấy roi đánh ngươi và giá gậy trên ngươi theo cách người ê tô Vì còn ít lâu nữa, ta sẽ hết giận các ngươi. Cơn thạnh nộ ta trở nghịch cùng dân ấy đặng hủy diệt nó. Bây giờ, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ giá roi trên họ như Ngài đã đánh giết người Ma-đi-an nơi vần đá Horeb, lại sẽ dơ gậy trên biển, sẽ dơ lên như đã làm trong xứ Egypto. Trong ngày đó, gánh nặng nó sẽ cất khỏi vai ngươi, ách nó cất khỏi cổ ngươi, ách sẽ bị gãy vì sự béo mập. Nó đi đến a giác trải qua Migron để đồ đạc tại Midma. Chúng nó vượt qua ải đóng trại tại Gêba, Rama run sợ, ba của Sauler chạy trốn. Hỡi con gái Galim, hãy cất tiếng kêu to. Hỡi người La Ít, hãy ghé tai mà nghe. Thương thay cho người Anatot. Mát Mena trốn tránh, dân cư Gê bim tìm chỗ núp. Chính ngày đó, chúng nó sẽ đóng tại nót và vung tay nghịch cùng núi của con gái Si-ôn, nghịch cùng đồi của Jerusalem. Này, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, sẽ dùng oai mạnh đốn các nhánh cây. Những kẻ cao lớn đều bị chặt, những kẻ kiêu ngạo bị hạ xuống. Ngài dùng sắt chặt những bụi rậm trên rừng và ly ban bị ngã xuống bởi người mạnh sức. Chương 11 Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc y sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui, chẳng phán xét theo mắt mình thấy và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định. Nhưng Ngài sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo và xử lễ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình, và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác. Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài, sự thành tín sẽ làm dây ràng hông. Bây giờ, muôn sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con, bò con sư tử con với bò nuôi mập, cùng chung một chỗ một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi bò cái sẽ ăn với gấu các con nhỏ chúng nó nằm chung sư tử ăn cỏ khô như bò trẻ con đang bú sẽ chơi kề ổ rắn hổ mang trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục nó chẳng làm hại chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va như các dòng nước che lấp biển. Xảy ra trong ngày đó, rễ Y-sai đứng lên làm cờ cho muôn dân. Các nước đều tìm đến Ngài, nơi an nghỉ của Ngài sẽ được vinh hiển. Trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuột dân sót của Ngài, tức là kẻ sót lại bởi Assyri, Egypto, Phatro, Kut, Elam, Shinea, Hama cùng các cù lao biển. Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước. Nhóm những người Israel bị đuổi, thâu những người Juda lưu lạc từ bốn góc đất. Bây giờ sự ghen tương của Ephraim sẽ mất. Kẻ khuấy rối Juda sẽ bị trừ đi. Ephraim không ghen ghét Juda nữa. Juda không khuấy rối Ephraim nữa chúng nó sẽ bay trên vai dân Philippines về phía Tây, cùng nhau cướp giật con cái phương Đông, tra tay trên Edom và Moab. Con cái Amon sẽ vâng phục họ. Đức Giê-hô-va sẽ làm cạn tắc giải biển Egypto, vung tay trên sông cái bởi gió cháy của Ngài, đánh mà chia ra làm bãi suối và khiến người ta có thể đi qua không ướt dép. Vậy, sẽ có một đường cái cho dân sót của Ngài, là những kẻ sót lại bởi Asheri, cũng như đã có một đường cái cho Israel trong ngày họ ra khỏi xứ Egypto vậy. Chương 12 Trong ngày đó ngươi sẽ nói rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cảm tạ Chúa, vì Chúa vốn giận tôi, nhưng cơn giận Chúa đã lánh khỏi và Chúa yên ủi tôi. Này, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi, tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi vì Đức Giê-hô-va chính Đức Giê-hô-va là sức mạnh của tôi lời ca tụng của tôi ngài đã nên sự cứu rỗi tôi vậy nên các ngươi sẽ vui vẻ mà múc nước nơi các nguồn sự cứu và trong ngày đó các ngươi sẽ nói rằng hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va hãy kêu cầu danh ngài hãy giao mọi việc của ngài ra trong các dân tộc hãy xưng danh ngài là tôn trọng hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ, nên phô cho thế gian đều biết. Hỡi dân cư Si-ôn, hãy kêu lên to tiếng, vì đấng thánh của Israel là tôn trọng giữa người. Chương 13 Gánh nặng về Babylon mà Esai, con trai Amos, đã thấy. Hãy dựng cờ trên núi trọi, hãy cất tiếng kêu chúng nó, lấy tay mà ngoắt cho người ta vào các cửa người sang trọng. Chính ta đã truyền lệnh cho kẻ ta đã biệt riêng ra và đã gọi những người mạnh mẽ của ta đến sự thạnh nộ. Họ vui mừng vì cớ sự cao trọng của ta. Có tiếng xôn xao của đoàn lũ trên các núi, dường như tiếng xôn xao của một dân đông ấy là tiếng ồn ào các nước của các dân tộc nhóm lại. Đức Giê-hô-va vạn quân điểm soát đạo quân mình để ra trận. Chính Đức Giê-hô-va và những khí giới của sự thạnh nộ Ngài đến từ phương xa, từ nơi rất xa trên trời, để hủy diệt cả đất. Các ngươi khá than khóc, vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần. Ngày đó đến như cơn tai nạn đến bởi đấng toàn năng. Vậy nên, mọi tay đều yếu đuối, lòng người đều tan chảy. Chúng đều kinh hoàng, bị sự đau đớn thảm sầu bắt lấy. quặn thắt như đàn bà đang đẻ, hắc hơ hắc hải nhìn nhau, mặt như mặt ngọn lửa. Này, ngày Đức Giê-hô-va đến là ngày hung dữ, có sự thạnh nộ và nóng giận, để làm đất này nên hoang vu và diệt những kẻ có tội khỏi đó. Vì các ngôi sao và các đám sao trên trời sẽ chẳng chiếu sáng nữa, mặt trời mọc lên thì mờ tối, mặt trăng không soi sáng đâu. Ta sẽ phạt thế gian vì sự độc ác nó, phạt kẻ giữ vì tội lỗi chúng nó, làm cho kẻ kiêu hết kiêu, hạ sự tự cao của kẻ bạo ngược ta sẽ làm cho loài người hiếm có hơn vàng quý. Thật, ta sẽ làm cho loài người hiếm có hơn vàng ròng xứ ô Vậy nên, ta sẽ khiến các tầng trời rung rinh, đất bị giai động lìa khỏi chỗ mình vì cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va vạn quân trong ngày ngày nổi giận dữ. Bây giờ, ai nấy như con hưu bị đuổi, như bầy chiên không người nhóm lại, sẽ trở lại cùng dân mình, sẽ trốn về xứ mình kẻ nào người ta gặp được sẽ bị đâm kẻ nào bị bắt sẽ ngã dưới lưỡi gươm con trẻ họ sẽ bị đập chết trước mắt họ nhà bị cướp vợ bị dâm hãm này ta sẽ xui người mê đi nghịch cùng họ những người đó chẳng quý bạc chẳng thích vàng dùng cung đập dập kẻ trai trẻ chẳng thương xót đến thai trong lòng mẹ, mắt chẳng tiếc trẻ con. Babylon là sự vinh hiển các nước, sự hoa mỹ của lòng kiêu ngạo người Canh-đê sẽ giống như Sodom và Gomorrah mà Đức Chúa Trời đã lật đổ. Nó sẽ chẳng hề có người ở nữa. Trải đời nọ sang đời kia không ai ở đó. Người Ả Rập không đóng trại tại đó những kẻ chăn cũng chẳng cầm bầy mình ở đó. Xong những thú rừng sẽ đến ở, và nhà cửa đầy những chim cú, chim đà, choáng làm chỗ mình. Dê đực lấy làm nơi nhảy nhót. Sài lan sủa trong cung điện, chó rừng tru trong đền đài vui sướng. Kỳ nó đã gần đến, ngày nó sẽ không được dài nữa. chương 14. Thật, Đức Giê-hô-va sẽ thương xót gia cốt và còn lựa chọn Israel. Ngài sẽ lập chúng nó lại trong bổn xứ. Kẻ trú ngụ sẽ phụ về chúng nó và liên hiệp cùng nhà gia cốt. Các dân sẽ đem họ trở về bản xứ. Nhà Israel sẽ được chúng nó làm tôi trai tớ gái trong đất Đức Giê-hô-va chúng nó sẽ bắt làm phu tù những kẻ đã bắt mình làm phu tù và quản trị kẻ đã hà hiếp mình. Đến ngày mà Đức Giê-hô-va sẽ cho ngươi yên nghỉ, khỏi cơn buồn bực bối rối và sự phục dịch nặng nề mà người ta đã bắt ép ngươi, thì ngươi sẽ dùng lời thí dụ này nói về vua Babylon rằng, Sao kẻ bạo ngược đã tiệt đi, thành ức hiếp đã dứt đi. Đức Giê-hô-va đã bẻ gậy của người ác và trượng của kẻ cai trị. Ấy là kẻ đã nhân giận đánh các dân tộc không thôi, dùng sự thạnh nộ cai trị các nước và dùng sự bắt bớ chẳng ai ngăn lại. Nay, cả đất được yên nghỉ bình tĩnh, trỗi giọng hát mừng. Dầu đến cây tùng cây bách ở Ly Bang, cũng nhân cớ ngươi mà vui mừng và nói rằng, từ khi ngươi ngã xuống rồi không ai trèo lên để đốn ta nữa nơi âm phủ sâu thăm thẳm đã rúng động vì cớ ngươi đặng rước ngươi đến nó đã vì ngươi đánh thức các âm hồn tức là những kẻ cả trên đất nó đã làm cho vua các nước đứng dậy khỏi ngai mình hết thảy chúng nó sẽ cất tiếng nói cùng ngươi rằng kìa ngươi cũng yếu đuối như chúng ta ư kìa, ngươi cũng trở giống như chúng ta ư. Sự sang trọng với tiếng đờn cầm của ngươi đều xuống nơi âm phủ. Một lớp dòi làm nệm cho ngươi, sâu bọ thì làm mền. Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi thì trời xa xuống? Hỡi kẻ dày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng, ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao đức chúa trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây làm ra mình bằng đấng rất cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Những kẻ thấy ngươi sẽ ngó chăm ngươi và nhìn ngươi cách ý tứ mà rằng có phải người này là kẻ đã làm rung rinh đất, dây động các nước? làm cho thế gian thành đồng vắng, lật đổ các thành và chẳng hề buông tha kẻ bị tù về nhà mình đó chăng? Hết thảy vua các nước đều ngủ nơi lăng tẩm mình cách vinh hiển. Nhưng ngươi thì bị ném xa khỏi mồ mã, như nhánh cây thúi, như áo người bị giết, bị gươm đâm, bị xô xuống trong những đá nơi hố, khác nào thay chết, bị dày đạp dưới chân. Ngươi sẽ không được hội hiệp cùng các vua trong lăng, vì ngươi đã diệt nước mình và giết dân mình. Dòng dõi kẻ hung ác sẽ không được xưng đến danh nó nữa. Hãy sắm sẵn sự chém giết cho con cháu vì tội ác của tổ phụ, hầu cho họ không dấy lên nữa, đặng được đất làm cơ nghiệp, lập thành ấp khắp thế gian. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ta sẽ dấy lên nghịch cùng chúng nó ta sẽ làm tiêu diệt tên của Babylon và dân sót lại, cả đến con và cháu nữa. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ làm cho đất nó thuộc về con nhiếm, biến ra ao nước, và ta sẽ dùng chổi hủy diệt mà quét nó. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân đã thề rằng, chắc thật, sự ta đã định sẽ xảy đến, điều ta đã toan sẽ đứng vững ta sẽ đánh phá người Assyri trong đất ta, sẽ giày đạp nó trên núi ta. Ách nó sẽ cổi khỏi chúng nó, gánh nó sẽ cất khỏi vai chúng nó. Đó là ý chỉ đã định nghịch cùng cả đất, đó là tay đã giá trên hết thảy các nước. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã toan định, thì ai bãi đi được? Tay Ngài đã gian ra, thì ai dây lại được? nhằm năm vua a cha băng gánh nặng này đã được rao ra hỡi cả đất philippines chớ vui mừng bởi cớ roi đánh ngươi đã gãi vì từ giống rắn sẽ sinh ra thuồng luồng thuồng luồng sẽ sinh ra rắn lửa bay bây giờ con cả của kẻ nghèo sẽ tìm được đồ ăn kẻ túng sẽ nằm yên ổn nhưng ta sẽ khiến dòng dõi ngươi chết đói và kẻ thuộc về ngươi còn sót lại, sẽ bị giết. Hỡi cửa, hãy than khóc. Hỡi thành, hãy kêu la. Hỡi cả đất Philippines, hết thảy hãy đều tan chảy. Vì có luồng khói từ phương Bắc đến, chẳng ai lìa khỏi hàng ngũ mình. Lấy chi trả lời cho sứ giả của nước này? Trả lời rằng, Đức Giê-hô-va đã lập Si-ôn và kẻ sầu khổ trong dân Ngài sẽ được ẩn náu trong nó. Chương 15 Gánh nặng về mô áp Đương ban đêm, a mô áp bị tàn phá và diệt mất. Phải trong ban đêm, kiệt mô áp bị tàn phá và diệt mất. Kìa, chúng lên nơi miếu các thần, đến đi bôn, trên các nơi cao mà khóc dân Moab than vãn vì Nebo và Medeba. Mọi đầu đều sói, mọi râu đều cắt. Thảy đều thắt bao gai trong các đường phố. Thảy đều khóc lóc, xa nhiều nước mắt, trên nóc nhà và nơi sân chợ. Hết bôn và Eleale kêu la, tiếng nghe thấu đến gia hát. Vậy nên, lính chiến của Moab đều than khóc trong tâm thần run rẩy lòng ta ngậm ngùi vì mô áp kẻ sang nó trốn chạy đến xoa và đến elak shelishia vì họ vừa trèo lên đèo luhit vừa khóc vì bại hoại mà kêu vang trên con đường horonaim các dòng nước ở nimrim cạn tắc cỏ khô cỏ non chẳng có không còn một vật xanh nào vậy nên những của cải đã được và những đồ báo đã chứa, họ đều mang sang khe liễu. Tiếng kêu khóc thảm thương nghe khắp chung quanh bờ cõi mô áp. Tiếng vang la thấu đến Elaim và đến be elim -e Sông ngòi ở đi đầy những máu, vì ta sẽ còn thêm tai vạ cho đi -môn. Sai sư tử đuổi kịp những người mô áp thoát nạn và những kẻ còn sót lại trong xứ. Chương 16 hãy gửi chiên con phải dâng cho quan cai trị đất này từ sê la sang đồng vắng đến núi của con gái si ôn các con gái mô áp tại bến đò ạt nôn sẽ giống như chim bay tán loạn và như một lứa chim con bị quăng ra ngoài ổ ngươi hãy lập mưu hãy làm sự công bình đang lúc giữa trưa hãy phủ bóng ngươi như ban đêm hãy che giấu kẻ bị đuổi chớ bươi móc kẻ trốn tránh hãy cho phép những kẻ bị đuổi của ta trú ngụ nơi ngươi hãy làm nơi ẩn náu cho mô áp khỏi mặt kẻ tàn hại vì kẻ cướp giật đã mất sự tàn hại đã hết kẻ dài đạp đã bị diệt khỏi đất này ấy vậy ngôi sẽ bởi sự nhân từ mà bền lập và trong trại david sẽ có một đấng lấy lẽ thật ngồi lên sẽ đoán xét sẽ tìm sự ngay thẳng và vội vàng làm sự công bình chúng ta có nghe sự kiêu ngạo của mô áp nó kiêu ngạo lắm cũng nghe nó sất xược kiêu căng giận dữ sự khoe khoang của nó là vô ích vậy nên mô áp sẽ than khóc vì mô áp ai nấy đều than khóc các ngươi hãy khóc hãy thở than vì sự mất bánh trái nho của kiệt ha vì ruộng nương của hết bôn và cây nho của Shipma đều mòn mỏi ngày trước nó dàn ra tới gia e xe lan ra tới đồng vắng chồi tược đâm ra tới bên kia biển mà bây giờ vua chúa các nước đã bẻ gãy nhánh tốt vậy nên ta vì cây nho của shipma mà khóc lóc như gia e xe hỡi hết bôn hỡi eleale lê a lê ta sẽ tưới nước mắt ta trên các ngươi vì đang lúc trái mùa hạ và mùa gặt thì có tiếng reo của giặc xảy đến sự vui mừng hớn hở đã cất khỏi ruộng tốt trong vườn nho chẳng còn hò hát reo vui kẻ đạp rượu chẳng còn đạp trong thùng ta đã làm dứt tiếng reo vui cho nên lòng ta vì mô áp kêu vang như đờn cầm ruột ta vì kiệt hê re cũng vậy ví dụ mô áp chịu mệt nhọc đặng đi đến nơi cao Dầu vào trong nơi thánh mình để cầu nguyện, cũng chẳng được nhậm. Ấy là lời mà xưa kia Đức Giê-hô-va đã phán về mô áp. Bây giờ thì Đức Giê-hô-va phán như vậy. Trong ba năm, kể như năm kẻ ở mướn, sự vinh hiển của mô áp với cả đoàn dân đông của nó sẽ bị khinh hèn, và số còn sót lại sẽ ít lắm, không kể ra gì. Chương mười bảy gánh nặng về đa Mách Này đa Mách bị trừ ra, không kể làm thành nữa, và sẽ trở nên một đống đổ nát. Các thành Aroe bị bỏ hoang, sẽ làm chỗ cho bầy chiên nằm nghỉ, chẳng ai kinh động. Đồn lũy của Ephraim sẽ chẳng còn. Ngôi nước của Đa Mách và dân sót của Syri cũng vậy, khác nào sự vinh hiển của con cá Israel. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy xảy ra trong ngày đó, sự vinh hiển của gia cốp sẽ giảm đi, xác thịt mập mạp đổi ra gầy ốm. Sẽ xảy ra như con gặt túm các ngọn lúa, rồi dùng cánh tay cắt lấy bông, lại như những giá lúa mót được ở nơi trũng Rephaim vậy. Nhưng sẽ còn sót lại như là của mót, khác nào khi người ta rung cây olive còn hai ba trái trên chót nhánh rất cao hoặc bốn năm trái trên những nhành xa của cây sai chiếu. Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán vậy: Trong ngày đó, người ta sẽ ngó về đấng tạo mình và mắt trông thẳng đến đấng thánh của Israel. Họ sẽ không còn xây mắt về các bàn thờ là công việc của tay mình và không còn ngó các đồ vật bởi ngón tay mình chế ra, hoặc các tượng ác tặc tê, hoặc các trụ mặt trời. Trong ngày đó, các thành bền vững của nó sẽ giống như những nơi đổ nát hoặc trong rừng hoặc trên đỉnh núi là những nơi đã bị bỏ hoang trước mặt con cái israel xứ này sẽ bị bỏ hoang vậy vì ngươi đã quên đức chúa trời của sự cứu ngươi chẳng nhớ đến vần đá sức mạnh ngươi vậy nên ngươi trồng cây tốt lại trồng những gốc nho khác giống đăng ngày ngươi trồng thì rào dậu vừa lúc ban mai làm cho hột giống nở hoa nhưng trong ngày buồn bực rầu rĩ thì mùa màng mất ráo. Ôi, các dân đông đảo làm xôn xao là giường nào, khác nào như biển gầm. Các dân tộc chạy sông tới như nhiều nước đổ mạnh. Thật, các dân tộc chạy sông tới như nhiều nước đổ ầm ạt. Nhưng Ngài sẽ quở trách họ thì đều trốn xa bị đùa đi như rơm rác trên núi khi gió thổi, như luồng bụi gặp cơn bão, đang buổi chiều, này có sự sợ hãi, kịp trước khi ban mai đã thành ra hư không. Ấy là phần của kẻ đã bóc lột chúng ta, là số phận xảy đến cho kẻ cướp chúng ta vậy. Chương 18 Ôi, đất đập cánh ào ào kia là đất ở bên kia các sông của Cúc. Sai sứ vượt biển, cởi thuyền bằng lau đi trên mặt nước. Hỡi các sứ giả nhậm lẹ kia, hãy đi đến nước người cao gia mởn, đến dân đáng kính sợ từ khi lập nước trở đi, đến dân hay cân lường và dài đạp, là nước mà có những sông chia đất nó. Hỡi các ngươi hết thảy là dân thiên hạ ở trên đất kia, vừa khi cờ dựng trên núi hãy xem, vừa khi kèn thổi hãy nghe. Và Đức Giê-hô-va đã phán cùng ta như vậy ta sẽ ở yên lặng và ở từ chỗ ta ngự mà xem như ánh nắng sáng sủa như mây ngút trong nắng mùa gạt nhưng trước ngày gạt khi mùa hoa đã cuối và hoa nho thành trái hầu chín thì ngài sẽ dùng liềm cắt những nhánh tỉa bỏ những nhánh rậm lá chúng nó sẽ cùng nhau bị bỏ lại cho chim ăn thịt trong núi và cho cả thú vật trên đất những chim ăn thịt đó sẽ dùng mà qua mùa hạ và những thú vật trên đất sẽ dùng mà qua mùa đông. Trong lúc đó, dân người cao gia mỡn, tức là dân đáng kinh sợ từ khi lập nước trở đi, là dân hay cân lường và dài đạp, là nước mà có những sông chia đất nó. Chính dân ấy sẽ đem lễ vật dân cho Đức Giê-hô-va vạn quân trong nơi thánh Đức Giê-hô-va vạn quân ngự là núi Si-ôn. Chương 19 gánh nặng về Ai Này, Đức Giê-hô-va cởi đám mây mau kiếp đến Ai Các thần tượng của Ai Cập đều run rẩy trước mặt Ngài. Lòng Ai Cập sẽ tan chảy giữa nó. Ta sẽ xui người Ai đánh người Ai Anh em nghịch cùng anh em, lân cận nghịch cùng lân cận, thành nghịch cùng thành, nước nghịch cùng nước tâm thần Ai sẽ luộn bại giữa nó, ta sẽ phá tan mưu trước nó. Bây giờ chúng nó sẽ cầu hỏi các thần tượng cùng thuật sĩ, kẻ kêu hồn cùng thầy bói. Ta sẽ phó dân Ai Tô trong tay Chúa hung dữ và một vua bạo ngược sẽ cai trị chúng nó. Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nước biển sẽ tắt, sông cạn và khô. Các sông sẽ trở nên hôi thối, ngòi rạch, rạch xuống và khang đi sậy lau đều chết héo. Các đồng cỏ ở bờ sông Ni cùng hết thảy đồng ruộng đã gieo của nó đều héo khô, bị thổi đi không còn nữa. Những người đánh cá sẽ than vãn, mọi kẻ buôn câu nơi sông Ni đều rên xiết và kẻ thả lưới trên các dòng nước đều âu sầu. Những kẻ làm vải gai mịn và những kẻ dệt vải trắng đều xấu hổ. Các trụ của Egypto đều bị gãi hết thảy thợ thầy đều có lòng lo các quan trưởng ở xô an rất đần độn mưu sĩ rất khôn ngoan của pharaoh chỉ bày ra kế dại khờ sao các ngươi nói cùng pharaoh rằng tôi là con các bậc hiền triết con các vua đời xưa vậy thì các bậc hiền triết ngươi ở đâu các bậc ấy hãy cho ngươi biết đi các bậc ấy nên biết Đức Giê-hô-va vạn quân đã định gì về Ai Các quan trưởng ở soan an đã nên dạ dột, các quan trưởng ở Nốt bị lừa dối. Những người làm hòn đá góc của các chi phái Ai đã làm cho nó lầm lạc. Đức Giê-hô-va đã xen sự trái ngược vào giữa nó, nên chúng nó làm cho Ai sai lầm trong mọi việc, như người sai vừa mửa vừa đi siêu tó chẳng có việc gì mà đầu và đuôi, cây kè và cây lau sẽ làm ra được cho Ai Cập cả. Trong ngày đó, người Ai Cập sẽ giống như đàn bà, thấy tay Đức Giê-hô-va vạn quân vung lên trên mình thì run rẩy sợ hãi. Bây giờ đất giu sẽ nên sự kinh hoàng cho Ai Cập. Hễ khi người ta xưng tên ấy ra trước mặt ai thì nấy sợ khiếp vì ý chỉ của Đức Giê-hô-va vạn quân đã định nghịch cùng nó trong ngày đó tại xứ Ai sẽ có năm thành nói tiếng Canaan và chỉ Đức Giê-hô-va vạn quân mà thề. Trong đó có một thành gọi là thành hủy diệt. Trong ngày đó sẽ có một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va ở giữa xứ Ai và có một trụ cho Đức Giê-hô-va nơi bờ cõi nó. Ấy là dấu và chứng cho Đức Giê-hô-va vạn quân tại xứ Ai bởi chân chúng sẽ kêu đến Đức Giê-hô-va vì có kẻ bạo ngược và Ngài sẽ sai một đấng cứu và binh vực để giải thoát họ. Đức Giê-hô-va sẽ cho ai tô biết Ngài. Trong ngày đó, người ai tô sẽ biết Đức Giê-hô-va. Ác họ sẽ dâng hy sinh và của lễ mà thờ phượng Ngài, lại khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va và hoàn nguyện. Đức Giê-hô-va sẽ đánh ai tô đánh rồi lại chữa lành. Họ sẽ trở về cùng Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ nghe lời họ cầu nguyện và chữa lành cho. Trong ngày đó, sẽ có con đường cái đi từ Egypto đến Assyria. Người Assyria sẽ đến Egypto, người Egypto sẽ đến Assyria. Người Egypto và người Assyria đều cùng nhau thờ phượng Đức Giê-hô-va. Trong ngày đó, Israel sẽ hiệp cùng Egypto và Assyria làm ba, đặng làm nên nguồn phước giữa thiên hạ. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã chúc phước cho họ mà rằng, Egypto dân ta, Assyri công trình của tay ta, Israel gia tài ta, đều hãy được phước. Chương 20 Nhằm năm mà Sargon, vua Assyri, sai ta tân đến ách đốt, vây thành và chiếm lấy. Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va nhờ con trai A-mốt là ê mà phán rằng, Hãy đi, cổi bao gai khỏi lưng ngươi và lột dài khỏi chân ngươi. Ê sai vâng lời, đi trần và chân không. Đức Giê-hô-va bèn phán rằng, Như đầy tớ ta là Ê sai đã đi trần và chân không trong ba năm, làm dấu và điềm chỉ về ê tô và ê thi ô bi thế nào. Thì những phu tù của ê tô và lưu tù của ê thi ô bi, cả trẻ lẫn già, cũng bị vua a ri giải đi trần và chân không, bày mông ra thể ấy để làm nhục nước ê giếp tô. Bây giờ, chúng nó sẽ sợ sệt và hổ thẹn vì cớ Ethiopia là sự trông cậy mình và Ai là sự vinh hiển mình. Trong ngày đó, kẻ ở gần biển sẽ nói rằng: "Kìa, dân tộc mà chúng ta vốn đem lòng trông cậy và chạy đến cầu cứu để được giải thoát khỏi vua Assyri thì nay đã trở nên thế ấy rồi. Chúng ta làm sao trốn khỏi được?" Chương 21 gánh nặng về đồng vắng ở gần biển. Nó đến từ đồng vắng là đất đáng kinh khiếp, khác nào cơn gió lốc vụt qua trong phương Nam. Có sự hiện thấy hải hùng đã tỏ ra cho tôi. Kẻ gian dối ở gian dối, kẻ tàn hại làm tàn hại. Hỡi người Elam hãy lên, hỡi người Medi hãy vây đi, ta sẽ làm cho dứt mọi tiếng than thở nó. Vậy nên, lưng ta đau lắm, quặn thắt như đàn bà đang sinh đẻ. Sự đau đớn mà ta chịu làm cho ta không nghe, sự kinh hãi làm cho ta không thấy. Lòng ta mê muội rất nên khiếp sợ, vốn là chiều hôm ta ưa thích, đã đổi ra sự run rẩy cho ta. Người ta đặt bàn tiệc, cắt kẻ canh giữ, người ta ăn và uống. Hỡi các quan trưởng hãy chờ dậy, hãy thoa dầu cho cái thuẫn. Vì Chúa phán cùng tôi như vậy, hãy đi, sắp đặt vọng canh, thấy việc gì thì báo. Khi nó thấy quân lính cởi ngựa đi từng cặp, và có lừa cùng lạc đà từng bầy, thì nó phải chăm chỉ mà nghe. Đoạn, nó kêu lên như sư tử mà rằng, Hỡi Chúa, tôi đứng rình nơi tròi trông cả ngày, và đứng tại chỗ tôi canh cả đêm. Này, có quân lính cởi ngựa đi từng cặp mà đến. Nó đáp rằng, Babylon đổ xuống rồi, đổ xuống rồi, mọi hình tượng tà thần của nó đã bể nát trên đất rồi. Hỡi lúa bị đạp của ta là thóc trên sân kia. Sự ta đã nghe từ Đức Giê-hô-va vạn quân, tức là Đức Chúa Trời của Israel, thì ta đã bảo cho ngươi biết. Gánh nặng về Duma Có người từ Seir kêu tôi rằng, hỡi người canh đêm thể nào hỡi người canh đêm thể nào người canh đáp rằng buổi sáng đến đêm cũng đến nếu muốn hỏi thì hỏi đi hãy trở lại hãy đến gánh nặng về arabi hỡi đoàn đi buôn ở đê đang sẽ ngủ trong rừng xứ arabi dân cư thê ma đã đem nước cho những kẻ khác đã đón những người trốn đặng cho họ bánh vì họ trốn gươm, trốn gươm trần, trốn cung dương ra, trốn sự chiến tranh kinh khiếp. Chúa đã phán cùng tôi như vậy. Trong một năm nữa, kể như năm kẻ ở mướn, cả sự vinh hiển của kê đa sẽ hao mòn. Những kẻ cầm cung mạnh mẽ là con cái của kê đa sẽ sót lại, chẳng bao lâm, vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã phán vậy. Chương 22 gánh nặng về trũng của sự hiện thế. Ngươi có sự gì mà cả dân trèo lên nóc nhà như vậy? Hỡi thành xôn xao đầy sự om sòm, là ấp vui vẻ kia. Các kẻ chết của ngươi chẳng phải chết vì gươm, cũng không phải là tử trận. Các quan cai trị của ngươi thảy đều cùng nhau chạy trốn, bị trói bởi những kẻ cầm cung. Còn trong dân ngươi, kẻ nào trốn xa mà người ta tìm thấy, thì đã bị trói làm một. Vậy nên ta phán rằng, các ngươi chớ ngó ta, ta sẽ khóc lóc thảm thiết. Đừng tìm cách yên ủi ta về sự hủy diệt của con gái dân ta. Vì ấy là ngày bị rối loạn, dài đạp và kinh hãi trong trũng của sự hiện thấy. Đến bởi Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, tường thành vỡ lở, tiếng kêu đến núi. Ê-lam đeo giỏ tên, có xe binh lính kỵ đi theo, và Kira để trần cái thuẫn. Các nơi trũng đẹp nhất đầy những xe cộ và lính kỵ dàn trận tại trước cửa thành. Màn che Juda đã cất rồi và trong ngày đó ngươi trông về khí giới của nhà rừng. Các ngươi thấy thành David bị nhiều nơi sức mẻ, bèn thâu chứa nước ao dưới lại. Các ngươi đếm nhà cửa Jerusalem, phá những nhà cửa để tu bổ tường thành, lại đào hồ giữa khoảng hai tường thành, đặng chứa nước ao cũ. Nhưng các ngươi chẳng trông lên đấng làm nên sự đó, chẳng nhìn xem đấng đã định sự đó từ xưa. Trong ngày đó, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, gọi các ngươi khóc lóc, thở than, cạo đầu và thắt bao gai. Thế mà trong các ngươi có sự vui mừng, hớn hở. Người ta mổ bò, giết chiên, ăn thịt, uống rượu, hãy ăn uống đi vì ngày mai chúng ta sẽ chết vả đức giê-hô-va vạn quân tỏ mình trong tai tôi rằng tội ấy chắc sẽ chẳng hề được tha cho các ngươi cho đến giờ các ngươi chết chúa là đức giê-hô-va vạn quân phán vậy chúa là đức giê-hô-va vạn quân phán như vậy ngươi hãy đi đến nhà kẻ giữ kho tức xếp na làm chức giám cung và bảo nó rằng ngươi ở đây làm gì? Có bà con chi đây mà ngươi đã đục tại đây một huyệt mã? Thật, ngươi đục cho mình một huyệt mã trên nơi cao, khiến đào cho mình một chỗ ở trong vần đá. Này Đức Giê-hô-va, khác nào kẻ sức khỏe sẽ quăng mạnh ngươi ra nơi xa và bọc chặt ngươi. Ngài ác sẽ cuốn ngươi và ném ngươi như quả bóng vào xứ rộng và khoảng khoát. Tại đó ngươi sẽ chết xe cổ sang trọng của ngươi cũng theo đến đó. ôi, ngươi là kẻ làm nhục cho nhà chủ mình. ta sẽ cách chức ngươi, ngươi sẽ bị trút khỏi ngôi mình. trong ngày đó, ta sẽ gọi đầy tớ ta là Eliakim con trai Hin kia, lấy áo ngươi mặc cho nó, lấy đai ngươi giúp sức nó, lấy chính trị ngươi trao trong tay nó nó sẽ làm cha cho dân cư Jerusalem và cho nhà Juda. Ta sẽ đem chìa khóa nhà David để trên vai nó. Hãy nó mở, không ai đóng được. Nó đóng, không ai mở được. Ta sẽ đóng nó xuống như đinh đóng nơi vững chãi và nó sẽ trở nên một ngôi vinh hiển cho nhà cha mình. Người ta sẽ treo trên nó mọi sự vinh hiển của nhà cha mình. Con cái dòng dõi và hết thảy những đồ đựng bé nhỏ nữa từ cái chén đến cái vê. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng trong ngày đó cái đinh đóng nơi vững chãi sẽ lỏng sệt, nó sẽ bị đập và rớt xuống và gánh nặng treo trên nó sẽ bị cắt đứt vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Chương 23. Gánh nặng về Tirer. Hỡi tàu bè Ta-rê-si hãy than khóc vì nó đã bị hủy phá đến nỗi chẳng còn nhà cửa nữa chẳng còn lối vào nữa ấy là điều đã tỏ cho họ từ xứ kít tim hỡi dân cư bờ biển là nơi những lái buôn si đôn là những kẻ vượt biển chở đồ hàng đến hãy nín lặng hột giống của si ho mùa màng của sông ni lơ theo đường biển trở đến ấy là phần lợi nó nó vốn là chợ buôn của các nước Hỡi Sidon hãy hổ thẹn, vì biển nơi đồn lũy biển có nói như vậy. Ta chưa ở cử, chưa đẻ con, chưa nuôi trai trẻ, chưa nuôi gái bé. Khi tin này đồn đến Ai người ta nghe tin về Tira, chắc sẽ đau thương lắm. Hãy dời qua Taresi, hỡi dân ở gần biển hãy than khóc. Đây há chẳng phải là thành vui vẻ của các ngươi sao? Là thành có từ đời thượng cổ mà chân nó đã trải đến nơi xa, đặng trú ngụ tại đó. Vậy, ai đã định sự ấy nghịch cùng Tirer là thành đã phân phát mão triều thiên. Lái buông nó vốn là hàng vương hầu, người mua bán nó vốn là tay quý hiển trong thiên hạ. Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân đã định sự này, để làm dơ giái sự kiêu ngạo mọi vinh hiển, và làm nhục mọi kẻ sang trọng trong thế gian. Hỡi con gái Tareshi, ngươi không còn bị trói buộc nữa. Hãy đi qua khắp địa phận ngươi như sông Nile. Đức Giê-hô-va đã giang tay Ngài trên biển, làm cho các nước rung động. Ngài đã ban mạng lệnh về Ca-na-an mà phá đồn lũy nó. Ngài có phán rằng: Hỡi con gái si là nữ đồng trinh bị ức hiếp kia, ngươi sẽ chẳng còn cứ vui mừng nữa. Vậy, hãy chờ vậy sang xứ chí tim tại đó ngươi cũng sẽ không được an nghỉ đâu hãy xem xứ của người canh đê không có dân đó nữa người asheri lấy làm chỗ cho thú rừng chúng nó dựng tháp phá cung đền nó làm ra gò đống hỡi tàu bè ta si hãy than khóc vì đồn lũy các ngươi hủy diệt rồi trong lúc đó, thành Tyre sẽ bị người ta quên đi trong bảy mươi năm bằng một đời vua. Mãn bảy mươi năm rồi, Tyre sẽ giống như bài ca của kỵ nữ hát. Hỡi kỵ nữ đã bị quên kia, hãy lấy đơn cầm dạo chơi thành phố, khải cho hay, ca đi ca lại, hầu cho người ta nhớ đến mày. Mãn bảy mươi năm rồi, Đức Giê-hô-va sẽ thăm viếng thành Tyre nó sẽ lại được lợi, sẽ hành dâm cùng mọi nước trong thế gian trên mặt đất, nhưng hàng hóa lời lãi của nó sẽ nên thánh cho Đức Giê-hô-va mà không chứa cũng không để dành lại, vì lời lãi ấy sẽ phân phát cho những người ở trước mặt Đức Giê-hô-va để họ được ăn sung mặc sướng. Chương 24. Này, Đức Giê-hô-va làm cho đất trống không và hoang vu, Ngài lật đổ mặt đất và làm tan lạc dân cư. Thầy tế lễ như chúng dân, ông chủ như đầy tớ trai, bà chủ như đầy tớ gái, kẻ bán như người mua, kẻ cho mượn như người mượn, kẻ lấy lợi như người nộp lợi, ai cũng đồng một thể. Trên đất sẽ đều trống không và hoang vu cả, vì Đức Giê-hô-va đã phán lời ấy đất thảm thương và tồi tàn thế gian luộn bại và tồi tàn những dân cao nhất trên đất hao mòn đi đất bị dân cư làm ô ế vì họ đã phạm luật pháp trái điều răng dứt giao ước đời đời vậy nên sự rủa sả thiêu nuốt đất những người ở trên nó mắc tội vì cớ dân trên đất bị đốt cháy chỉ còn ít người sót lại rượu mới than vãn cây nho tàn héo mọi kẻ vốn có lòng vui đều than thở những kẻ đánh trống không đánh nữa tiếng mừng rỡ hết rồi giọng vui đường cầm đã dứt chẳng còn vừa uống rượu vừa hát nữa những tay ghiền rượu cho rượu mạnh là cay đắng thành hoang loạn đã đổ nát nhà cửa đều đóng lại không ai vào được người ta kêu la trong đường phố vì cớ rượu. Mọi sự vui đều trở nên tâm tối. Sự mừng rỡ trong xứ đi đâu rồi? Trong thành vắng vẻ, cửa thành phá hoại. Vì giữa các dân trên đất sẽ giống như lúc người ta rung cây olive và như khi mót trái nho sau mùa hái trái. Những kẻ này sẽ cất tiếng lên, kêu rao từ nơi biển kêu lớn tiếng vui mừng vì sự uy nghiêm Đức Giê-hô-va. Vậy, hãy tôn vinh Đức Giê-hô-va trong phương Đông. Hãy tôn vinh danh Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel trong các cù lao biển. Chúng ta đã nghe từ nơi đầu cùng đất hát rằng, vinh hiển cho kẻ công bình. Nhưng tôi nói, tôi bị gầy mòn tôi bị gầy mòn khốn nạn cho tôi những kẻ gian dối làm gian dối phải kẻ gian dối làm gian dối lắm hỡi dân cư trên đất sự kinh hãi hầm và bẫy đến trên ngươi kẻ nào trốn khỏi tiếng kinh hãi sẽ sa xuống hầm nếu lên khỏi hầm sẽ mắc vào lưới vì các cửa sổ trên trời đều mở ra các nền dưới đất đều rung rinh đất đều tan nát, đất đều vỡ lở, đất đều rúng động. Đất lay động như người say, lỏng chỏng như cái võng, tội lỗi chất lên trên nặng trĩu, nó sẽ đổ xuống và không dậy được nữa. Xảy ra trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ phạt các cơ binh nơi cao ở trên trời, phạt các vua thế gian ở trên đất. Họ sẽ nhóm lại cùng nhau bị cầm trong hầm như tù bị nhốt trong ngục. Cách lâu ngày sẽ đều bị phạt. Mặt trăng sẽ xấu hổ, mặt trời sẽ mắc cỡ, vì Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ trị vì trên núi Si-ôn tại giê và sự vinh hiển sẽ chói lói trước mặt các trưởng lão. Chương 25 Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời tôi, tôi tôn sùng ngài tôi ngợi khen danh ngài vì ngài đã làm những sự mới lạ là những mưu đã định từ xưa cách thành tín chân thật vì ngài đã làm cho thành trở nên gò đống thành bền vững trở nên nơi đổ nát đền đài của dân ngoại chẳng phải là thành nữa sẽ chẳng hề xây lại vậy nên một dân cường thạnh sẽ tôn vinh ngài thành của các dân tộc đáng kinh hãi sẽ kính sợ ngài vì Ngài là nơi bền vững cho kẻ nghèo, đồn lũy cho kẻ thiếu thốn trong lúc khó khăn, chỗ đuột cho khỏi bão, chỗ bóng mát cho khỏi nắng, khi những kẻ cường bạo thổi hơi ra như bão xông vào tường thành. Ngài sẽ dứt sự ồn ào của dân ngoại, như trừ khí nóng trong nơi đất hạn, ngừng tiếng hát mừng của kẻ cường bạo, như hơi nắng tan đi bởi bóng mây. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ ban cho mọi dân tộc tại trên núi này một tiệc yến đồ béo, một viên rượu ngon, đồ béo có tủy, rượu ngon lọc sạch. Tại trên núi này, Ngài sẽ trừ diệt mặt của đồ đắp trên muôn dân và cái màn che phủ mọi dân tộc. Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời. Chúa Giê-hô-va sẽ lau nước mắt khỏi mọi mặt và trừ bỏ sự xấu hổ của dân Ngài khỏi cả thế gian, vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng: "Kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta, chúng ta đã mong đợi Ngài và Ngài sẽ cứu chúng ta. Ấy là Đức Giê-hô-va, chúng ta đã mong đợi Ngài, chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài." Vì tay Đức Giê-hô-va sẽ đặt trên núi này nhưng mô áp sẽ bị dày đạp trong nơi nó, như rơm bị dày đạp trong ao phân. Nó sẽ giang tay trong đó, như người lội bơi giang tay ra để lội. Nhưng Đức Giê-hô-va sẽ dằn sự kiêu ngạo nó xuống và cất bỏ mọi cơ mưu của tay nó. Ngài sẽ hạ lũy cao của tường thành ngươi xuống, đánh đổ và ném xuống đất vào trong bụi bặm chương 26. Trong ngày đó, tại xứ Giuđa người ta sẽ hát bài này. Chúng ta có thành bền vững. Chúa lấy sự cứu, làm tường, làm lũy. Hãy mở các cửa cho dân công bình trung tín vào đó. Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vân đá của các thời đại. Ngài đã dằn những người ở nơi cao, đã phá đổ thành cao ngất, hạ xuống tới đất, xa vào bụi bặm, bị dày đạp dưới chân, bị bàn chân kẻ nghèo nàn thiếu thốn bước lên trên và nghiền nát. Đường của người công bình là ngay thẳng, Ngài là đấng ngay thẳng, ban bằng đường của người công bình. Hỡi Đức Giê-hô-va, thật, chúng tôi đứng trên đường phán xét mà trông đợi Ngài. Danh Ngài là sự ghi nhớ Ngài, vốn là sự ao ước của linh hồn chúng tôi. Đang ban đêm, linh hồn tôi đã ao ước Ngài. Phải, thần linh trong tôi sẽ thiết tha tìm Ngài. Vì khi những sự phán xét Ngài làm ra trên đất, dân cư của thế gian, đều học sự công bình. Kẻ ác, giàu có được ơn cũng chẳng học sự công bình, song nó sẽ làm điều ác trong đất ngay thẳng và không nhìn xem uy nghiêm của Đức Giê-hô-va. Hỡi Đức Giê-hô-va, tay ngài đã giá lên mà chúng nó chẳng xem thấy, song chúng nó sẽ thấy và sẽ xấu hổ bởi cớ lòng sốt sắng ngài tỏ ra vì dân mình. Lửa sẽ đốt cháy kẻ thù nghịch ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ lập sự bình an cho chúng tôi, vì mọi điều chúng tôi làm ấy là Ngài làm cho. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, ngoài Ngài từng có chủ khác cai trị chúng tôi. Nay, chúng tôi chỉ cậy một mình Ngài mà kêu cầu danh Ngài. Họ đã chết sẽ không sống nữa đã thành âm hồn không dậy nữa vì Ngài đã phạt và diệt họ cho đến sự ghi nhớ họ Ngài cũng làm ra hư không Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã thêm dân này lên, phải, Ngài đã thêm dân này lên, Ngài đã được vinh hiển, đã mở mang bờ cõi đất này. Hỡi Đức Giê-hô-va, họ đã tìm kiếm Ngài trong lúc ngặt nghèo, kêu cầu Ngài khi Ngài sửa phạt họ, hỡi Đức Giê-hô-va, chúng tôi ở trước mặt Ngài, khác nào như đàn bà có thai gần đẻ, đang đau đớn kêu rêu vì quặng thắt. Chúng tôi đã có mang, đã ở cử, và đẻ ra như gió, chẳng làm sự cứu trong trái đất, cũng chẳng sinh ra dân ở trong thế gian. Những kẻ chết của Ngài sẽ sống, những xác chết của tôi đều trỗi dậy. Hỡi kẻ ở trong bụi đất, Hãy thức dậy, hãy hát, vì hột móc của Ngài như hột móc lúc hừng đông, đất sẽ buông các âm hồn ra khỏi. Hỡi dân ta, hãy đến vào buồn và đóng cửa lại, hãy ẩn mình một lát, cho đến chừng nào cơn giận đã qua. Vì này, Đức Giê-hô-va ra từ nơi Ngài, đặng phạt dân cư trên đất vì tội ác họ. bây GIỜ đất sẽ tỏ bài huyết nó ra và không che đậy những kẻ đã bị giết nữa. Chương 27 Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ dùng gươm cứng, lớn và mạnh mà phạt lê a thang là con rắn lẹ làng. Phạt lê a thang là con rắn cong queo và Ngài sẽ giết con vật lớn dưới biển. Trong ngày đó, các ngươi khá hát bài nói về vườn nho, sinh ra rượu nho. Ấy chính ta, Đức Giê-hô-va, là đấng giữ nó, sẽ chốc chốc tưới nó, và giữ nó đêm ngày, kẻo người ta phá hại chăng. Ta chẳng căm giận, mặc ai đem trà chuông gai gốc mà chống cự cùng ta. Ta sẽ đi đánh chúng nó, đốt chung làm một, chẳng gì bằng nhờ sức ta làm hòa với ta. Phải, hãy làm hòa với ta. Sau này, gia cốt đâm rễ, Israel kết nụ và nở hoa, chắc sẽ ra trái đầy trên mặt đất. Đức Chúa Trời đánh nó, há như đánh kẻ đã đánh nó sao? Nó bị giết, há như những kẻ giết nó đã bị giết sao? ấy là ngài đã tranh nhau với nó cách chừng đổi mà dời nó đi trong một ngày có gió đông nó bị đùa đi bởi gió bão của ngài vậy này là cớ vì sao mà tội gia cốp sẽ được tha và này là quả của sự trừ bỏ tội nó đi nó sẽ làm cho hết thảy đá của bàn thờ ra như đá vôi bể nát các hình tượng và các trụ mặt trời sẽ không dựng lên nữa vì thành bền vững đã trở nên tiêu điều, nhà ở sẽ bị bỏ và để hoang dường như đồng vắng. Bò tơ sẽ đến ăn cỏ tại đó, nằm và nhá những nhánh cây. Khi nhành khô và bị bẻ, đàn bà đến lấy mà nhen lửa. Vì dân này không có trí khôn, nên đấng đã làm nên nó chẳng thương xót đến, đấng tạo nên nó chẳng ban ơn cho xảy ra trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ lung lay từ lòng sông cái cho đến khe Egypto. Hỡi con cái Israel, các ngươi đều sẽ bị lượm từng người một. Trong ngày đó, kèn lớn sẽ thổi lên. Bây giờ, những kẻ bị thất lạc trong xứ Assyri và những kẻ bị đày trong đất Egypto sẽ đến thờ lại trước mặt Đức Giê-hô-va trên hòn núi thánh tại Jerusalem chương hai mươi tám khốn thay cho mão triều thiên kiêu ngạo của những bợm rượu ephraim khốn thay cho hoa chóng tàn làm đồ trang sức đẹp nhất dân ấy đóng tại nơi trũng màu mỡ của những người say rượu này từ nơi chúa có một người mạnh và có quyền giống như cơn bão mưa đá như trận gió phá hại như nước lớn vỡ bờ người sẽ lấy tay ném cả xuống đất. Mão triều thiên kiêu ngạo của những bợm rượu Ephraim sẽ bị dày đạp dưới chân. Cái hoa chóng tàn làm đồ trang sức đẹp nhất dân ấy, đóng tại nơi trũng màu mỡ, cũng sẽ giống như trái vả chín trước mùa hè. Người ta thấy nó vừa mới vào tay thì đã nuốt. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ trở nên mão triều thiên chói sáng và mão miệng rực rỡ của dân sót ngài sẽ trở nên thần công chính cho kẻ ngồi trên tòa xét đoán và sức mạnh cho những kẻ đuổi giặc nơi cửa thành. Song những kẻ ấy cũng choáng váng vì rượu, siêu tó vì các thứ rượu mạnh. Thầy tế lễ và đấng tiên tri đều choáng váng vì rượu mạnh, bị rượu nuốt đi. Nhân các thứ rượu mạnh và soàn ba, xem sự hiện thấy thì các nghĩa sai, sự kiện thì vấp ngã, mửa ra ô uế đầy bàn tiệc, chẳng có chỗ nào sạch. Vậy, người sẽ dạy khôn cho ai và khiến ai hiểu sự dạy dỗ mình? Có phải là dạy cho những trẻ con thôi bú mới lìa khỏi vú chăng? Vì, với họ, phải diền mối thêm diền mối, diền mối thêm diền mối, hàng thêm hàng, hàng thêm hàng, một chút chỗ này, một chút chỗ kia. Vậy nên Đức Giê-hô-va sẽ dùng môi lạ lưỡi khác mà phán cùng dân này, Ngài đã phán cùng nó rằng, đây là nơi yên nghỉ, hãy để kẻ mệt nhọc được yên nghỉ, này là lúc mát mẻ cho các ngươi thế mà họ chẳng chịu nghe. Lời Đức Giê-hô-va đối với họ sẽ là diền mối thêm diền mối, diền mối thêm diền mối, hàng thêm hàng, hàng thêm hàng, một chút chỗ này, một chút chỗ kia, hầu cho họ bước tới thì ngã nhào và dập nát, sập bẫy và bị bắt. Vậy nên, hỡi các ngươi là những người ngạo mạn, cai trị dân này ở Jerusalem, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Vì các ngươi nói rằng, chúng ta đã kết ước với sự chết và giao ước cùng nơi âm phủ, khi tai nạn hủy diệt trải qua sẽ chẳng chạm đến ta đâu. Chúng ta lấy sự nói dối làm nơi nương náu, sự gian lận làm nơi ẩn mình. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này ta đặt tại si ôn một hòn đá để làm nền, là đá đã thử nghiệm, là đá gắt quý báu, làm nền bền vững. Ai tin sẽ chẳng gấp rút. Ta sẽ lấy sự chính trực làm dây đo, sự công bình làm chuẩn mực. Mưa đá sẽ hủy diệt nơi ẩn náu bằng sự nói dối. Nước sẽ ngập chỗ nương náu. Bây giờ, ước các ngươi kết với sự chết sẽ phế đi ước các ngươi giao cùng nơi âm phủ sẽ không đứng được. Khi tai nạn hủy diệt trải qua, các ngươi đều bị dày đạp. Mỗi lần tai nạn trải qua sẽ bắt lấy các ngươi, vì nó trải qua mọi buổi sớm mai, ngày và đêm, chỉ có sự kinh sợ làm cho các ngươi hiểu biết lời dạy ấy. Giường ngắn quá không thể duỗi mình, mền hẹp quá không thể quấn mình. Vì Đức Giê-hô-va sẽ dấy lên như ở núi Phê-ra-sim, Ngài nổi giận như tại trũng Gabaon đặng làm việc Ngài là việc khác thường và làm công Ngài là công lạ lùng. Vậy bây giờ, đừng khinh lờn nữa. E dây tói càng buộc chặt các ngươi chăng? Vì ta có nghe từ nơi Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân lĩnh truyền hủy diệt cả đất. Hãy lắng tai nghe tiếng ta, hãy để ý nghe lời ta. Kẻ cày để gieo, Há hàng ngày cứ cài luôn hay sao? Há chẳng vỡ đất và bừa hay sao? Khi đã bộng bằng mặt đất rồi, há chẳng vải tiểu hồi, gieo đại hồi ư. Há chẳng tỉa lúa mì nơi rảnh, mạch nha nơi đã cắm dấu và đại mạch trên bờ ư. Ấy là Đức Chúa Trời dạy và bảo nó cách phải làm. Vì người ta chẳng dùng trái lăng mà nghiền tiểu hồi, cũng chẳng cho bánh xe lăn trên đại hồi nhưng tiểu hồi thì đập bằng cái que, đại hồi thì đập bằng cái lẻ. Người ta vẫn say lúa mì, nhưng chẳng đập luôn, dầu cho hột thóc qua dưới bánh xe hoặc chân ngựa, xong không dập nát. Điều đó cũng ra bởi Đức Giê-hô-va vạn quân, mưu ngài lạ lùng, sự khôn ngoan ngài tốt lành. Chương 29 Khốn cho Ariên, cho Ariên là thành David đã đóng trại, năm lại thêm năm trải qua các kỳ lễ. Bây giờ ta sẽ làm cho Ariel thắc ngặt, tại đó sẽ có tan chế than vãn, nhưng nó vẫn còn làm Ariel cho ta. Ta sẽ đóng trại vây ngươi, lập đồn hãm ngươi, đắp lũy nghịch cùng ngươi. Ngươi sẽ bị hạ xuống, nói ra từ dưới đất, giọng ngươi rầm rĩ từ bụi đất mà ra. Tiếng ngươi lên khỏi đất giống tiếng đồng bóng, lời nói ngươi thỏ thẻ ra từ bụi đất. Nhưng muôn vàng kẻ thù ngươi sẽ như bụi nhỏ, lũ cường bạo như trấu bay đi. Sự đó sẽ xảy đến thình lình chỉ trong một lát. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ dùng sấm sét, động đất, tiếng ầm, gió lốc, bão và ngọn lửa thiêu nuốt mà thâm phạt nó. Như chim bao, như sự hiện thấy trong ban đêm thế nào, thì quân chúng của mọi nước đánh Ariel, hết thảy đều hãm thành và đồn lũy mà ép riết nó cũng thể ấy. Nhưng người đói chim bao thấy ăn mà thức dậy bụng vẫn trống. Nhưng người khác chim bao thấy uống mà thức dậy nghe trong mình kiệt đi và khát khao. Cả quân chúng của mọi nước đánh núi Sion khác nào như vậy? Hãy sững sờ và kinh hãi hãy mù mắt và quán lòa. Họ say, nhưng không phải vì rượu, soàn ba, nhưng không phải bởi rượu mạnh. Vì Đức Giê-hô-va đã rải thần ngủ mê khắp trên các ngươi, đã bịt mắt các ngươi, tức là các kẻ tiên tri, đã trùm đầu các ngươi, tức là các kẻ tiên kiến. Vậy nên, mọi sự hiện thấy đối với các ngươi đã nên như lời của quyển sách đóng ấn, đưa cho người biết đọc mà rằng, xin đọc sách này, thì nó trả lời rằng, tôi không đọc được vì sách này có đóng ấn. Hoặc đưa cho người không biết đọc mà rằng, xin đọc sách này, thì nói rằng, tôi không biết đọc. Chúa có phán rằng, vì dân này chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Sự chúng nó kính sợ ta, chẳng qua là điều răng của loài người, bởi loài người dạy cho. Vì cớ đó, ta sẽ cứ làm việc lạ lùng giữa dân này. Sự lạ rất là lạ. Đến nỗi sự khôn ngoan của người khôn ngoan sẽ ra hư không. Sự thông sáng của người thông sáng sẽ bị giấu. Khốn thay cho những kẻ giấu kín mưu mình cách thẳm sâu khỏi Đức Giê-hô-va, làm việc mình trong xó tối và nói rằng, Ai thấy ta, ai biết ta. Các ngươi thật là trái ngược quá há nên xem người thợ gốm như đất sét sao? Đồ vật, há được nói về kẻ làm nên mình rằng, nó chẳng làm ra ta. Cái bình, há được nói về kẻ tạo mình rằng, nó chẳng có trí hiểu đâu. Chẳng phải còn ít lâu nữa thì ly ban sẽ đổi làm ruộng tốt, và ruộng tốt sẽ được kể như rừng rậm sao? Trong ngày đó, kẻ điếc sẽ nghe những lời trong sách con mắt của kẻ đuôi sẽ xem thấy từ sự tối tăm mù mịt. Những người nhu mì cũng sẽ được thêm sự vui vẻ trong Đức Giê-hô-va. Những kẻ nghèo khổ trong loài người sẽ nhân đấng thánh của Israel mà mừng rỡ. Vì người bạo ngược đã bị diệt, kẻ khinh lờn đã mất đi, phàm những kẻ nhân dịp làm sự ác đã bị trừ tiệt. Tức những kẻ lấy lời nói định tội người ta, gài bẫy cho những người kiện cáo trước cửa lấy sự hư không làm khuất người công bình. Vậy nên Đức Giê-hô-va là đấng đã chuộc Abraham có phán về nhà gia cốp như vậy. Gia cốp sẽ không còn hổ thẹn và mặt nó sẽ chẳng tái nữa. Nhưng khi nó thấy các con trai mình là việc tay ta làm ra giữa họ, thì sẽ tôn danh ta là thánh, tôn sùng đấng thánh của gia cốp, kính sợ Đức Chúa trời của Israel. Những kẻ lòng vốn sai lầm sẽ trở nên khôn sáng, kẻ hay oán trách sẽ được dạy dỗ. Chương ba mươi Đức Giê-hô-va phán Khốn thay cho con cái bội nghịch, lập mưu chẳng bởi ý ta, kết ước chẳng cậy thần ta, hầu cho thêm tội trên tội. Chúng nó chưa hỏi miệng ta đã khởi đi xuống Ai để cậy sức mạnh của Pharaon mà thêm sức cho mình và núp dưới bóng Ai Cho nên sức mạnh của Pharaon sẽ làm sỉ nhục các ngươi. Nơi ẩn náu dưới bóng Ai sẽ trở nên sự xấu hổ các ngươi. Các quan trưởng dân nó đã tới Sô so An, sứ giả đã đến Hane Hết thải sẽ mất cỡ vì một dân kia chẳng làm ích chi cho mình, chẳng cứu giúp cũng chẳng làm lợi. Xong làm cho mang hổ mang nhuốc. Gánh nặng về các thú vật phương Nam Trong xứ gian nan khốn khổ, tự xứ đó đến những sư tử đực, sư tử cái, rắn lục và rắn lửa bay. Chúng nó chở của cải mình trên vai lừa con, vật báo trên gu lạc đà, đặng dân cho một dân tộc chẳng làm ít gì được hết. Sự cứu giúp của người Ai Cập chẳng qua là hư không vô ích, nên ta đặt tên nó là ra hát, ngồi yên, chẳng động. Bây giờ, ngươi hãy đi, chạm lời này trên bản nhỏ ở trước mặt họ, hãy chép vào sách để truyền lại đời sau, mãi mãi không cùng. Dân này là bội nghịch, là con cái nói dối, con cái không muốn nghe luật pháp Đức Giê-hô-va, nói với kẻ tiên kiến rằng đừng tiên kiến làm chi nói với kẻ tiên tri rằng đừng nói tiên tri về lẽ thật hãy nói cho chúng tôi những điều vui thú hãy lấy những sự huyễn hoặc bảo chúng tôi hãy lìa khỏi đường bỏ khỏi lối cất đấng thánh của israel khỏi mặt chúng tôi vậy nên đấng thánh của israel phán như vậy vì các ngươi khinh bỏ lời này cậy điều bạo ngược và trái nghịch mà nương nhờ những sự ấy bởi cớ đó tội các ngươi như tường nẻ sắp vỡ, lồi ra trên cao, chỉ trong giây phút sẽ thình lình đổ xuống. Ngài sẽ đập bể nó như cái bình thợ gốm bị bể ra, bể ra từng miếng chẳng tiếc gì, đến nỗi trong những miếng mẻ nó sẽ chẳng tìm được một mảnh nào để lấy lửa nơi bếp hay là múc nước nơi hồ. Vả Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy. Các ngươi sẽ được rỗi là tại trở lại và yên nghỉ các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy nhưng các ngươi đã không muốn thế các ngươi nói rằng không chúng tôi sẽ cởi ngựa chạy trốn ừ phải các ngươi sẽ phải chạy trốn chúng tôi cởi ngựa chạy mau ừ phải những kẻ đuổi theo các ngươi cũng sẽ chạy mau một người dọa ngàn người đi trốn năm người dọa các ngươi đều đi trốn cho đến chừng nào các ngươi còn sót lại như cây vọi trên đỉnh núi, như cờ xí trên gò. Dầu vậy, Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để làm ơn cho các ngươi. Ngài sẽ được tôn lên mà thương xót các ngươi, vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công nghĩa, phước thay cho mọi kẻ trong đợi Ngài. Vì dân này sẽ ở trong Si-ôn nơi Giê-ru-sa-lem, ngươi chẳng còn khóc lóc nữa. Khi ngươi kêu, Ngài chắc sẽ làm ơn. Mới vừa nghe ngươi, Ngài liền nhậm lời. Dầu Chúa ban bánh hoạn nạn và nước khốn khó cho các ngươi, các thầy giáo ngươi sẽ chẳng lẫn khuất nữa. Mắt ngươi sẽ được thấy các thầy giáo ngươi. Khi các ngươi xê qua bên hữu hoặc bên tả, tai các ngươi sẽ nghe có tiếng đằng sau mình rằng, Này là đường đây, hãy noi theo. Các ngươi sẽ lấy bạc bọc tượng chạm, lấy vàng thép tượng đúc của mình làm ô uế mà ném ra xa như đồ dơ bẩn và bảo nó rằng hãy ra khỏi đây. Chúa sẽ khiến mưa xuống trên giống các ngươi gieo ở đất, bánh lương thực từ đất sinh sản sẽ màu mỡ và dư dật. Trong ngày đó, súc vật các ngươi sẽ ăn cỏ nơi đồng rộng bò và lừa con cày ruộng sẽ ăn thóc ngon mà người ta dê bằng mũng với nia. Đến ngày chém giết lớn, khi đồn lũy đổ xuống thì trên mọi núi cao đồi cả sẽ có những suối nước chảy. Sáng mặt trăng sẽ chói lói như sáng mặt trời, và sự sáng mặt trời sẽ lớn hơn bảy lần, như vốn là sự sáng của bảy ngày. Trong ngày Đức Giê-hô-va buộc dấu vết của dân ngài và chữa lành vết thương nó. Này, danh Đức Giê-hô-va từ xa mà đến, cơn giận phừng phừng, như khói đậm bay lên, môi đầy thạnh nộ, lưỡi giống như lửa nuốt. Hơi thở ngài, khác nào sông vỡ lở, nước lên ngập đến cổ. Ngài lấy cái sàn hủy diệt mà sàn các nước, và dùng cái khớp dẫn đi lạc đường mà khớp hàm các dân. Bây giờ, các ngươi sẽ sướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui mừng trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vần đá của Israel. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho nghe tiếng oai nghiêm Ngài. Ngài sẽ tỏ cánh tay ngâm đe của mình ra giữa cơn giận Ngài, những ngọn lửa nuốt, gió táp, bão và mưa đá. Vì Asheri sẽ nghe tiếng Đức Giê-hô-va mà run sợ, Ngài sẽ lấy roi đánh Asheri, và mỗi khi Đức Giê-hô-va lấy roi định đánh nó, thì người ta sẽ nghe tiếng trống và đờn cầm. Và trong những trận mạc Đức Giê-hô-va sẽ vung cánh tay mình mà tranh chiến cùng nó. Vì Tô Phết đã sửa soạn từ xưa, sắm sẵn cho vua. Nó sâu và rộng, trên có lửa và củi thật nhiều. Hơi thở của Đức Giê-hô-va như suối lưu hoàng nhúm nó chương 31 Khốn thay cho những kẻ xuống Egypto đặng cầu cứu, nhờ những ngựa, cậy những xe binh vì nó nhiều, và những lính kỵ vì nó mạnh, mà không ngó về đấng thánh của Israel và chẳng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Nhưng mà, Ngài cũng là khôn sáng. Ý chính Ngài là đấng dáng tai vạ, chẳng hề ăn lời mình. Ngài sẽ dấy lên nghịch cùng nhà kẻ giữ và nghịch cùng kẻ giúp bọn gian ác. vả người Ai Cập tôi là loài người, không phải là đức chúa trời. Những ngựa nó chỉ là xác thịt, không phải là thần. Khi Đức Giê-hô-va sẽ giang tay ra, tức thì kẻ giúp sẽ vấp, kẻ được giúp sẽ ngã, cả hai đều diệt mất. Vì Đức Giê-hô-va đã phán cùng ta như vậy, như sư tử hoặc sư tử con bắt được mồi và gầm thét. Mặc dầu bọn chăn chiên nhóm lại thành đoàn, nó cũng chẳng thấy kêu mà rùng, thấy động mà sợ. Đồng một thể ấy, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ xuống đặng đánh trận trên núi Si-ôn và trên đồi nó. Như chim bay luyện thể nào, đồng một thể ấy, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ che chở Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ che chở và cứu vớt cho, sẽ vượt qua và gìn giữ cho hỡi con cái Israel, vậy hãy trở lại cùng đấng mà các ngươi đã dấy loạn nghịch cùng. Vì trong ngày đó, ai nấy sẽ bỏ thần tượng mình bằng bạc bằng vàng, là đồ các ngươi đã dùng chính tay mình làm mà phạm tội. Asiri sẽ ngã dưới gươm, chẳng phải gươm của loài người, và cái gươm mà chẳng phải là gươm của người ta sẽ nuốt nó. Nó sẽ trốn khỏi gươm đó, và những kẻ trai trẻ nó sẽ phải chịu khổ dịch. Vần đá nó sẽ qua đi vì sự kinh hãi, các quan trưởng nó sẽ kinh sợ vì cờ xí. Đức Giê-hô-va phán như vậy, tức là đấng có lửa tại Si-ôn, có lò tại Giê-ru-sa-lem. Chương 32 Này, sẽ có một vua lấy nghĩa trị vì. Các quan trưởng lấy lẽ công bình mà cai trị, sẽ có một người như nơi nước gió và chỗ che bão táp, như suối nước trong nơi đất khô, như bóng vần đá lớn trong xứ mòn mỏi. Bây giờ, mắt của kẻ xem sẽ không mờ, tai của kẻ nghe sẽ chăm chỉ. Lòng của người hấp tấp sẽ hiểu sự khôn ngoan, lưỡi của người cà lâm sẽ nói dễ và rõ. Kẻ dạ dột sẽ chẳng được xưng là cao sang, người rít giống chẳng được xưng là rộng rãi, vì kẻ dại dột sẽ nói những lời dại dột, lòng họ siêu về sự gian dối đặng phạm các tội ác, đặng nói những sự sai lầm nghịch cùng Đức Giê-hô-va, đặng làm cho kẻ đói trống bụng và kẻ khác hết đồ uống. Kẻ rít giống dùng những khí giới gian tà, toan những mưu gian, lấy sự nói dối đặng làm hại người nhu mì và làm hại kẻ nghèo giàu nói lẽ công chính nhưng người cao sang chỉ lập những mưu cao sang, hằng làm sự cao sang. Hỡi những đàn bà sung sướng, hãy dậy mà nghe tiếng ta. Hỡi những con gái không hay lo, hãy để tai nghe lời ta. Trong một năm và mấy ngày nữa, các ngươi là kẻ không lo lắng sẽ đều run rẩy vì mùa nho sẽ mất và mùa gạt cũng không có nữa. Đàn bà sung sướng, hãy run rẩy con gái không hay lo, Hãy bối rối, hãy cổi áo sống, hãy ở trần, hãy thắt lưng bằng bao gai. Chúng nó sẽ đấm ngực vì đồng điền màu mỡ, vì cây nho sai trái. Chà chuông gai gốc sẽ mọc lên trên đất dân ta, cũng trên mọi nhà chơi trong thành vui vẻ. Vì cung điện vắng tanh, thành đông đức hoang loạn, đồi và tháp từ nay sẽ trở nên xào huyệt đến đời đời cho những lừa rừng choáng làm nơi nghỉ và những bầy vật thả ăn. Cho đến chừng thần từ nơi cao được rải xuống khắp trên chúng ta, đồng vắng biến thành ruộng tốt, ruộng tốt được kể như rừng rậm. Bây giờ sự xét đoán sẽ ở nơi đồng vắng, sự công bình sẽ trú nơi ruộng tốt. Công bình sẽ sinh ra bình an, trái của sự công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi mãi. Dân ta sẽ trú trong chỗ bình an, trong nhà yên ổn và nơi nghỉ lặng lẽ. Nhưng mưa đá sẽ đổ xuống trên rừng và thành sẽ bị hạ cả xuống. Phước thay cho các ngươi gieo giống ở bên mọi dòng nước, thả chân bò lừa đi. Chương 33. Khốn thay cho ngươi chưa bị hại mà hại người chưa bị dối mà dối người. Khi ngươi hại người vừa rồi, chính ngươi sẽ bị hại. Khi ngươi dối người vừa rồi, đến phiên ngươi sẽ bị dối. Hỡi Đức Giê-hô-va hãy thương xót chúng tôi. Chúng tôi trông đợi nơi Chúa. Xin Chúa làm cánh tay cho chúng tôi mỗi buổi sớm mai, giải cứu chúng tôi trong cơn hoạn nạn. Nghe tiếng ồn ào, các dân đều trốn tránh khi Chúa dấy lên, các nước đều vỡ tan. Của cải các ngươi sẽ bị thâu lại như con sâu thâu lại. Người ta sấn đến trên nó như cào cào nhảy tới. Đức Giê-hô-va là cao trọng vì Ngài ở nơi cao. Ngài làm cho Si-ôn đầy dẫy sự công bình và chính trực. Ngày giờ của ngươi sẽ được sự bền vững, sự giải cứu dư dật, sự khôn ngoan, sự thông biết, sự kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ là vật châu báu của ngươi. Này, những kẻ mạnh bạo đang kêu rêu ở ngoài, các sứ giả cầu hòa khóc lóc đắng cay. Đường cái hoang loạn, người ta không qua lại nữa. Kẻ thù đã dứt lời giao ước, khinh dễ các thành ấp, chẳng thèm kể đến nhân dân. Đất đai thảm sầu hao mòn, Ly ban xấu hổ và khô héo. Saron giống như nơi sa mạc. Ba sang và cạc mên, cây cối điêu tàn. Đức Giê-hô-va phán, Bây giờ ta sẽ trỗi dậy, bây giờ ta sẽ dấy mình lên, bây giờ ta sẽ lên cao. Các ngươi sẽ có ngén rơm rạ và sẽ đẻ ra cỏ rác. Hơi các ngươi thở ra, tức là lửa thiêu nuốt mình các dân sự sẽ như vôi đang sôi nổi như gai đã chặt bị đốt trong lửa các ngươi là kẻ ở xa hãy nghe việc ta đã làm còn các ngươi là kẻ ở gần hãy nhận biết năng lực ta những kẻ phạm tội đã kinh hãi trong si ôn bọn vô đạo đã run rẩy ai trong chúng ta ở được với đám lửa thiêu nuốt ai trong chúng ta ở được với sự thiêu đốt đời đời ấy là kẻ bước theo công bình, nói ra chính trực, khinh món lợi hoạnh tài, vung tay chẳng lấy của hối lộ, bưng tai chẳng nghe chuyện đổ huyết, bịt mắt chẳng thấy điều ác. Kẻ đó sẽ ở trong nơi cao, các vần đá bền vững sẽ là đồn lũy nó, bánh nó sẽ được ban cho, nước nó sẽ không bao giờ thiếu. Mắt ngươi sẽ ngắm xem vua trong sự tốt đẹp ngài sẽ thấy đất mở rộng lòng ngươi sẽ suy ngẫm sự kinh khiếp chớ nào kẻ đánh thuế ở đâu kẻ cầm cân ở đâu kẻ đếm những đồn lũy ở đâu ngươi sẽ chẳng còn thấy dân cường bạo nữa là dân nói tiếng líu lo khó nghe tiếng mọi rợ không hiểu được hãy nhìn xem si ôn là thành của các kỳ lễ trọng thể chúng ta Mắt ngươi sẽ thấy Jerusalem là chỗ ở yên lặng, là trại sẽ không rời đi nữa. Các nọc nó chẳng hề nhổ lên, chẳng có một cái dây nào đứt. Vì Đức Giê-hô-va sẽ ở đó với chúng ta trong sự oai nghi, là nơi có sông ngòi rất rộng, không thuyền chèo đi lại, chẳng tàu lớn vượt qua. Thật, Đức Giê-hô-va là quan xét chúng ta, Đức Giê-hô-va là đấng lập luật cho chúng ta. Đức Giê-hô-va là vua chúng ta, chính Ngài sẽ cứu chúng ta. Những dây của ngươi đã cổi ra, không thể chằng chân cột và dương buồm được. Bây giờ, người ta sẽ chia của cướp bộn bề, kẻ què bắt lấy phần của đó. Dân cư sẽ không nói rằng tôi đau, kẻ ở trong nó sẽ được tha tội. Chương 34 hỡi các nước hãy đến gần mà nghe, hỡi các dân hãy để ý. Đất và mọi vật trong nó, thế gian và mọi vật sinh ra đó hãy đều nghe. Vì Đức Giê-hô-va nổi giận, nghịch cùng mọi nước. Cơn thịnh nộ Ngài nghịch cùng cả đạo binh họ. Ngài đã giao họ cho sự diệt vong, phó cho sự đánh giết. Kẻ bị giết trong chúng nó sẽ phải ném bỏ. Thay chết bay mùi hôi. Các núi đầm đìa những máu cả cơ binh trên trời sẽ tan tác. Các từng trời cuốn lại như cuốn sách. Cả cơ binh điêu tàn như lá nho rụng, như lá vả khô rơi xuống. Vì gươm ta đã uống đủ ở trên trời. Này, nó sẽ xuống trên Edom và trên dân mà ta đã rủa xả để làm sự đoán xét. Gươm của Đức Giê-hô-va đầy những máu với những mỡ là máu của chiên con và dê đực mở trái cật của chiên đực, vì có sự tế tự Đức Giê-hô-va ở Bốt Ra, và có sự đánh giết lớn ở đất Ê-đôm. Những bò rừng, bò và bò đực đều ngã xuống. Đất chúng nó say vì máu, và bụi chúng nó đượm nhuần vì mỡ. Vì Đức Giê-hô-va có ngày báo thù, có năm báo trả vì cớ si-ôn. Các khe suối Ê-đôm sẽ biến thành nhựa thông bụi đất nó biến thành lưu hoàng đất đai nó trở nên nhựa thông đang cháy ngày đêm chẳng tắt hằng bay lên những luồng khói đất sẽ hoang vu từ đời nọ qua đời kia đời đời sẽ chẳng có người đi qua bồ nông và nhiếm sẽ chiếm lấy đó chim cú chim quạ sẽ ở đó Chúa sẽ dán trên đó cái dây lộn lạo và thước thăng bằng trống không. Chúng nó sẽ gọi các kẻ sang trọng đến ngôi nước mà không có ai. Hết thảy các quan trưởng nó đều ra hư không. Gai gốc sẽ mọc lên trong lâu đài. Chà chum cỏ rác mọc lên trong đồn lũy. Ấy sẽ là hang của chó đồng và chỗ nghỉ của chim đà. Thú rừng và chó rừng sẽ gặp nhau tại đó, dê đực kêu nhau, yêu quái ban đêm, loáng làm chỗ ở và làm nơi nấu nương yên ổn. Rắn roi sẽ làm ổ tại đó, đẻ trứng ấp cho nở và nhóm con lại dưới bóng mình. Sau nữa, những kênh kênh cùng nhau nhóm tại đó, trống và mái thành đôi. Hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc lấy. Trong những thú vật ấy, chẳng một con nào thiếu, chẳng một con nào là không đủ đôi, vì ấy là miệng Đức Giê-hô-va đã truyền và thần Ngài đã nhóm chúng nó lại. Chính Chúa đã bắt thăm cho chúng nó và tay Ngài dùng dây chia đất này cho. Những thú vật ấy sẽ được đất này làm kỹ vật luôn và ở đó từ đời nọ qua đời kia. Chương 35 đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ, nơi sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như bông hường. Nó trổ hoa nhiều và vui mừng, cất tiếng hát hớn hở. Sự vinh hiển của Ly Ban cùng sự tốt đẹp của Cạc Minh và Sa Rôn sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh hiển Đức Giê-hô-va và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy làm cho mạnh những tay yếu đuối làm cho vững những gối ruông en. Hãy bảo những kẻ có lòng sợ hãi rằng, khá vững lòng, đừng sợ nữa. Đây này, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo thù mà đến, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi. Bây giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bây giờ kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng và những suối chảy ra trong nơi sa mạc cát nóng sẽ biến ra hồ ruộng khô sẽ biến thành suối nước hang chó đồng đã ở sẽ trở nên vùng sậy và lau tại đó sẽ có một đường cái và một lối gọi là đường thánh kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua song nó sẽ dành cho những người được chuột. Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc. Trên đường đó không có sư tử, không có một thú dữ nào lên, chẳng ai gặp nó ở đó. Xong những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy. Những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, ca hát mà đến Si-ôn. Sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ, mà sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi. Chương 36 Năm thứ 14 đời vua Ezechia thì sang chia vua Asheri đến đánh các thành bền vững của Juda và chiếm lấy. Đoạn vua Asheri sai Rapsake với đạo binh lớn từ Laki đến Jerusalem, nghịch cùng vua Ezechia. Rapsake đứng tại cống ao trên, nơi đường cái ruộng thợ nện. Bây giờ Eliakim, con trai của Hinh kia, làm chức cung giám, đi với thư ký Sép-na và sử quan Yoa, con trai của Asap, mà đến cùng người. Rapsake nói với ba người rằng, Hãy tâu cùng vua Ezechia rằng, Đấng đại vương tức là vua Asheri phán như vậy. Sự trông cậy mà ngươi nương dựa là gì? Ta nói rằng, mưu và sức ngươi dùng mà giao chiến chỉ là lời vô ích mà thôi. Vậy, ngươi cậy ai mà dám làm phản ta? Này, ngươi cậy Egypto, ngươi lấy cây sậy đã gãi ấy làm gậy, là cây mà ai dựa vào, thì nó đâm phủng tay. Pharaon, vua Egypto, Đối với kẻ trông cậy mình cũng là thể ấy. Có lẽ các ngươi bảo ta rằng, chúng ta cậy giê Đức Chúa Trời chúng ta. những ấy chẳng phải là đấng mà e chia đã bỏ các nơi cao và các bàn thờ ngài khi truyền cho Judah và Jerusalem rằng, các ngươi khá thờ lại trước bàn thờ này hay sao? Vậy bây giờ, hãy đưa con tin cho chủ ta là vua Asheri nếu ngươi tìm được đủ lính kỵ, thì ta sẽ cấp cho hai ngàn con ngựa. Nhưng tài nào, ngươi sẽ đuổi được lấy một quan trưởng rất kém trong các tôi tớ chủ ta hay sao, mà ngươi kỵ Egypto đã tìm xe binh và lính kỵ. vả lại, há không có mạng của Đức Giê-hô-va mà ta lên đánh xứ này để diệt nó sao? Đức Giê-hô-va đã phán cùng ta rằng, hãy lên đánh xứ này và diệt đi. Eliakim cùng Shepna và Joa bảo Rapsake rằng, Xin nói với tôi tới ông bằng tiếng Aram, vì chúng tôi hiểu tiếng ấy. Xong đừng lấy tiếng Juda nói cùng chúng tôi, cho dân này đang ở trên tường thành nó nghe. Rapsake nói, Chủ ta, sai ta truyền mấy lời đó, nào những cho chủ ngươi và cho ngươi ư. Há chẳng cũng truyền cho những người ngồi trên tường thành, là kẻ sắp phải cùng với các ngươi ăn phân, uống tiểu, mình ư. Đoạn Rapsake đứng dậy, dùng tiếng đa mà nói to lên rằng, hãy nghe lời phán của đại vương là vua Asheri. Vua phán như vậy, các ngươi chớ để vua Ezechia lừa dối mình, vì người chẳng có thể cứu các ngươi. Cũng chớ để vua Ezechia khuyên các ngươi trông cậy Đức Giê-hô-va mà rằng, Đức Giê-hô-va chắc sẽ cứu chúng ta, và thành này sẽ chẳng phó vào tay vua Asheri đâu. Chớ nghe vua Ezechia vì vua Asheri phán như vậy. Hãy hòa với ta và ra hàng ta đi, thì các ngươi ai nấy sẽ được ăn trái nho trái vả của mình, uống nước giếng mình. Cho tới chừng ta đến, đặng đem các ngươi vào một xứ như xứ các ngươi, tức là xứ có mạch nha và rượu mới, lúa mì và nho. Vậy hãy giữ mình, kẻ vua Ezechia dỗ dành các ngươi mà rằng, Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu chúng ta. Vậy, chớ các thần của các nước khác đã giải cứu xứ họ khỏi tay vua Assyri được chăng? Nào các thần của Hamas và của ạc đâu tá? Nào các thần của xê phạt va im đâu tá? Các thần ấy đã cứu Samari ra khỏi tay ta chưa? Trong những thần của các xứ đó, có thần nào là thần đã cứu xứ mình ra khỏi tay ta mà Đức Giê-hô-va có thể cứu Jerusalem khỏi tay ta được. Chúng làm thinh, chẳng đáp lại một lời, vì vua có truyền lệnh rằng, các ngươi đừng đáp lại. Eliakim, con trai của Hinh kia, làm chức cung giám cùng thư ký sếp na sử quan Yoa con trai của a xé áo mình ra trở về chầu vua e chia và thuật lại những lời của Rabsake chương 37 Nghe tin đó, vua Ezechia liền xé áo mình, quấn bao gai vào đền Đức Giê-hô-va. Đoạn, sai quan cung giám Eliakim, thư ký sếp na và các trưởng lão trong hàng thầy tế lễ đều quấn bao gai, đến cùng đấng tiên tri e-sai con trai của a-mốt nói với người rằng, Vua Ezechia phán như vậy, ngày nay là ngày hoạn nạn, quở phạt và hổ nhuốc. Vì con đã đến kỳ đẻ rồi, nhưng không có sức mà đẻ ra. Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ nghe những lời của ráp sa kê mà chủ nó là vua A-xê-ri đã sai đến để đố thách Đức Chúa Trời hằng sống. Và có lẽ Ngài sẽ quở phạt nó, theo như những lời mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã nghe. Vậy, xin hãy vì những người còn lại đây mà cầu nguyện. Các tôi tớ của vua Ê-xê-chia bèn đến cùng Esai. Esai bảo rằng, này là lời các ngươi sẽ tâu lại cùng chủ mình. Đức Giê-hô-va có phán như vậy. Chớ sợ về những lời ngươi đã nghe là lời của tôi tớ vua Aseri dùng mà nói phạm ta. Này, ta đặt thần linh trong nó, rồi nó sẽ nghe tin mà trở về xứ mình. Tại đó, ta sẽ làm cho nó ngã dưới gươm. Và khi Rapsake nghe chủ mình là vua Asheri đã đi khỏi Laki, bèn trở về châu người, gặp người đang đánh thành Lipna. Bây giờ vua Asheri có nghe tin báo về tiệc Haka là vua Ethiopi rằng, người kéo ra để đánh cùng vua. Bèn sai các sứ giả đến cùng Esetia và dặn rằng, Các ngươi hãy nói cùng Esetia vua Juda rằng, vua chớ để cho mình bị lừa bởi đức chúa trời mà mình tin cậy nói rằng jerusalem sẽ chẳng phó vào tay vua A-xê-ri đâu này vua hẳn có nghe những sự các vua A-xê-ri đã làm ra ở các nước các nước ấy đã bị hủy diệt cả rồi còn vua vua sẽ được cứu khỏi ư các thần của các nước mà tổ tiên chúng ta đã diệt tức là các thần của gô san của cha rang của Reshep và của con cái Eden ở Telasha có cứu được họ không? Chớ nào vua của Hamad, vua của Akbat, các vua của thành Sê Phạt Va Im, thành Hena và thành Iva ở đâu? Ezechia đã nhận thơ tại tay sứ giả và đọc rồi, thì lên nhà Đức Giê-hô-va, mở thơ ra trước mặt Đức Giê-hô-va, cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, là đấng ngự trên các cherubim. Chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của mọi nước trên đất, Ngài đã dựng nên trời và đất. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nghiêng tai mà nghe. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin mở mắt mà xem. Xin nghe mọi lời mà sang chê riếp đã khiến nói cùng tôi để đố thách Đức Chúa Trời hằng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va, thật rằng các vua nước Assyri đã hủy diệt các nước và phá hại đất đai, ném các thần trong lửa. Những ấy chẳng phải là các thần, bằng là việc của tay người ta, bằng gỗ và bằng đá, cho nên họ đã hủy diệt đi được. Hỡi Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi, vậy bây giờ, xin Ngài cứu chúng tôi khỏi tay sang chê riếp hầu cho mọi nước trên đất đều biết chỉ một mình Ngài là Đức Giê-hô-va. sai con trai của A-mốt, bèn khiến người tâu cùng vua Ezechia rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy. Vì ngươi đã cầu xin ta nghịch cùng sang chê ríp vua Aseri. Này là lời Đức Giê-hô-va đã phán về nó. Gái đồng trinh Si-ôn khinh dễ ngươi, nhạo cười ngươi. Gái Giê-ru-sa-lem lắc đầu sau ngươi. Ngươi đã đố thách và nói phạm đến ai? Ngươi đã cất tiếng lên và ngước mắt lên cao nghịch cùng ai? Ấy là nghịch cùng đấng thánh của Israel. Ngươi đã dùng các tôi tớ mình mà đố thách Chúa nói rằng, Ta đem muôn vàng cổ xe lên trên chót núi, là nơi xa thẳm của Liban. Ta sẽ đốn những cây bách rất cao, cây tùng rất xinh, vào đến trên đỉnh rất cao, trong rừng của ruộng tốt. Ta đã đào đất và uống nước, dùng bàn chân làm cho cạn mọi sông Egypto ngươi há chẳng nghe rằng ta đã làm sự đó từ lâu đã định từ đời xưa hay sao hiện nay ta khiến xảy ra hầu cho ngươi phá các thành bền vững nên gò đống đổ nát những dân cư các thành ấy đã kém sức khiếp sợ xấu hổ trở nên như rau ngoài đồng và cỏ xanh như cỏ trên mái nhà như lúa mì chưa trồi đọt mà đã héo ta xem thấy ngươi khi ngồi khi ra khi vào và khi náo loạn nghịch cùng ta. Vì ngươi náo loạn nghịch cùng ta, lời sắc sược của ngươi đã thấu đến tai ta, nên ta tra cái khoen nơi lỗ mũi ngươi và cái khớp nơi miệng ngươi, khiến ngươi theo con đường mình đã noi đến mà trở về. Hỡi ê điều này sẽ là dấu. Năm nay, sẽ ăn hoa lợi chín ruộng tự sinh ra. sang năm, còn ăn lúa tự nhiên mọc lên không gieo giống. Nhưng đến năm thứ ba, hãy gieo và gặt, hãy trồng vườn nho và ăn trái. Trong nhà Juda, kẻ nào tránh khỏi nạn và còn sót lại sẽ châm rễ mới ở dưới và ra trái ở trên. Vì sẽ có dân sót ra từ Jerusalem và mấy kẻ trốn khỏi nạn ra từ núi Si-ôn. Lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm điều đó. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán về vua Assyria như vậy. Nó sẽ không vào thành này, chẳng bắn vào một mũi tên, cũng chẳng dùng một cái thuẫn mà nghịch với, và chẳng đắp lũy mà cự lại. Nó sẽ theo con đường mình đã noi đến mà trở về, không vào thành này đâu. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ binh vực thành này để giải cứu nó, vì cớ ta và vì cớ David là tôi tớ ta. Bây giờ, một thiên sứ của Đức Giê-hô-va vào trại quân của người Assyria và giết mười tám vạn năm ngàn người. Sáng hôm sau, người ta dậy sớm, thấy rạc những thây chết. Sang vua Asheri bèn đi, trở về ở tại Ninive. Một ngày kia, người đang quỳ lại trong đền Nidrach, thần của mình, thì con trai người là Atramelech và Sarishe lấy gươm giết người. Đoạn hai người đó trốn trong xứ Ararat. Con trai người là ê sạc đôn trị vì thay người. Chương 38 Trong lúc đó Ê-xê-chia, lâm bệnh hầu chết. Đấng tiên tri Ê-sai, con trai A-mốt đến chầu vua và tâu rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, Hãy sắp đặt nhà ngươi, vì ngươi hầu chết, không sống được nữa. Ê-xê-chia bèn xây mặt vào tường, cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, xin nhớ rằng, tôi đã lấy lòng chân thật, trọn lành đi trước mặt Chúa, và đã làm điều lành trước mặt Ngài. Đoạn e Ê-xê-chia khóc dầm về. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cho Ê-sai rằng, hãy trở lại nói cùng e Ê-xê-chia rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của David tổ ngươi phán như vậy. Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi, đã thấy nước mắt ngươi. Này, ta sẽ thêm cho ngươi mười lăm tuổi ta sẽ giải cứu ngươi cùng thành này khỏi tay vua Assyri và ta sẽ binh vực thành này. Này là dấu Đức Giê-hô-va ban cho ngươi để nghiệm biết Đức Giê-hô-va sẽ làm hoàn thành lời mình đã phán. Trên bàn trắc ảnh A-cha, ta sẽ làm cho bóng mặt trời đang đi và đã đi quá, lui lại mười độ. Vậy thì trên bàn trắc ảnh, bóng mặt trời đã lui lại mười độ mà nó đã đi quá rồi. Này là lời chép của Ezechia vua Juda khi đã lâm bệnh và được lành bệnh. Tôi từng nói, vậy thì, đang khi giữa trưa của đời tôi, tôi hầu vào cửa âm phủ, còn mấy năm thừa bị cất mất. Tôi từng nói, tôi sẽ chẳng thấy Đức Giê-hô-va nữa là Đức Giê-hô-va ở trên đất người sống. Tôi chẳng còn thấy loài người ở cùng dân cư thế gian nhà của tôi bị triệt đi rời xa khỏi tôi như cái trại của người chăn chiên tôi cuốn đời tôi như dệt cuốn vải nó chúa sẽ cắt tôi khỏi khung cưỡi từ sáng đến tối chúa sẽ dứt mạng sống tôi tôi làm thinh cho đến sáng mai như ngài đã xé cả xương tôi như sư tử vậy từ sáng đến tối chúa sẽ dứt mạng sống tôi tôi rầm rì như chim hạt chim yến gù như chim bọt câu. Mắt tôi nhìn trên cao nên nổi mỏi. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đang cơn sầu khổ, xin Ngài bảo lãnh tôi. Tôi còn nói gì? Ngài đã phán cùng tôi thì Ngài cũng đã làm thành việc này. Trọn đời, tôi sẽ ăn ở cách khiêm nhường, vì cớ trong lòng cay đắng. Hỡi Chúa, người ta được sống là nhờ đó, thần linh tôi được sống cũng nhờ đó xin chúa chữa lành tôi khiến tôi được sống này sự rất cay đắng của tôi đã trở nên sự bình an chúa đã yêu thương linh hồn tôi đem nó ra khỏi hầm hư nát vì chúa đã ném mọi tội lỗi tôi ra sau lưng ngài nơi âm phủ chẳng ngợi khen ngài được và sự chết chẳng tôn vinh ngài được những kẻ đã xuống mồ rồi chẳng còn trông cậy sự thành thật của ngài nữa duy kẻ sống, kẻ sống mới hay tôn vinh Ngài, như tôi làm ngày nay. Kẻ làm cha sẽ cho con cái mình biết sự thành thật của Ngài. Đức Giê-hô-va là đấng cứu tôi. Trọn đời chúng tôi sẽ đàn và hát trong nhà Đức Giê-hô-va. Vả Ê-sai có nói rằng, hãy lấy một cái bánh trái vả đắp trên muột ung độc, vua sẽ được lành. Ê-xê-chia đáp rằng, Có dấu nào cho ta biết rằng ta còn được lên nhà Đức Giê-hô-va nữa chăng? Chương 39 Trong lúc đó, vua Babylon là Merodach Baladan, con vua Baladan, sai đưa thư và lễ vật dân Ê-xê-chia vì nghe người đau và được lành. Ê-xê-chia vui mừng vì các sứ thần, thì cho xem trong cung điện Nơi để những của quý như bạc, vàng, thuốc thơm, dầu báu, cùng kho khí giới và mọi đồ trong phủ khố mình. Phàm vật chi trong cung và trong cả nước mình, chẳng có tí gì là e chia chẳng cho các sứ thần xem đến. Đấng tiên tri sai bèn đến chầu vua e chia và hỏi rằng, Các người đó nói chi và từ đâu đến thăm vua? E chia đáp rằng, họ đến từ phương xa, tức là từ nước Babylon. Esai tiếp rằng, họ đã xem gì trong cung vua? chia đáp rằng, họ đã xem hết thảy mọi vật ở trong cung ta, chẳng có vật gì trong phủ khố ta mà ta chẳng chỉ cho họ. Esai bèn tâu cùng chia rằng, xin nghe lời Đức Giê-hô-va vạn quân phán. Này, ngày đến là khi mọi vật trong cung ngươi mọi vật mà tổ tiên ngươi đã chứa trong kho cho đến ngày nay sẽ dời sang Babylon, chẳng còn tí nào hết. Đức Giê-hô-va phán vậy. Các con trai ngươi, con cháu ra từ ngươi, sinh bởi ngươi, cũng có kẻ sẽ bị bắt để làm quan hoạn trong cung vua Babylon. Ê-xê-chia đáp lại cùng Ê-sai rằng, lời của Đức Giê-hô-va mà ông vừa thuật cho ta nghe đó là tốt lắm lại rằng, vì trong ngày ta còn sống, sẽ được bình yên và lẽ thật. Chương 40 Đức Chúa Trời của các ngươi phán rằng, hãy yên ủi, hãy yên ủi dân ta, hãy nói cho thấu lòng Jerusalem và rao rằng, sự tranh chiến của nó đã trọn, tội lỗi nó đã được tha, nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội mình. Có tiếng kêu rằng, hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va, hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta. Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên, mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống, các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng, các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. Bây giờ sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Có tiếng kẻ rằng, hãy kêu, và có đáp rằng, tôi sẽ kêu thế nào? Mọi xác thịt giống như cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng. Cỏ khô, hoa rụng, vì hơi Đức Giê-hô-va thổi qua. Phải, dân này khác nào cỏ ấy. Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời. Ai giao tin lành cho Sion, hãy lên trên núi cao. Ai giao tin lành cho Jerusalem, hãy ra sức cất tiếng lên. Hãy cất tiếng lên, đừng sợ. Hãy bảo các thành của Giú-đa rằng, Đức Chúa Trời của các ngươi đây. Này, Chúa Giê-hô-va sẽ lấy quyền năng mà đến. Ngài dùng cánh tay mình mà cai trị. Này, sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài. Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên, thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẩm vào lòng, từ từ dắt các chiên cái đang cho bú. Ai đã lấy lòng bàn tay mà lường biển, lấy gan tay mà đo các từng trời? Ai đã lấy đấu mà đâm bụi đất, ai đã dùng cân mà cân núi và dùng thăng bằng mà cân gò ai lường được thần của đức chúa trời và làm mưu sĩ ngài đặng dạy ngài điều gì nào ngài đã bàn luận với ai ai đã dạy khôn cho ngài và dạy ngài đường công nghĩa nào ai đã đem sự thông biết dạy ngài và chỉ cho ngài lối khôn ngoan kìa các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng, và kể như là một mảy bụi rơi trên cân. Này, Ngài dở các cù lao lên như đồi vật nhỏ. Rừng ly ban chẳng đủ đốt lửa, những thú vật ở đó chẳng đủ làm của lễ thiêu. Mọi dân tộc ở trước mặt Đức Giê-hô-va thảy đều như không, Ngài xem như trống không và hư vô vậy. Vậy thì các ngươi có thể ví Đức Chúa Trời với ai? Lấy ảnh tượng nào mà so sánh với Ngài được? Khi người thợ đúc tượng, thì thợ bạc lấy vàng mà bọc và đúc cho những cái dây chuyền bằng bạc. Kẻ nghèo không dân nổi vật đó thì chọn gỗ không mục được và tìm thợ khéo đặng chỗ một tượng không lay đổ. Các ngươi không biết sao? Vậy thì các ngươi không nghe sao? người ta há chưa dạy cho các ngươi từ lúc ban đầu. Các ngươi há chẳng hiểu từ khi dựng nền đất. Ấy là đấng ngự trên vòng trái đất này, các dân cư trên đất như cào cào vậy. Chính Ngài là đấng dương các từng trời ra như cái màn và dương ra như trại để ở. Chính Ngài là đấng làm tiêu diệt các quan trưởng và làm cho các quan xét trên đất ra hư không họ mới trồng, mới gieo, cây mới châm rễ trong đất. Hơi Đức Giê-hô-va thổi qua thì khô héo. Này, gió lốc đùa hết đi như rơm rác. Đấng Thánh phán rằng, Vậy thì các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta? Hãy ngước mắt lên cao mà xem, ai đã tạo những vật này? Ấy là đấng khiến các cơ binh ra theo số nó và đặt tên hết thảy chẳng một vật nào thiếu, vì sức mạnh Ngài lớn lắm và quyền năng Ngài rất cao. Vậy thì, hỡi Gia Cốp, sao ngươi nói, hỡi Israel, sao ngươi nói như vậy? Đường tôi đã khuất khỏi Đức Giê-hô-va, lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi. Ngươi không biết sao? Không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi, chẳng mệt. Sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. chương 41 Hỡi các cù lao, hãy nín lặng trước mặt ta. Các dân tộc hãy lấy sức mới, hãy đến gần thì mới nói. Chúng ta hãy đến gần nhau để xét đoán. Ai đã khiến người kia dấy lên từ phương Đông, lấy sự công bình gọi người đến kề chân mình? Ngài phó các dân tộc trước mặt người, khiến người cai trị các vua phó họ như bụi cho gươm người, giống như rác riến bị gió thổi cho cung người. Người đuổi theo họ trên con đường chưa hề đặt chân, mà vẫn vô sự lướt dặm. Ai đã làm và thành tựu việc này? Ai đã gọi các dòng dõi từ ban đầu? Ấy là chính ta, Đức Giê-hô-va, là đầu tiên mà cũng sẽ ở với cuối cùng các cù lao thấy và thất kinh các đầu cùng đất đều run rẩy chúng nó đều đến gần và nhóm lại ai nấy giúp đỡ kẻ lân cận mình và bảo anh em mình rằng hãy phấn chí thợ mộc dục lòng thợ vàng kẻ dùng búa đánh bóng dục lòng kẻ đánh đe luận về việc hàng rằng hàng vẫn tốt đoạn lấy đinh đóng nó cho khỏi lung lai nhưng hỡi israel ngươi là tôi tớ ta còn ngươi gia cốp là kẻ ta đã chọn dòng giống của abraham bạn ta ta đã cầm lấy ngươi từ đầu cùng đất gọi ngươi từ các góc đất mà bảo ngươi rằng ngươi là tôi tớ ta ta đã lựa ngươi chưa từng bỏ ngươi đừng sợ vì ta ở với ngươi chớ kinh khiếp vì ta là đức chúa trời ngươi ta sẽ bổ sức cho ngươi. Phải ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Này, những kẻ nổi giận cùng ngươi sẽ hổ thẹn nhuốc nha. Những kẻ giấy lên nghịch cùng ngươi sẽ ra hư không và chết mất. Những kẻ công kích ngươi, ngươi sẽ tìm nó mà chẳng thấy. Những kẻ giao chiến cùng ngươi sẽ bị diệt và thành không. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi và phán cùng ngươi rằng, đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Hỡi sâu bọ gia cốp và các ngươi của dân Israel, đừng sợ chi hết, ta sẽ giúp ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy, tức là đấng thánh của Israel và là đấng chuộc ngươi. Này, ta sẽ lấy ngươi làm cái bừa nhọn thật mới và có răng bén. Ngươi sẽ tán các núi và nghiền nhỏ ra làm cho các gò nên giống như cám mịn. Ngươi sẽ dê nó, gió sẽ đùa đi, gió lốc sẽ làm tan lạc. Nhưng ngươi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, khoe mình trong đấng thánh của Israel. Những kẻ nghèo nàn thiếu thốn tìm nước mà không được, lưỡi khô vì khác. Nhưng ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nhậm lời họ. Ta, Đức Chúa Trời của Israel, sẽ không lìa bỏ họ đâu. Ta sẽ khiến sông chảy ra trên đỉnh núi trọi và suối trào lên giữa trũng. Ta sẽ biến sa mạc thành ao và đất khô thành nguồn nước. Ta sẽ đặt trong đồng vắng những cây hương bách, cây tạo giáp, cây sim và cây dầu. Ta sẽ trồng chung nơi sa mạc những cây tùng, cây sam, cây hoàng dương, hầu cho mọi người xem thấy và biết ngẫm nghĩ và cùng nhau hiểu rằng tay Đức Giê-hô-va đã làm sự đó, đấng thánh của Israel đã dựng nên sự đó. Đức Giê-hô-va phán: Hãy trình đơn các ngươi. Vua của Gia-cốp phán: Hãy bày tỏ lẽ mạnh các ngươi. Phải, hãy thuật lại đi. Hãy ra cho chúng ta điều sẽ xảy đến. Hãy tỏ ra những điều đã có lúc trước, cho chúng ta để ý nghiệm sự cuối cùng nó là thế nào hay là bảo cho chúng ta biết những sự hầu đến hãy rao những việc sẽ xảy đến sau này cho chúng ta biết các ngươi là thần cũng hãy xuống phước hoặc xuống họa đi hầu cho chúng ta cùng nhau xem thấy và lấy làm lạ này các ngươi chẳng ra gì sự các ngươi làm cũng là vô ích kẻ lựa chọn các ngươi là đáng gớm ghiếc ta dấy lên một người từ phương Bắc, và người đã đến. Người kêu cầu danh ta từ phía mặt trời mọc, dẫm lên trên các quan trưởng như dẫm trên đất vôi, khác nào thợ gốm nhồi đất sét. Ai đã tỏ ra điều đó từ lúc ban đầu cho chúng ta biết? Ai đã rao ra từ trước đặng chúng ta nói rằng, người là công bình? Nhưng chẳng ai rao hết, chẳng ai báo hết, chẳng ai từng nghe tiếng các ngươi ấy chính ta đã phán trước nhất cùng si ôn rằng, Này, chúng nó đây, ta sẽ sai một kẻ báo tin lành đến Jerusalem. Ta xem rồi, chẳng có ai hết. Trong đám họ cũng chẳng có một người mưu sĩ, để mà khi ta hỏi họ, có thể đáp một lời. Thật, họ chỉ là hư vô hết thảy. Công việc họ cũng thành không. Tưởng đức của họ chẳng qua là gió và sự lộn lạo. Chương 42 Này, đầy tớ ta đây, là kẻ ta nâng đỡ, là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt thần ta trên người, người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại. Người sẽ chẳng kêu la, chẳng lên tiếng, chẳng để ngoài đường phố nghe tiếng mình. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã dập, và chẳng dục tim đèn còn hơi cháy người sẽ lấy lẽ thật mà tỏ ra sự công bình người chẳng mòn mỏi chẳng ngã lòng cho đến chừng nào lập xong sự công bình trên đất các cù lao sẽ trông đợi luật pháp người Giê-hô-va đức chúa trời là đấng đã dựng nên các từng trời và dương ra đã trải đất với mọi sự ra bởi nó đã ban hơi sống cho dân ở trên nó và thần linh cho mọi loài đi trên nó có phán như vậy. Ta, Đức Giê-hô-va, đã kêu gọi ngươi trong sự công bình. Ta sẽ nắm tay ngươi và giữ lấy ngươi. Ta sẽ phó ngươi làm giao ước của dân này, làm sự sáng cho các dân ngoại, để mở mắt kẻ mù, làm cho kẻ tù ra khỏi khám, kẻ ngồi trong tối tăm ra khỏi ngục. Ta là Đức Giê-hô-va, ấy là danh ta ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm. Này, những sự đầu tiên đã ứng nghiệm rồi. Nay ta lại ra cho các ngươi sự mới. Ta làm cho các ngươi biết trước khi nó nổ ra. Các ngươi là kẻ đi biển cùng ngoại vật ở trong biển, các cù lao cùng dân cư nó. Hãy hát bài ca tụng mới cho Đức Giê-hô-va hãy từ nơi đầu cùng đất ngợi khen ngài. Đồng vắng cùng các thành nó hãy cất tiếng lên. Các làng kê đa ở cũng vậy. Dân cư sê la hãy hát, hãy kêu lên từ trên chót núi. Hãy dân vinh hiển cho Đức Giê-hô-va và rao sự ngợi khen Chúa trong các cù lao. Đức Giê-hô-va sẽ ra như người mạnh dạn, dục lòng sốt sắng như người lính chiến, kêu la quát tháo ra sức cự lại kẻ thù nghịch mình ta làm thinh đã lâu ta đã nín lặng ta đã cầm mình nhưng bây giờ ta rên la thở hào hển như đàn bà sinh đẻ ta sắp phá hoang núi và đồi làm cho cỏ cây khô héo biến sông thành cù lao làm cho hồ ao cạn tắt ta sẽ khiến kẻ mù đi trên con đường mình không thuộc dắt họ bởi các nẻo chẳng quen ta sẽ đổi bóng tối trước mặt họ ra ánh sáng nơi cong queo ra ngay thẳng thật ta sẽ làm các sự đó và không lìa bỏ chúng nó đâu song những kẻ cậy các tượng chạm xưng các tượng đúc rằng các ngài là thần chúng tôi thì sẽ đều giựt lùi và mang xấu hổ hỡi những kẻ điếc hãy nghe còn các ngươi là kẻ mù hãy mở mắt và thấy ai là mù há chẳng phải đầy tớ ta sao? Ai là điếc như sứ giả mà ta đã sai đi? Ai là mù như kẻ đã hòa thuận cùng ta? Ai là mù như đầy tớ của Đức Giê-hô-va? Ngươi thấy nhiều sự mà không giữ chi hết. Người vẫn có lỗ tai ngõ mà không nghe chi hết. Đức Giê-hô-va vui lòng vì sự công bình mình, làm cho luật pháp cả sáng và tôn trọng. Nhưng ấy là một dân bị cướp bị giật. Hết thảy đều bị mắc lưới trong hang và giam trong ngục. Chúng nó làm của cướp mà chẳng ai giải cứu, làm mồi mà chẳng ai nói rằng hãy trả lại. Trong vòng các ngươi, ai là kẻ lắng tai nghe điều này? Ai để ý đến và nghe sự xảy có về sau? Ai đã phó gia cốp cho sự cướp bắt và Israel cho quân trộm cướp? há chẳng phải Đức Giê-hô-va là đấng mà chúng ta phạm tội nghịch cùng. Đường lối Ngài chúng nó chẳng noi theo, luật pháp Ngài chúng nó chẳng vân giữ. Cho nên Chúa đã trút cơn thạnh nộ và sự chiến tranh dữ dội trên nó. Lửa đốt tứ bề mà nó không biết, lửa thiêu cháy nó mà cũng chẳng lấy làm lo. Chương 43 Bây giờ hỡi Gia-cốp, Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên ngươi. Hỡi Israel, Ngài là đấng đã tạo thành ngươi phán như vậy. Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi. Ngươi thuộc về ta. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy. Ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đấng thánh của Israel, cứu chúa ngươi. Ta ban Ai Cập làm giá chuộc ngươi, Ethiopia và Sheba làm của thay ngươi. Vì ta đã coi ngươi là quý báu, đáng chuộng và ta đã yêu ngươi, nên ta sẽ ban những người thế ngươi và các dân tộc thay mạng sống ngươi. Đừng sợ vì ta ở cùng ngươi. Ta sẽ khiến dòng dõi ngươi đến từ phương Đông và nhóm họp ngươi từ phương Tây ta sẽ bảo phương bắc rằng hãy buông ra và bảo phương nam rằng chớ cầm lại làm chi hãy đem các con trai ta về từ nơi xa đem các con gái ta về từ nơi đầu cùng đất tức là những kẻ xưng bằng tên ta ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta ta đã tạo thành và đã làm nên họ hãy đem dân này ra là dân có mắt mà đuôi và những kẻ có tai mà điếc các nước hãy nhóm lại, các dân tộc hãy hiệp lại. Trong vòng họ ai có thể rao truyền sự này và tỏ cho chúng ta những sự từ trước? Họ hãy dẫn người làm chứng hầu cho mình được xưng công bình và cho người ta nghe mà nói rằng ấy là thật. Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi là kẻ làm chứng ta và là đầy tớ ta đã chọn, hầu cho các ngươi được biết và tin ta và hiểu rằng ta là Chúa. Chẳng có Đức Chúa Trời nào tạo thành trước ta và cũng chẳng có sau ta nữa. Ấy chính ta, chính ta là Đức Giê-hô-va, ngoài ta không có cứu Chúa nào khác. Ấy chính ta là Đấng đã rao truyền, đã giải cứu và đã chỉ bảo. Chẳng có thần nào lạ giữa các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi đều là người làm chứng và ta là Đức Chúa Trời. Thật từ khi có Ngài, ta đã là Đức Chúa Trời, chẳng ai có thể giải cứu khỏi tay ta. Ta làm ra, ai ngăn cấm ta được? Đức Giê-hô-va đấng cứu chuộc các ngươi đấng thánh của Israel phán như vậy. Vì cớ các ngươi, ta đã sai đến Babylon, khiến chúng nó, tức là người canh đê, như là người chạy trốn, xuống các tàu mình đã lấy làm vui mừng. Ta, Đức Giê-hô-va là đấng thánh của các ngươi, đấng tạo thành Israel tức vua các ngươi. Đức Giê-hô-va là đấng đã mở lối trong biển và đường vượt qua dòng nước mạnh, khiến xe, ngựa, cơ binh và lính mạnh nhóm lại. Thảy đều nằm cả tại đó, sẽ không dậy nữa, bị ngột và tắt đi như tim đèn. Phán như vậy. Đừng nhớ lại sự đã qua và chớ nghĩ đến sự đời trước. Này, ta sắp làm một việc mới việc này sẽ hiện ra ngay các ngươi há chẳng biết sao ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc những thú đồng với muôn rừng và chim đà sẽ tôn vinh ta vì ta đặt các dòng nước trong đồng vắng và các sông trong sa mạc đặng cho dân ta đã chọn được uống ta đã làm nên dân này cho ta nó sẽ hát khen ngợi ta xong hỡi gia cốp ngươi chẳng từng kêu cầu ta hỡi israel ngươi đã chán ta ngươi chẳng dùng chiên làm của lễ thiêu dân cho ta chẳng dùng hy sinh tôn kính ta ta chẳng làm phiền ngươi mà khiến dân lễ vật cũng chẳng làm nhọc ngươi mà khiến đốt hương ngươi chẳng lấy tiền mua xương bồ cho ta và chẳng lấy mỡ của hy sinh làm cho ta no nhưng lại lấy tội lỗi mình làm cho ta phiền lấy sự gian ác làm cho ta nhập. Ấy chính ta là đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội ngươi. Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa. Hãy nhắc lại cho ta nhớ, chúng ta hãy biện luận cùng nhau, hãy luận lẽ đi, hầu cho ngươi được xưng công bình. Thủy tổ ngươi đã phạm tội, các thầy giáo ngươi lại phạm phép nghịch cùng ta. Vậy nên, ta làm nhục các quan trưởng của nơi thánh ta sẽ bắt gia cốp làm sự rủa sả và israel làm sự dèm chê chương 44 bây giờ hỡi gia cốp tôi tớ ta hỡi israel mà ta đã chọn hãy nghe đức giê-hô-va là đấng đã làm nên ngươi đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ và sẽ giúp đỡ ngươi phán như vậy hỡi gia cốp tôi tớ ta và giê-su-run mà ta đã chọn đừng sợ chi vì ta sẽ rót nước trên kẻ khác, cho suối chảy nơi đất khô. Ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi ngươi và phước lành ta trên những kẻ ra từ ngươi. Chúng nó sẽ nảy nở giữa đám cỏ như cây liễu giữa dòng nước. Người này sẽ nói rằng: "Ta thuộc về Đức Giê-hô-va." Người kia xưng mình bằng danh của Gia-cốp. Kẻ khác nữa lấy tay mình viết rằng: "Ta thuộc về Đức Giê-hô-va." và xưng mình bằng danh Israel. Đức Giê-hô-va là vua và đấng cứu chuộc của Israel, là Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Ta là đầu tiên và cuối cùng, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác. Ai là kẻ kêu gọi như ta, rao bảo và phán truyền điều đó từ khi ta đã lập dân tộc xưa này, thì hãy rao truyền sự mai sau và điều chi sẽ xảy đến chớ kinh hãi và cũng đừng bối rối. Từ thuở đó, ta há chẳng từng rao ra cho các ngươi biết sao. Các ngươi làm chứng cho ta. Ngoài ta có Đức Chúa Trời nào khác không? Thật, chẳng có vần đá nào khác, ta không biết đến. Những thợ chạm tượng đều là hư vô. Việc họ rất ưa thích, chẳng có ích gì. Những kẻ làm chứng của họ không thấy và không biết, để họ mang xấu hổ ai là kẻ tạo một vị thần đúc một tượng mà không có ích chi này mọi kẻ làm bạn về việc đó sẽ bị nhục những thợ đó chẳng qua là loài người họ hãy nhóm lại hết thảy và đứng lên chắc sẽ cùng nhau bị kinh hãi và xấu hổ thợ rèn lấy một thỏi sắt nướng trên thang lửa dùng búa mà đập dùng cánh tay mạnh mà làm, mặc dầu đói và kém sức, không uống nước và kiệt cả người. Thợ mộc dăng dây, dùng phấn mà gạch, đẽo bằng cái chàng, đo bằng cái nhiếp, làm nên tượng người, giống hình người tốt đẹp, để ở trong một cái nhà. Lại đi đốn cây bách, lấy cây lật, cây dẻ mà mình đã chọn trong các thứ cây trên rừng, trồng cây thông, mưa xuống làm cho lớn lên. Gỗ ấy người ta sẽ dùng mà chụm lấy về mà sưởi cũng dùng để đun lửa hấp bánh lại cũng lấy mà làm một vị thần rồi thờ lại nó làm nó nên một tượng chạm mà quỳ lại trước mặt nó họ chụm đi phân nửa trong lửa còn phân nửa thì dùng mà nướng thịt ăn cho no hoặc sưởi cho ấm và nói rằng hà này ta sưởi đây ta thấy ngọn lửa đoạn gỗ còn thừa lại làm một vị thần tức là tượng chạm mình cúi mình trước mặt nó mà thờ lại cầu nguyện nó mà rằng xin giải cứu tôi vì ngài là thần của tôi những người ấy không biết và không suy xét vì mắt họ nhắm lại để đừng thấy lòng họ lấp đi để đừng hiểu trong bọn họ chẳng ai suy đi nghĩ lại chẳng ai có sự thông biết khôn sáng mà nói rằng ta đã lấy phân nửa mà chụm, đã hấp bánh trên lửa than, đã quay thịt và ăn rồi. Còn thừa lại, ta dùng làm một vật cướm ghét sao? Ta lại đi cúi mình lại một gốc cây sao? Người đó ăn cho, lòng mê muội đã làm cho lìa bỏ đường, chẳng có thể tự cứu linh hồn mình, hay là nói rằng, trong tay hữu ta, há chẳng phải là đồ giả dối sao? Hỡi Jacob, hỡi Israel, hãy nhớ các điều này, vì ngươi là tôi tớ ta, ta đã gây nên ngươi, hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, ta sẽ không quên ngươi. Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc ngươi. Hỡi các từng trời hãy hát vui mừng vì Đức Giê-hô-va đã làm hoàn thành hỡi các nơi sâu dưới đất, hãy reo la, hỡi các núi rừng cùng mọi cây cối trên rừng, hãy cất tiếng mà hát, vì Đức Giê-hô-va đã chuộc gia cốp và sẽ tỏ sự vinh hiển Ngài ra trong Israel. Đức Giê-hô-va là đấng cứu chuộc ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ phán như vậy. Ta là Đức Giê-hô-va, đã làm nên mọi vật, một mình ta đã dương các từng trời và trải đất ai ở cùng ta ấy chính ta làm trật các điềm của kẻ nói dối khiến thầy bói nên ngu muội làm cho kẻ trí tháo lui biến sự khôn ngoan nó ra dại khờ chúa làm ứng nghiệm lời của tôi tớ ngài thiệt hành mưu của sứ giả ngài phán về thành jerusalem rằng nó sẽ có người ở và về các thành của judah rằng nó sẽ được lập lại ta sẽ dựng lại các nơi hoang vu của nó, phán cùng vực sâu rằng, hãy khô đi, ta sẽ làm cạn các sông. Phán về Siru rằng, nó là người chăn chiên của ta, nó sẽ làm nên mọi sự ta đẹp lòng. Lại cũng phán về Jerusalem rằng, nó sẽ được lập lại, và phán về đền thờ rằng, nền ngươi sẽ lại lập. Chương 45 Đức Giê-hô-va phán thể này cùng Si-ru là người sức dầu của ta. Ta đã cầm lấy tay hữu người, đặng hàng phục các nước trước mặt người, và ta sẽ tháo dây lưng các vua, đặng mở các cửa thành trước mặt người, cấm không được đóng lại. Ta sẽ đi trước mặt ngươi, ban bằng các đường gập ghềnh, phá vỡ các cửa bằng đồng, bẻ gãy then gài bằng sắt. Ta sẽ ban vật báo chứa trong nơi tối, của cải chứa trong nơi kín cho ngươi, để ngươi biết rằng chính ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel, đã lấy tên ngươi gọi ngươi. Vì cớ gia cốp tôi tớ ta và Israel kẻ lựa chọn của ta, nên ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi và đặt tên thêm cho ngươi, dầu ngươi không biết ta. Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa, dầu ngươi không biết ta, ta sẽ thắt lưng ngươi, hầu cho từ phía mặt trời mọc đến phía mặt trời lặn. Họ được biết rằng không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài ta. Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác. Ấy chính ta là đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tâm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ. Chính ta là Đức Giê-hô-va làm mọi sự đó. Hỡi các từng trời, hãy sa móc xuống từ trên cao. Vòng khung, hãy đổ sự công bình xuống. Đất, hãy tự nẻ ra, đặng sinh sự cứu rỗi. Sự công bình mọc lên cả một lần. Ta là Đức Giê-hô-va, đã dựng nên sự đó. Khốn thay, cho kẻ cãi lại với đấng tạo nên mình. Một bình trong các bình bằng đất. Đất sét há dễ nói cùng thở gốm là người nhồi mình rằng, ngươi làm chi? Hoặc việc ngươi làm ra há nói rằng, nó không có tay. Khốn thay cho kẻ nói cùng cha mình rằng, cha sinh ra gì, và cùng đàn bà rằng ngươi đẻ gì. Đức Giê-hô-va, đấng thánh của Israel, tức là đấng đã làm ra Israel phán như vậy. Các ngươi hãy hỏi ta về những sự sẽ đến, hãy bảo ta về sự các con trai ta, và về việc làm bởi tay ta ấy chính ta đã làm ra đất, dựng nên loài người ở trên đất. Chính ta, tức là tay ta, đã dương ra các tầng trời và đã truyền bảo các cơ binh nó. Ấy chính ta đã dấy người lên trong sự công bình và sẽ ban bằng mọi đường lối người. Người sẽ lập lại thành ta và thả kẻ bị đày của ta, không cần giá chuộc, cũng không cần phần thưởng. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Lời lãi nước Egypto của cải nước Ethiopia, cùng người sa bê người vóc dạc cao lớn, đều sẽ qua cùng ngươi và thuộc về ngươi. Họ sẽ bước theo ngươi, mang xiềng mà đến, quỷ lụy trước mặt ngươi và nài xin rằng, Thật Đức Chúa Trời ở giữa ngươi, ngoài ngài chẳng có ai khác, không có Đức Chúa Trời nào nữa Hỡi Đức Chúa Trời của Israel là cứu Chúa. Ngài thật là Đức Chúa Trời ẩn mình. Hết thảy chúng nó đều bị xấu hổ nhút nha. Những thợ làm hình tượng cùng nhau trở về, rất là mắc cỡ. Duy Israel đã được biết Đức Giê-hô-va cứu cho, được sự cứu đời đời, đến đời đời vô cùng, các ngươi không còn mang hổ mang nhơ. Vì Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên các từng trời, tức là Đức Chúa Trời đã tạo thành đất và làm ra nó, đã lập nó cho bền vững, chẳng phải dựng nên là trống không, bèn đã làm nên để dân ở phán như vậy. Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác. Ta chẳng hề nói cách kín dấu, chẳng nói trong nơi của đất tối tăm. Ta chẳng từng phán cùng dòng dõi gia cốp rằng, các ngươi tìm ta là vô ích. Ta là Đức Giê-hô-va, phán sự công bình truyền điều chân thật hỡi dân thoát nạn của các nước hãy nhóm lại và đến thảy cùng nhau lại gần những kẻ khiêng gỗ của tượng chạm mình cầu nguyện với thần không cứu được thật là đồ vô thức vậy hãy truyền rao hãy bảo chúng nó đến gần và nghị luận cùng nhau từ đời xưa ai đã rao ra sự này ai đã tỏ ra từ lúc thượng cổ há chẳng phải ta là Đức Giê-hô-va sao? Ngoài ta, chẳng có Đức Chúa Trời nào khác, chẳng có Đức Chúa Trời nào khác là công bình và là cứu Chúa ngoài ta. Hỡi các ngươi, hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu, vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Ta đã chỉ mình mà thề, lời công bình ra từ miệng ta sẽ chẳng hề trở lại mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt ta, mọi lưỡi sẽ chỉ ta mà thề. Người ta sẽ luận về ta rằng, sự công bình và sức mạnh chỉ ở trong Đức Giê-hô-va, người ta sẽ đến cùng Ngài. Mọi kẻ giận Ngài sẽ bị hổ thẹn. Cả dòng dõi Israel sẽ được xưng công bình trong Đức Giê-hô-va, và nhờ Ngài mà được vinh hiển. Chương 46 Bên cúi xuống. Nebo khom mình, tưởng nó chở trên loài thú, trên súc vật. Những vật mà các ngươi vốn thường khiêng đè nặng quá làm cho súc vật mệt nhọc. Chúng nó cúi xuống, cùng nhau khom mình, đã chẳng cứu được gánh nặng của mình và chính mình là bị bắt làm phu tù. Hỡi nhà Gia Cốp và hết thảy các ngươi là dân sót của nhà Israel, hãy nghe ta. Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sinh bồng ấm các ngươi từ trong lòng mẹ. Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẩm các ngươi. Ta đã làm ra thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẩm và giải cứu các ngươi. Các ngươi so sánh ta cùng ai và coi ta bằng ai? Các ngươi lấy ai đỏ với ta, đặng chúng ta được giống nhau? Kìa! Họ móc vàng trong túi ra, và lấy cân mà cân bạc, thuê thợ vàng, dùng mà đúc một thần, rồi cúi mình thờ lại. Họ vác tượng ấy trên vai, đem đi, đặt vào chỗ nó. Thần cứ đứng đó mà không rời khỏi chỗ nó nữa. Nếu có ai kêu cầu thì thần chẳng trả lời và không cứu khỏi nạn được. Hãy nhớ mọi sự đó, hãy rõ ra là đấng trượng phu. Hỡi kẻ phạm tội hãy nghĩ lại hãy nhớ lại những sự ngày xưa vì ta là đức chúa trời và chẳng có chúa nào khác ta là đức chúa trời chẳng có ai giống như ta ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên ta phán rằng mưu của ta sẽ lập và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý ta gọi chim ó đến từ phương đông và gọi người làm mưu ta đến từ xứ xa Điều ta đã rao ra, ta sẽ làm hoàn thành. Điều ta đã định, ta cũng sẽ làm. Hỡi những người cứng lòng, xa cách sự công bình, hãy nghe ta phán. Ta làm cho sự công bình ta đến gần, nó chẳng xa chi, và sự cứu rỗi của ta sẽ chẳng chậm trễ. Ta sẽ đặt sự cứu rỗi trong Sion cho Israel là sự vinh hiển ta. Chương bốn mươi bảy Hỡi con gái đồng trinh của Babylon, hãy xuống ngồi trong bụi đất. Hỡi con gái người canh đê, hãy ngồi dưới đất. Ngươi chẳng có ngôi nữa. Vì từ nay về sau, ngươi sẽ không được xưng là dịu dàng, yếu điệu nữa đâu. Hãy lấy cối say và đi say bột. Hãy bỏ lúc, vén vạt áo đi, để trần chân đặng lội qua sông. Sự lõa lồ của ngươi phải tỏ ra, sự sỉ nhục ngươi sẽ bị thấy ta sẽ làm sự báo cừu không chừa ai hết. Đấng cứu chuộc của chúng ta, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, là đấng thánh của Israel. Hỡi con gái của người canh đê, hãy ngồi làm thinh, trốn trong nơi tối tăm, vì từ nay về sau, ngươi sẽ không được gọi là chủ mẫu của các nước nữa. Ta đã nổi giận nghịch cùng dân ta, làm ô uế sản nghiệp ta và phó hết chúng nó trong tay ngươi nhưng ngươi chẳng từng dùng sự thương xót đối với chúng nó, đã tra ách nặng trên người già cả. Ngươi nói rằng, ta sẽ làm chủ mẫu luôn. Ngươi chẳng để những sự ấy vào lòng, và chẳng nghĩ đến cuối cùng sự đó. Hỡi người sung sướng ở yên ổn bụng bảo dạ rằng, ta đi, ngoài ta chẳng còn ai, ta sẽ chẳng quá bùa, chẳng biết mất con cái là gì. Này, bây giờ hãy nghe đây. Cùng trong một giây phút trong một ngày, hai nạn ấy là sự mất con cái và sự quá bụa sẽ xảy đến cho ngươi. Hai nạn ấy sẽ đến đầy đủ trên ngươi khi ngươi làm tà thuật rất nhiều và có lắm quyền của phù chú. Ngươi cậy sự gian ác của mình và nói rằng chẳng ai thấy ta. Sự khôn ngoan thông biết của ngươi đã phỉnh dỗ ngươi và ngươi tự nói trong lòng rằng ta đi ngoài ta chẳng còn ai. Vậy nên tai vạ sẽ lâm trên ngươi mà chẳng biết từ đâu hoạn nạn sẽ đến cho ngươi mà chẳng trừ được sự hủy diệt xảy ra thình lình ngươi không thể liệu trước vậy ngươi hãy đứng lên dùng những tà thuật với vô số phù chú mà ngươi đã lập từ khi thơ ấu có lẽ ngươi sẽ được lợi ích và có lẽ nhân đó ngươi sẽ nên đáng sợ chăng ngươi đã nhọc sức vì cớ nhiều mưu trước vậy những kẻ hỏi trời xem sao xem trăng mới mà đoán việc ngày sau bây giờ hãy đứng lên và cứu ngươi cho khỏi những sự xảy đến trên ngươi kìa họ sẽ trở nên như rơm rạ bị lửa thiêu đốt họ sẽ chẳng cứu mình được khỏi quyền ngọn lửa lửa ấy chẳng phải lửa than để sưởi hay là lửa để ngồi kề một bên kìa những sự mà ngươi đã làm khó nhọc thì đã trở nên như vậy những kẻ buôn bán với ngươi từ thuở nhỏ, ai về chỗ nấy, chẳng ai đến cứu người hết. Chương 48 Hỡi nhà gia cốp là những người được xưng bằng danh Israel ra từ nguồn Juda hãy nghe đây. Các ngươi chỉ danh Đức Giê-hô-va mà thề, kêu cầu Đức Chúa Trời của Israel, nhưng chẳng lấy lòng chân thật và công bình. Vì họ lấy thành thánh làm danh mình, và cậy Đức Chúa Trời của Israel, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Ta đã phán từ xưa về những sự qua rồi, những sự ấy ra từ miệng ta và ta đã rao ra, ta đã làm thình lình và những sự đó đã xảy đến. Hỡi Israel, vì ta biết ngươi cứng cỏi, gái ngươi là gân sắt, tráng ngươi là đồng, nên ta đã phán những sự đó từ xưa, đã dạy ngươi về những sự đó trước khi chưa đến, kẻo ngươi nói rằng, ấy là thần tượng ta đã làm nên, tượng chạm hoặc đúc của ta đã dạy biểu mọi điều đó. Ngươi đã nghe rồi, hãy thấy mọi điều đó. Sao các ngươi không nói phô đi? Từ nay về sau, ta tỏ ra những sự mới là sự kiến nghiệm ngươi chưa biết. Bây giờ, những sự đó mới dựng nên, không phải ngày xưa đã có. Trước ngày này, ngươi chưa nghe chi hết kẻ ngươi nói rằng này ta biết sự đó rồi không thật ngươi chưa từng nghe chưa từng biết tai ngươi chưa mở ra vì ta biết rằng ngươi làm gian dối luôn từ trong lòng mẹ đã được gọi là bội nghịch ta vì danh mình mà tạm nhịn giận ta vì sự vinh hiển mình mà nhịn nhục đối với ngươi đặng không hủy diệt ngươi này ta luyện ngươi nhưng không phải như luyện bạc, ta đã thử ngươi trong lò hoạn nạn. Ấy là vì ta, vì một mình ta, mà ta sẽ làm điều đó, vì ta há để nhục danh ta sao? Ta sẽ chẳng nhường sự vinh hiển ta cho thần nào khác. Hỡi Gia Cốp và ngươi Israel ta đã gọi hãy nghe lời ta. Ta là đấng đó, ta là đầu tiên và cũng là cuối cùng. Tay ta đã lập nền đất, tay hữu ta đã dương các tầng trời. Ta gọi đến, trời đất đều đứng lên. Các ngươi hãy nhóm lại hết thảy và hãy nghe. Trong vòng họ, có ai đã rao ra những sự này không? Người mà Đức Giê-hô-va yêu sẽ làm điều đẹp ý ngài nghịch cùng Babylon, và cánh tay người sẽ giá lên nghịch cùng người canh đê. Ta, chính ta đã phán và đã gọi người. Ta đã khiến người đến ngươi sẽ làm thịnh vượng đường lối mình. Các ngươi hãy đến gần ta và nghe điều này. Từ lúc ban đầu, ta chưa từng nói cách kín dấu. Vừa lúc có sự ấy, ta đã ở đó rồi. Và bây giờ Chúa Giê-hô-va và thần của Ngài sai ta đến. Đức Giê-hô-va đấng cứu chuộc ngươi là đấng thánh của Israel phán như vậy. Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là đấng dạy cho ngươi được ít, và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi. than ôi, ước gì ngươi đã để ý đến các điều răng ta, thì sự bình an ngươi như sông và sự công bình ngươi như sóng biển, dòng dõi ngươi như cát, hoa trái của ruột già ngươi như sạn, danh ngươi chẳng bị diệt bị xóa trước mặt ta. Hãy ra khỏi Babylon, hãy tránh xa người canh đê, hãy cất tiếng reo vui mà rao tin này, tuyên bố và truyền ra cho đến nơi cuối cùng đất. Hãy rằng, Đức Giê-hô-va đã chuộc Gia-cốp là tôi tớ Ngài, khi Ngài dẫn họ đi ngang qua sa mạc thì họ không khác, vì Ngài đã khiến nước từ vần đá chảy ra cho họ, đập bể vần đá thì nước văng ra. Những người ác chẳng hưởng sự bình an bao giờ, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chương 49 Hỡi các cù lao hãy nghe ta, hỡi các dân xa lạ hãy ghé tai. Đức Giê-hô-va đã gọi ta từ trong bụng mẹ, đã nói đến danh ta từ lòng dạ mẹ ta. Ngài đã khiến miệng ta giống như gươm bén, lấy bóng tay Ngài mà che ta, làm cho ta như tên nhọn và giấu ta trong bao tên. Ngài phán cùng ta rằng, hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, ta sẽ được sáng danh bởi ngươi. Ta có nói rằng, ta đã làm việc luống công, đã hao sức vô ích và không kết quả. Xong, lẽ ngay thẳng của ta ở nơi Đức Giê-hô-va và sự ban thưởng cho ta ở nơi Đức Chúa Trời ta. Bây giờ, Đức Giê-hô-va là đấng đã lập ta làm tôi tớ ngài từ trong bụng mẹ, có khiến ta dẫn gia cốp đến cùng ngài và nhóm Israel về cùng ngài, vì ta được tôn trọng trước mắt Đức Giê-hô-va và Đức Chúa Trời ta là sức mạnh ta. Ngài có phán cùng ta rằng, Ngươi làm tôi tớ ta, đặng lập lại các chi phái gia cốt, và làm cho những kẻ được gìn giữ của Israel lại được trở về, còn là việc nhỏ. Ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng cho các dân ngoại, hầu cho ngươi làm sự cứu rỗi của ta đến nơi đầu cùng đất. Đức Giê-hô-va đấng cứu chuộc Israel và đấng thánh của Ngài, phán cùng người bị loài người khinh dễ, bị dân này gớm ghiếc, là người làm tôi kẻ có quyền thế như vậy. Các vua sẽ thấy và đứng dậy, các quan trưởng sẽ quỳ lại vì cớ Đức Giê-hô-va là đấng thành tín, tức là đấng thánh của Israel là đấng đã chọn ngươi. Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta đã nhậm lời ngươi trong kỳ thuận tiện, đã vừa giúp ngươi trong ngày cứu rỗi. Ta sẽ gìn giữ ngươi, phó ngươi làm giao ước của dân, đặng lập lại xứ này, và chia đất hoang vu làm sản nghiệp cho. Đặng bảo kẻ bị trói rằng, hãy ra, và bảo kẻ ở trong nơi tối tăm rằng, hãy tỏ mình. Họ sẽ chăn thả trên đường, và đồng cỏ họ sẽ ở trên các núi trọi. Họ sẽ không đói, không khát, hơi nắng chẳng đốt đến, khí nóng mặt trời chẳng phạm đến nữa, vì đấng thương xót họ sẽ dắt dẫn, đem họ đến gần suối nước ta sẽ làm cho mọi núi ta nên đường phẳng, và các đường cái ta sẽ được sửa sang. Này, những kẻ này sẽ đến từ nơi xa, kìa những kẻ kia sẽ đến từ phương Bắc, những kẻ nọ từ phương Tây, và những kẻ khác từ xứ Sini. Hỡi trời hãy hát, hỡi đất hãy vui mừng, hỡi các núi hãy lên tiếng hát sướng, vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi dân ngài, cũng thương xót kẻ khốn khó. Si-ôn từng nói rằng, Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ ta, Chúa đã quên ta. Đằng bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Này, ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta, các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn. Con cái ngươi chống về, kẻ phá hại hủy diệt ngươi sẽ ra khỏi giữa ngươi hãy liếc mắt xem xung quanh ngươi. Những kẻ này đều nhóm lại và đến cùng ngươi. Đức Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, ngươi sẽ mặc lấy những kẻ này như đồ trang sức, và dùng mà thắt đai như nàng dâu mới. Thật, các nơi đổ nát, hoang vu, xứ bị phá hại của ngươi, nay có đông người ở thành ra chật hẹp quá. Những kẻ nuốt ngươi sẽ lánh xa ngươi. Con cái mà ngươi sẽ có sau khi bị mất những đứa khác sẽ nói vào tai ngươi rằng đất đai chật hẹp quá cho tôi hãy sắm chỗ cho tôi đặng tôi ở đây chắc ngươi sẽ tự nói trong lòng rằng ai đã sinh sản cho ta những đứa này ta đã mất hết con cái ta đã son sẻ bị đày và lưu lạc vậy thì ai đã nuôi những đứa này này ta đã ở một mình những đứa này có bởi đâu Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Này, ta sẽ giá tay trên các nước, dựng cờ ta trong các dân. Bây giờ, chúng sẽ bồng các con trai ngươi, vác các con gái ngươi trên vai mà đến. Các vua sẽ làm cha nuôi ngươi, các hoàng hậu sẽ làm mụ vú ngươi. Họ sẽ cúi mặt sát đất ở trước mặt ngươi, liếm bụi dưới chân ngươi. Ngươi sẽ biết rằng, ta là Đức Giê-hô-va, và những kẻ trông cậy ta sẽ chẳng hổ thẹn. Vậy, của cải bị người mạnh bạo cướp lấy, há ai giật lại được sao? Người công bình bị bắt làm phu tù, há ai giải cứu được sao? Song Đức Giê-hô-va phán như vậy. Thật, những kẻ bị người mạnh bạo bắt lấy sẽ được cứu thoát. Mồi của người đáng sợ sẽ bị giật lại. Vì ta sẽ chống cự kẻ đối địch ngươi, và chính ta sẽ giải cứu con cái ngươi ta sẽ làm cho kẻ hiếp đáp ngươi tự ăn thịt mình, say vì máu mình, như vì rượu mới. Cả loài xác thịt sẽ biết ta, Đức Giê-hô-va là đấng cứu ngươi, đấng chuộc ngươi, tức là đấng toàn năng của Gia-cốp. Chương 50 Đức Giê-hô-va phán như vậy. Chớ nào tờ để mà ta đã để mẹ các ngươi ra ở đâu? ai là người chủ nợ mà ta đã bán các ngươi cho này các ngươi bị bán là tại tội lỗi mình mẹ các ngươi bị bỏ là tại sự bội nghịch các ngươi cớ sao khi ta đến chẳng thấy có người nào cớ sao khi ta gọi chẳng có ai thưa lại tay ta há ngắn quá không chuộc được sao hay là sức ta không đủ mà cứu được sao này ta chỉ nạt một cái thì biển liền cạn ta biến sông thành đồng vắng. Cá dưới sông vì khang nước phải chết khác, hóa ra hôi thối. Ta lấy sự tối tâm mặc cho các tầng trời và khoát cho một cái bao gai. Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy thật chúa jehovah đã mở tai ta ta không trái nghịch cũng không giựt lùi ta đã đưa lưng cho kẻ đánh ta và đưa má cho kẻ nhổ râu ta ai mắng hoặc nhổ trên ta ta chẳng hề che mặt chúa jehovah sẽ giúp ta nên ta chẳng bị mất cỡ vậy ta làm cho mặt ta cứng như đá vì biết mình sẽ chẳng có điều chi xấu hổ Đấng xưng ta công bình đã đến gần, ai dám kiện với ta? Hãy cùng ta đều đứng lên. Ai là kẻ đối địch ta, hãy lại gần ta. Thật, Chúa Giê-hô-va sẽ đến giúp ta. Ai định tội lỗi ta được? Này, hết thảy chúng nó sẽ cũ đi như áo bị sâu cắn rách. Trong vòng các ngươi nào có ai kính sợ Đức Giê-hô-va và nghe tiếng của tôi tớ Ngài? Kẻ nào đi trong tối tăm và không có sự sáng thì hãy trông cậy danh Đức Giê-hô-va, hãy nương nhờ Đức Chúa Trời mình. Kìa, hết thảy các ngươi là kẻ thắp lửa và đốt đuốc vây lấy mình, thì hãy đi giữa ngọn lửa mình và giữa những đuốc mình đã đốt. Ấy là sự tay ta đã làm cho các ngươi, các ngươi sẽ nằm trong sự buồn bực. Chương 51. Các ngươi là kẻ theo sự công bình, là kẻ tìm Đức Giê-hô-va hãy nghe ta. Khá nhìn xem vần đá mà các ngươi đã được đục ra, và cái lỗ của hang mà các ngươi đã được đào lên. Hãy nghĩ đến tổ ngươi là Áp-ra-ham, cùng Sa-ra là người đã sinh sản các ngươi. Ta đã gọi Áp-ra-ham, khi người chỉ có một mình, ta đã ban phước cho người nên nhiều. Vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi Si-ôn. Ngài đã yên ủi mọi nơi đổ nát của nó. Ngài đã khiến đồng vắng nên như vườn Eden, nơi sa mạc nên như vườn Đức Giê-hô-va. Giữa vườn ấy sẽ có sự vui vẻ, mừng rỡ, tạ ơn và tiếng ca hát. Hỡi dân ta, hãy chăm chỉ mà nghe ta, hỡi nước ta hãy lắng tai cho ta. Vì sẽ có luật pháp ra từ ta, và ta sẽ lập sự công bình, làm sự sáng cho các dân sự công bình của ta đã gần sự cứu rỗi của ta đã ra cánh tay ta sẽ xét đoán các dân các cù lao sẽ trông đợi ta và chúng nó sẽ nhờ cậy cánh tay ta hãy ngước mắt lên các tường trời và cúi xem dưới đất vì các tường trời sẽ tan ra như khói đất sẽ cũ như áo dân cư trên đất sẽ chết như ruồi nhưng sự cứu rỗi của ta còn đời đời sự công bình của ta chẳng hề bị bỏ đi. Hỡi dân biết điều công nghĩa, ghi luật pháp ta trong lòng, hãy nghe ta. Chớ e người ta chê bai, đừng sợ họ nhiếc mắt. Vì sâu sẽ cắn nuốt họ như cắn áo, mọt sẽ ăn họ như ăn lông chiên. Nhưng sự công bình của ta sẽ còn mãi, sự cứu rỗi của ta còn đến muôn đời. Hỡi cánh tay Đức Giê-hô-va Hãy thức dậy, thức dậy, hãy mặc lấy sức mạnh đi. Hãy thức dậy như ngày xưa, như các đời thượng cổ. Há chẳng phải, ngài là đấng đã phân thay ra hát và đâm con quái vật lớn sao? Há chẳng phải, ngài là đấng đã làm cạn biển, tắt nước vực lớn, làm cho biển sâu ra một con đường, hầu cho dân ta đã được chuột đi qua sao? Dân mà Đức Giê-hô-va đã chuột sẽ trở về, sẽ hát mà đến Si-ôn sự hỷ lạc vô cùng sẽ đội trên đầu họ. Họ sẽ được vui vẻ mừng rỡ, sự buồn bực than vãn sẽ tránh đi. Ta, chính ta là đấng yên ủi các ngươi. Ngươi là ai mà sợ loài người hay chết, sợ con trai loài người là kẻ sẽ trở nên như cỏ, mà lại quên Đức Giê-hô-va đấng tạo ngươi, đã dương các từng trời và lập nền đất, và trọn ngày cứ run sợ về cơn giận của kẻ ức hiếp khi nó toan hủy diệt ngươi vậy thì bây giờ chớ nào cơn giận của kẻ ức hiếp ấy ở đâu kẻ bị bắt đem đi sẽ chống được tha ra sẽ chẳng chết trong hầm và cũng không thiếu lương thực vì ta là jehovah đức chúa trời ngươi tức là đấng làm cho biển động sóng bổ ầm ầm đức jehovah vạn quân là danh ngài ta đã để lời nói ta trong miệng ngươi và cho ngươi núp dưới bóng bằng tay ta, đặng dựng các từng trời và lập nền đất, cùng nói với si ôn rằng, ngươi là dân ta. Hỡi Jerusalem hãy thức dậy, thức dậy và đứng lên. Ngươi đã uống chén thạnh nộ từ tay Đức Giê-hô-va, đã uống cạn chén xoàng ba uống cho tới cạn. Trong vòng các con trai mà Jerusalem đã sinh ra, chẳng một đứa nào để dắt nó trong vòng các con trai nó đã nuôi, chẳng một đứa nào đến cầm lấy tay. Hai sự này, tức là diệt vong và hủy phá, đói kém và gươm dao đã đến cho ngươi, mà ai là kẻ sầu não vì ngươi, ta sẽ lấy gì yên ủi ngươi? Các con trai ngươi đều hao mòn, nằm ngổn ngang nơi ngã ba đường phố, như con nai mắc trong lưới đầy cơn giận của Đức Giê-hô-va và sự quở trách của Đức Chúa Trời ngươi. Vậy bây giờ, hỡi ngươi là kẻ khốn nạn, là kẻ sai nhưng không vì rượu, hãy nghe điều này. Chúa Giê-hô-va ngươi, Đức Chúa Trời ngươi, là đấng binh vực dân mình phán như vậy. Này, ta đã lấy lại chén soàn ba từ tay ngươi, tức là cặn của chén thạnh nổ ta. Rày về sau, ngươi sẽ không uống nó nữa. Ta sẽ để chén ấy trong tay các kẻ hà hiếp ngươi, tức là các kẻ bảo ngươi rằng, hãy cúi xuống, đặng chúng ta bước ngang qua, rồi ngươi cong lưng sát đất như con đường cho người ta qua lại. Chương 52 Hỡi si ôn hãy thức dậy, thức dậy mặc lấy sức mạnh ngươi. Hỡi Jerusalem là thành thánh, hãy mặc lấy áo đẹp. Vì dày về sau, kẻ không chịu phép cắt bì và kẻ ô uế sẽ không vào nơi ngươi nữa. Hỡi Jerusalem hãy chổi dậy, vũ bụi bẩm đi và ngồi lên, hỡi con gái siôn là kẻ phú tù hãy cởi trói nơi cổ ngươi vì đức giê-hô-va phán như vậy các ngươi đã bị bán nhưng không cũng sẽ được chuộc lại chẳng bằng tiền bạc chúa giê-hô-va phán như vậy xưa kia dân ta xuống egypto đặng trú ngụ song người Assyri vô cớ mà hà hiếp nó đức giê-hô-va phán bây giờ ta làm gì đây vì dân ta đã vô cớ bị đày đi Đức Giê-hô-va phán: Những kẻ cai trị nó cất tiếng vang la cả ngày, nói phạm đến danh ta không thôi. Vậy nên dân ta sẽ biết danh ta, thật trong ngày đó nó sẽ biết rằng chính ta là Đấng phán rằng: Này, ta đây. Những kẻ đem tin tốt, rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc bảo Si-ôn rằng: Đức Chúa Trời ngươi trị vì chân của những kẻ ý trên các núi xinh đẹp là giường nào? Tiếng những kẻ canh của ngươi, họ cất tiếng cùng nhau hát sướng, vì họ sẽ thấy mắt đối mắt khi Đức Giê-hô-va trở về Si-ôn. Hỡi những nơi hoang vu của Giê-ru-sa-lem, hãy trỗi giọng hát mừng chung rập, vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi dân ngài, đã chuộc lại Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-hô-va đã tỏ trần cánh tay thánh ngài trước mắt mọi nước, mọi đầu cùng đất đã thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta. Các ngươi hãy đi, hãy đi, đi ra khỏi đó, đừng động đến đồ độ ô uế, hãy ra khỏi giữa nó. Các ngươi là kẻ mang khí dụng Đức Giê-hô-va, hãy làm cho sạch mình. Và các ngươi đi ra không cần phải vội vàng, cũng không cần phải trốn tránh. Vì Đức Giê-hô-va sẽ đi trước mặt các ngươi, và Đức Chúa Trời của Israel đi sau, gìn giữ ngươi. Này, tôi tớ ta sẽ làm cách khôn ngoan, sẽ được tôn lên, giấy lên và rất cao trọng. Như nhiều kẻ thấy ngươi mà lấy làm lạ. Mặt mày người xài xẻ lắm hơn kẻ nào khác, hình dung xài xẻ hơn con trai loài người. Thì cũng vậy, người sẽ vải rửa nhiều dân, và các vua ngậm miệng lại vì người, vì họ sẽ thấy điều chưa ai nói cho mình, và sẽ hiểu biết điều mình chưa hề nghe. Chương 53 Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem chúng ta cũng chẳng coi người ra gì thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta đã gánh sự buồn bực của chúng ta mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị đức chúa trời đánh và đập và làm cho khốn khổ nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết vì sự gian ác chúng ta mà bị thương bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thấy đều như chiên đi lạc ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Người bị hiếp đáp nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng, như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Bởi sự ức hiếp và sự đoán nên người đã bị cất lấy. Trong những kẻ đồng thời với người, có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống là vì kết tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt. Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết người được chôn với kẻ giàu. Dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình. Những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thịnh vượng. Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình, và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ. Vậy nên, ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn, người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ giữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người và cầu thay cho những kẻ phạm tội. Chương 54. Hỡi kẻ son sẻ không sinh đẻ kia hãy ca hát, hỡi ngươi là kẻ chưa biết sự đau đớn sinh nở, hãy hát sướng reo mừng vì con cái của vợ bị bỏ sẽ đông hơn con cái của đàn bà có chồng. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy mở rộng nơi trại ngươi, dương màn chỗ ngươi ở, chớ để chật hẹp, hãy dăng dây cho dài, đóng nọc cho chắc, vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả. Dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp và sẽ làm cho các thành hoang vu, đông dân cư. Đừng sợ chi, vì ngươi sẽ chẳng bị hổ thẹn, chớ mắc cỡ vì ngươi chẳng còn xấu hổ nữa. Ngươi sẽ quên điều sỉ nhục lúc còn thơ ấu, và đừng nhớ lại sự nhơ nhuốc trong khi mình đang quá bụa. Vì chồng ngươi, tức là đấng đã tạo thành ngươi, danh ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Đấng chuộc ngươi, tức là đấng thánh của Israel, sẽ được xưng là Đức Chúa Trời của cả đất. Đức Giê-hô-va đã gọi ngươi, như gọi vợ đã bị bỏ và phiền rầu trong lòng, như vợ cưới lúc còn trẻ và đã bị đẻ. Đức Chúa Trời ngươi phán vậy: Ta đã bỏ ngươi trong một lát, nhưng ta sẽ lấy lòng thương xót cả thể mà thâu ngươi lại. Trong cơn nóng giận, ta ẩn mặt với ngươi một lúc, nhưng vì lòng nhân từ vô cùng, ta sẽ thương đến ngươi, đấng cứu chuộc ngươi là Đức Giê-hô-va phán vậy. Điều đó cũng như nước luộc về đời Noe, như khi ta thề rằng nước luộc của Noe sẽ không tràn ra trên đất nữa thì ta cũng thề rằng ta sẽ không giận ngươi nữa và cũng không trách phạt ngươi. Dầu núi dời, dầu đôi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi. Lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển. Đức Giê-hô-va là đấng thương xót ngươi phán vậy. Hỡi ngươi đang cùng khốn, bị bão lung lay, mất sự yên ủi. Này, ta sẽ lấy đơn sa lát đá ngươi, sẽ lập nền ngươi bằng thanh ngọc. Ta sẽ lấy hồng ngọc làm tường xếp ngươi, lấy san hô làm các cửa ngươi, và cả bờ cõi ngươi đều làm bằng đá quý. Hết thảy con cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ, và sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn. Ngươi sẽ được đứng vững trong sự công bình, tránh khỏi sự hiếp đáp vì chẳng sợ chi hết. Ngươi sẽ xa sự kinh hãi vì nó chẳng hề đến gần ngươi. Này, nếu người ta lập mưu hại ngươi, ấy chẳng phải bởi ta. Kẻ nào lập mưu hại ngươi, sẽ vì cớ ngươi mà sa ngã. Này, chính ta đã tạo thành người thở rèn thổi lửa thang, chế ra khí dụng để dùng. Và cũng chính ta đã tạo thành kẻ phá diệt, đặng làm sự phá diệt. Phàm binh khí chế ra nghịch cùng ngươi sẽ chẳng thạnh lợi, và ngươi sẽ định tội mọi lưỡi giấy lên để xét đoán ngươi. Đức Giê-hô-va phán, ấy là phần cơ nghiệp của các tôi tớ Đức Giê-hô-va và sự công bình bởi ta ban cho họ. Chương 55 Hỡi những kẻ nào khác hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc hãy đến mua mà ăn. Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền không đòi giá sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no hãy chăm chỉ nghe ta hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo hãy nghiêng tai và đến cùng ta hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng David. Này, ta đã lập người lên làm chứng kiến cho các nước, làm quan trưởng và quan tướng cho muôn dân. Này, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa hề biết và nước chưa hề biết ngươi sẽ chạy đến cùng ngươi, vì cớ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi và đấng thánh của Israel là đấng đã làm vinh hiển ngươi. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác, khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sinh ra và kết nụ đặng có giống cho kẻ gieo có bánh cho kẻ ăn. Thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luôn nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trỗi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây xiêm sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va, và là một dấu đời đời, không hề tuyệt diệt. Chương 56. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hãy giữ điều chánh trực và làm sự công bình, vì sự cứu rỗi của ta gần đến, sự công bình của ta sắp được bày tỏ. Phước thay cho người làm điều đó và con người cầm vững sự đó. Giữ ngày sa-bát, đặng đừng làm ô uế, cấm tay mình không làm một điều ác nào. Người dân ngoại Liên hiệp cùng Đức Giê-hô-va chớ nên nói rằng: Đức Giê-hô-va chắc sẽ biệt ta ra khỏi dân Ngài. Kẻ hoạn cũng chớ nên nói rằng: Này, ta là cây khô. Vì Đức Giê-hô-va phán như vậy: Những kẻ hoạn hay giữ các ngài Sa-bát ta, lửa đều đẹp lòng ta, cầm vững lời giao ước ta, thì ta sẽ ban cho họ tại trong nhà ta và trong tường ta một chỗ và một danh tốt hơn danh của con trai con gái. Ta là sẽ ban cho họ một danh đời đời chẳng hề dứt đi. Các người dân ngoại về cùng Đức Giê-hô-va đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến danh Đức Giê-hô-va đặng làm tôi tớ Ngài, tức là hết thảy những kẻ giữ Ngài sa bát cho khỏi làm ô uế và cầm vững lời giao ước ta. Thì ta sẽ đem họ lên trên núi thánh ta, làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện ta. Của lễ thiêu và hy sinh họ dân trên bàn thờ ta sẽ được nhận lấy, vì nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Chúa Giê-hô-va đấng nhóm dân tan lạc của Israel phán như vậy. Dân nó đã được nhóm lại rồi, ta sẽ còn nhóm các dân khác lại về cùng nó. Hỡi loài thú đồng, loài thú rừng, hết thảy hãy đến mà cắn nuốt. Những kẻ canh giữ của Israel đều là đuôi mù không biết chi hết chúng nó thảy đều là chó cơm chẳng biết sủa đều chim bao nằm sóng sượt và ham ngủ lại là chó mê ăn không biết no ấy là những kẻ chăn chiên chẳng khôn sáng mọi người theo đường riêng mình mỗi người tìm tư lợi mình người nào cũng vậy nó nói rằng hãy đến ta sẽ lấy rượu chúng ta say vì rượu mạnh ngày mai sẽ cũng như ngày nay trọng thể quá bội chương năm mươi bảy người công bình chết chẳng ai để ý đến người nhân đức bị cất đi chẳng ai suy nghĩ rằng người công bình bị cất đi khỏi tai vạ à hầu đến người vào trong sự bình an mỗi người đi trong đường ngay thẳng thì được an nghỉ nơi giường mình nhưng các ngươi là con trai của bà bóng dòng dõi của kẻ gian dâm và người đỉ thỏa kia hãy lại gần đây các ngươi nhạo cười ai? Các ngươi há miệng rộng và le lưỡi nghịch cùng ai? Các ngươi há chẳng phải con cái bội nghịch dòng giỏi nói dối sao? Các ngươi hành dâm với nhau trong cây dẻ, dưới cây rậm, giết con cái nơi trũng, dưới lỗ nẻ vần đá. Những đá bóng láng nơi khe suối, tức là phần riêng ngươi. Thật, đó là phần ngươi, nên ngươi làm lễ quán và dân của lễ chay cho những đá đó ta há chẳng giận về những sự đó sao? Ngươi đặt giường trên núi rất cao, và lên đó đặng dân của lễ. Ngươi đặt dấu ghi đằng sau cửa và sau các trụ cửa, vì ngươi đã trần mình cho kẻ khác và leo lên. Ngươi đã làm rộng giường mình và lập giao ước với chúng nó. Ngươi lại ngó xem giường chúng nó và ưa thích. Ngươi đã đem dầu và gia thêm hương liệu dân cho vua kia đã sai sứ giả mình đi phương xa đã hạ mình xuống đến âm phủ ngươi đã mệt nhọc vì đường dài mà chưa từng nói rằng ấy là vô ích ngươi đã thấy sức lực mình được phấn chấn cho nên ngươi chẳng mòn mỏi vậy thì ngươi kiêng ai ngươi sợ ai nên mới nói dối nên mới không nhớ đến ta và không lo đến sự đó có phải tại lâu nay ta làm thinh mãi nên ngươi không kính sợ ta chăng này chính ta sẽ rao sự công bình ngươi mọi việc ngươi làm đều là không ít cho ngươi khi ngươi sẽ kêu hết thảy các thần mà ngươi đã nhóm họp hãy giải cứu ngươi gió sẽ đùa các thần ấy đi một cái thở là làm mất hết thảy nhưng kẻ nào ẩn náu nơi ta sẽ hưởng đất này và được hòn núi thánh của ta làm cơ nghiệp người sẽ nói rằng, hãy đắp đường, hãy đắp đường, hãy ban cho bằng, hãy cất lấy sự ngăn trở khỏi đường dân ta. Đứng cao cả ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh có phán như vậy. Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn ta chẳng muốn cải lẽ đời đời, cũng chẳng tức giận mãi mãi, vì thần linh sẽ mòn mỏi trước mặt ta và các linh hồn mà ta đã dựng nên cũng vậy. Ấy là vì tội tham lam của nó mà ta giận và đánh nó. Trong cơn giận ta đã ẩn mặt ta với nó, nhưng nó cứ trở lui đi, theo con đường của lòng mình. Ta đã xem thấy đường lối nó, ta sẽ chữa lành cho sẽ dắt đưa và thưởng cho nó sự yên ủi cùng cho những kẻ lo buồn với nó. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta dựng nên trái của môi miếng bình an, bình an cho kẻ ở xa cùng cho kẻ ở gần. Ta sẽ chữa lành kẻ ấy. Song những kẻ ác giống như biển đang động không yên lặng được, thì nước nó chảy ra buồn lầy. Đức Chúa trời Ta đã phán. Những kẻ gian ác chẳng hưởng sự bình an. Chương 58. Hãy kêu to lên đừng dứt, hãy cất tiếng lên như cái loa, rao bảo tội lỗi dân ta cho nó và rao bảo sự gian ác nhà Gia-cốp cho nhà ấy. Ngày ngày họ tìm kiếm ta và muốn biết đường lối ta như dân đã theo sự công bình và chưa từng bỏ luật pháp của đức chúa trời mình họ cầu hỏi ta sự đoán xét công bình và vui lòng gần gũi đức chúa trời mà rằng sao chúng tôi kiên ăn mà chúa chẳng đoái xem sao chúng tôi chịu dằn lòng mà chúa chẳng biết đến này trong ngày các ngươi kiên ăn cũng cứ tìm sự đẹp ý mình và làm khổ cho kẻ làm thuê thật các ngươi kiên ăn để tìm sự cãi cọ tranh cạnh, đến nỗi nắm tay đánh nhau cộc cằn. Các ngươi kiên ăn trong ngày như vậy, thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu nơi cao. Đó há phải là sự kiên ăn mà ta chọn lựa, há phải là ngày người ta dằn lòng mình đâu. Cúi đầu như cây sậy, nằm trên bao gai và trên cho, đó há phải điều ngươi gọi là kiên ăn, là ngày đẹp lòng Đức Giê-hô-va sao? sự kiên ăn mà ta chọn lựa. Há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình. Khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ trinh những kẻ cốt nhục mình hay sao? Bây giờ, sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức. Sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Bây giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng, ngươi kêu, Ngài sẽ phán rằng có ta đây. Nếu ngươi cất bỏ cái ách khỏi giữa ngươi, không chỉ tay và không nói bậy. Nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói và làm no kẻ khốn khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi. Ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy. Những kẻ ra từ ngươi sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa. Ngươi sẽ lập lại các nền của nhiều đời trước, người ta sẽ xưng ngươi là kẻ tu bổ sự hư hoại và là kẻ sửa đường lại cho người ở. Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày sa bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta, nếu ngươi xưng ngày sa bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình, và không nói lời riêng mình, bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích, ta sẽ làm cho ngươi cởi lên các nơi cao trên đất và lấy sản nghiệp của gia cốp tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi vì miệng đức giê-hô-va đã phán vậy chương năm mươi chín này tay đức giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được tai ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với đức chúa trời và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Vì tay các ngươi đã ô uế bởi máu, ngón tay các ngươi đã ô uế bởi tội ác, môi các ngươi nói dối, lưỡi các ngươi lầm bầm sự xấu xa. Trong các ngươi, chẳng có ai lấy lẽ công bình mà kêu rêu, chẳng có ai lấy điều chân thật mà đối nại. Hết thảy, đều cậy sự hư không nói lời dối trá, cưu mang điều ác và đẻ ra tội trọng. họ ấp trứng hổ mang và dệt mang nhện. ai ăn những trứng đó sẽ chết và nếu một cái trứng dập ra sẽ nở thành rắn lục. những màng họ không dùng làm áo được, không thể mặc được hàng họ đã dệt ra. công việc họ là công việc đáng tội, tay họ làm những việc hung tàn chân họ chạy đến điều ác, nôn nã làm đổ máu vô tội. Tư tưởng họ là tư tưởng gian tà, sự phá hại diệt vong là ở trên đường lối họ. Họ không biết đường bình an, trong đường họ đi không có sự công nghĩa, họ tự làm những lối quanh queo, ai đi trong đó thì chẳng biết sự bình an. Vậy nên, sự công bình đã cách xa chúng ta, sự nhân nghĩa cũng không theo kịp chúng ta chúng ta trông mong sự sáng mà sự tối tăm đây này, trông mong sự sáng láng mà đi trong u ám. Chúng ta đi dọc theo tường như người mù, rờ rẫm như người không có mắt. Đúng trưa mà vấp chân như chạng vạn, giữa những kẻ mạnh mẽ mà mình như người chết. Chúng ta cứ rên xiết như con gấu và rầm rì như chim bò câu, trong sự công bình mà nó không đến, đợi sự cứu rỗi mà nó cách xa. Phải, sự phạm phép chúng tôi đã thêm nhiều trước mặt Ngài. Tội lỗi chúng tôi làm chứng nghịch cùng chúng tôi. Vì sự phạm phép chúng tôi ở cùng chúng tôi, và chúng tôi biết sự gian ác mình. Chúng tôi đã bạn nghịch, chối Đức Giê-hô-va, đã trở lòng chẳng theo Đức Chúa Trời mình. Chúng tôi nói sự bạo ngược và phản loạn, cưu mang những lời giả dối trong lòng và nói ra. Cho nên sự công bình trở lui lại, sự nhân nghĩa đứng xa, vì lẽ thật vấp ngã giữa đường phố và sự ngay thẳng chẳng được vào. Lẽ thật đã không còn, ai lánh điều dữ thì phải cướp bắt. Đức Giê-hô-va thấy không có sự công bình thì chẳng đẹp lòng, thấy không có người, chẳng ai cầu thay thì lấy làm lạ lùng ngài bèn dùng chính cánh tay mình đem sự cứu rỗi đến lấy sự công bình mình mà nâng đỡ ngài mặc sự công bình làm giáp đội sự cứu rỗi trên đầu làm mão trụ lấy sự báo thù làm áo mà bận lấy sự sốt sắng làm áo tơi mà choàng mình ngài báo trả cho người ta tùy việc họ làm sự thạnh nộ cho kẻ đối địch ngài sự báo oán cho kẻ thù nghịch ngài Ngài sẽ báo trả các cù lao. Người ta sẽ kính sợ danh Đức Giê-hô-va từ phương Tây và sự vinh hiển Ngài từ phương mặt trời mọc lên, vì Ngài sẽ đến như sông tràn dễ bởi hơi Đức Giê-hô-va thổi dục. Đấng cứu chuộc sẽ đến Si-ôn, đến cùng những kẻ thuộc về gia cốt là kẻ bỏ tội lỗi. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán về phần ta, này là giao ước ta đã lập với họ. Thần ta ở trên ngươi, cả đến những lời ta đã đặt nơi miệng ngươi sẽ chẳng lìa khỏi miệng ngươi, miệng dòng dõi ngươi và miệng dòng dõi của dòng dõi ngươi từ bây giờ cho đến đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy. chương sáu mươi hãy dấy lên và sáng lòe ra vì sự sáng ngươi đã đến và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi. Này, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân. Song Đức Giê-hô-va dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi. Hãy ngước mắt lên xung quanh ngươi và nhìn xem họ nhóm lại hết thảy và đến cùng ngươi. Con trai ngươi đến từ xa, con gái ngươi sẽ được bồng ẩm trong cánh tay. Bây giờ, ngươi sẽ thấy và được chói sáng. Lòng ngươi vừa rung động vừa nở nang. Vì sự dư dật dưới biển sẽ trở đến cùng ngươi, sự giàu có các nước sẽ đến với ngươi. Muôn vàng lạc đà sẽ che khắp xứ ngươi, cả đến lạc gà một gu ở Madian và Epha cũng vậy. này hết thảy những người ba đem vàng và nhũ hương đến và rao truyền lời ngợi khen Đức Giê-hô-va. hết thảy bầy súc vật của Kê-da sẽ nhóm lại nơi ngươi. những chiên đực xứ Nebraska sẽ làm của ngươi dùng. dâng lên bàn thờ ta làm một của lễ đẹp ý. nên ta sẽ làm sáng nhà của sự vinh hiển ta những kẻ bay như mây giống chim bò câu về cửa sổ mình đó là ai các cù lao chắc sẽ trông đợi ta các tàu bè của ta -Rê trước nhất đem con trai ngươi từ xa về cùng với bạc vàng của họ vì danh của jehovah đức chúa trời ngươi và vì đấng thánh của israel bởi ngài đã làm vinh hiển ngươi các người dân ngoại sẽ sửa xây thành ngươi các vua họ sẽ hầu việc ngươi vì khi ta giận có đánh ngươi, nhưng nay ta ra ơn thương xót ngươi. Các cửa ngươi sẽ mở luôn, ngày đêm đều không đóng, hầu cho người ta đem của báo các nước đến cho ngươi và dẫn các vua đến làm phu tù. Vì dân và nước nào chẳng thần phục ngươi thì sẽ bị diệt vong, những nước đó sẽ bị hoang vu cả. Những cây tùng, cây sam, cây hoàng dương vốn là sự vinh hiển của ly ban sẽ cùng nhau bị đem đến cho ngươi để trang hoàng nơi thánh ta. Ta sẽ làm cho chỗ ta đặt chân được vinh hiển. Các con trai của những kẻ ức hiếp ngươi sẽ cúi đầu đến cùng ngươi. Mọi kẻ vốn khinh dễ ngươi sẽ quỳ lại nơi bàn chân ngươi. Ngươi sẽ được xưng là thành của Đức Giê-hô-va, là si ôn của đấng thánh Israel. Xưa kia, ngươi đã bị bỏ, bị ghét, Đến nỗi không ai đi qua giữa ngươi, ta sẽ làm cho ngươi nên cao trọng đời đời, nên sự vui mừng của nhiều đời. Ngươi sẽ hút sữa của các nước, bú vú của các vua, ngươi sẽ biết ta Đức Giê-hô-va là đấng cứu ngươi, đấng chuộc ngươi và là đấng toàn năng của Gia-cốp. Ta sẽ ban vàng thay cho đồng, ban bạc thay cho sắt, ban đồng thay cho gỗ, ban sắt thay cho đá ta sẽ khiến sự bình an làm quan cai trị ngươi và sự công bình làm quan xử đoán ngươi trong xứ ngươi sẽ chẳng nghe nói về sự hung dữ nữa trong bờ cõi ngươi cũng không có sự hoang vu và phá hủy nữa nhưng ngươi sẽ gọi tường mình là cứu rỗi cửa mình là ngợi khen ngươi sẽ chẳng nhờ mặt trời soi sáng ban ngày nữa và cũng chẳng còn nhờ mặt trăng chiếu sáng ban đêm nhưng Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng đời đời cho ngươi, Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm vinh quang cho ngươi. Mặt trời của ngươi không lặn nữa, mặt trăng chẳng còn khuyết, vì Đức Giê-hô-va sẽ là sự sáng đời đời cho ngươi. Những ngày sầu thảm của ngươi đã hết rồi. Còn dân ngươi, hết thảy sẽ là công bình. Họ sẽ hưởng được xứ này đời đời ấy là nhánh ta đã trồng, việc tay ta làm để ta được vinh hiển. Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nôn nã làm điều ấy trong kỳ nó. Chương 61 Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta, vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục. Đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta. Đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu. Đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì cho bụi. Ban dầu vui mừng, thay vì tan chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề. Hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển. Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá là những nơi đổ nát lâu đời. Những người khách lạ sẽ đứng đặng chăn bầy chiên các ngươi, những người ngoại quốc sẽ làm kẻ cày ruộng và trồng nho của các ngươi. Nhưng các ngươi thì sẽ được gọi là thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va, sẽ được xưng là chức dịch của Đức Chúa Trời chúng ta. Sẽ ăn của báo các nước và lấy sự vinh hoa của họ mà khoe mình. Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ. Chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhuốc nha. Vậy nên, chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình, và được sự vui mừng đời đời. Vì ta Đức Giê-hô-va ưa sự chính trực, ghét sự trộm cướp và sự bất nghĩa. Ta sẽ lấy điều thành tín báo trả lại và lập giao ước với chúng nó đời đời. Dòng dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con cháu sẽ nổi tiếng trong các dân. Phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng dõi mà Đức Giê-hô-va đã ban phước ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va. Linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta. Vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta, khoác áo choàng công bình cho ta. Như chàng rể mới, diện mão hoa trên đầu mình. Như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu. vả như đất làm cho cây mọc lên, vườn làm cho hột giống nứt lên thể nào, thì Chúa Giê-hô-va cũng sẽ làm cho sự công bình và sự khen ngợi nứt ra trước mặt mọi dân tộc thể ấy. Chương 62 Ta vì cớ Siôn sẽ chẳng làm thinh, vì cớ Jerusalem sẽ chẳng an nghỉ, cho đến chừng nào sự công bình nó rực rỡ như sự sáng, và sự cứu rỗi nó chói lòa như ngọn đèn. Bây giờ các nước sẽ thấy sự công bình ngươi, các vua sẽ thấy sự vinh hiển ngươi, ngươi sẽ được xưng bằng tên mới mà miệng Đức Giê-hô-va đặt cho ngươi sẽ làm mão triều thiên đẹp đẽ trong tay Đức Giê-hô-va, làm mão miệng vua trong tay Đức Chúa Trời ngươi. Người ta sẽ chẳng gọi ngươi là kẻ bị bỏ nữa, chẳng gọi đất ngươi là đất hoang vu nữa, nhưng sẽ gọi ngươi là kẻ mà ta ưa thích, và đất ngươi sẽ được xưng là kẻ có chồng. Vì Đức Giê-hô-va sẽ ưa thích ngươi, và đất ngươi sẽ có chồng. Như người trai tráng, cưới người nữ đồng trinh, thì các con trai ngươi cũng sẽ cưới ngươi. Chàng rể mới vui mừng vì vợ mới mình. Đức Chúa Trời ngươi cũng vui mừng vì ngươi. Hỡi Jerusalem, ta đã đặt các vọng canh trên thành ngươi. Cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im lặng. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, chớ có nghỉ ngơi chút nào. Đừng để ngài an nghỉ, cho đến chừng nào đã lập lại Jerusalem và dùng nó làm sự ngợi khen trong cả đất. Đức Giê-hô-va đã chỉ tay hữu mình và cánh tay quyền năng mình mà thề rằng: Ta chắc sẽ chẳng ban lúa mì ngươi cho kẻ thù ngươi ăn nữa. Những người dân ngoại sẽ chẳng còn uống rượu nho mới ngươi mà ngươi đã khó nhọc làm ra. Xong, những kẻ có gặt sẽ ăn hoa lợi mình và khen ngợi Đức Giê-hô-va. Những kẻ có hái nho sẽ uống rượu mình trong hành lang của nơi thánh ta. Hãy đi qua, bởi cửa thành đi qua, hãy ban bằng đường của dân, hãy đắp đường, hãy đắp đường cái, bỏ hết đá, dựng một cờ xí cho các dân tộc. Này, Đức Giê-hô-va đã rao truyền ra đến đầu cùng đất rằng, hãy bảo con gái Si-ôn rằng, này, sự cứu rỗi người đến, phần thưởng đi theo ngài, và sự thưởng đi trước ngài người ta sẽ gọi chúng nó là dân thánh, tức những kẻ được chuộc của Đức Giê-hô-va. Còn ngươi sẽ được xưng là thành hay tìm đến, tức thành không bị bỏ. Chương 63 Đấng từ E-đôm đến, từ bốt ra tới, mặc áo nhuộm, bận đồ hoa mỹ, cậy sức mạnh cả thể, kéo bộ cách oai nghiêm là ai? Ý chính ta, là đấng dùng sự công bình mà nói và có quyền lớn để cứu rỗi áo ngươi có màu đỏ áo sống của ngươi như của người đạp bàn ép rượu là vì sao chỉ một mình ta đạp bàn ép rượu trong vòng các dân chẳng từng có ai với ta trong cơn giận ta đã đạp lên đăng khi thịnh nộ ta đã nghiền nát ra máu tươi họ đã vải ra trên áo ta áo sống ta đã vấy hết vì ta đã định ngày báo thù trong lòng ta và năm cứu chuộc của ta đã đến ta đã xem chẳng có ai đến giúp ta ta lấy làm lạ vì chẳng có ai nâng đỡ ta cánh tay ta bèn cứu ta sự thạnh nộ ta bèn nâng đỡ ta ta đã dày đạp các dân trong cơn giận đã khiến chúng nó say vì sự thạnh nộ ta và đã đổ máu tươi chúng nó ra trên đất ta sẽ nói đến những sự nhân từ của Đức Giê-hô-va và sự ngợi khen Đức Giê-hô-va, y theo mọi sự Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng ta và thuộc lại phước lớn Ngài đã ban cho nhà Israel, y theo những sự thương xót và sự nhân từ vô số của Ngài. Vì Ngài có phán, thật chúng nó là dân ta, tức con cái sẽ chẳng làm dối. Vậy Ngài đã làm đấng cứu họ hễ khi dân ngài bị khốn khổ, chính ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt ngài đã cứu họ rồi. Chính ngài đã lấy lòng yêu đương thương xót mà chuộc họ. Ngài đã ẩm bồng và mang họ trong các ngày thuở xưa. Xong họ đã bội nghịch, đã làm cho thần thánh ngài buồn rầu. Ngài bèn trở làm cưu thù với họ, và chính mình ngài chinh chiến cùng họ. Bây giờ, dân nhớ lại ngày xưa, về môi xe và dân sự người mà nói rằng, Nào đấng đã làm cho dân và người chăn bày vật mình ra khỏi biển ở đâu? Nào đấng đã đặt thần thánh mình giữa dân sự ở đâu? Là đấng lấy cánh tay vinh hiển đi bên tay hữu môi xe, là đấng đã rẽ nước ra trước mặt họ, đặng rạng danh vô cùng. Là đấng đã dắt dân qua trên sóng đào, như ngựa chạy đồng bằng và không sảy bước thần của Đức Giê-hô-va đã khiến dân sự yên nghỉ như bầy vật xuống nơi trũng. Cũng vậy, Ngài đã dắt dân mình đi đường để cho rạng danh vinh hiển mình. Xin Chúa từ trên trời ngó xuống, từ chỗ ở thánh và vinh hiển của Ngài mà nhìn xem. Chớ nào lòng nóng nảy và công việc lớn Ngài ở đâu? Lòng ước ao sốt sắng và sự thương xót của Ngài bị ngăn trở đến cùng tôi. Thật Ngài là cha chúng tôi, Dầu Abraham chẳng biết chúng tôi, Israel cũng chẳng nhận chúng tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cha chúng tôi, danh Ngài là đấng cứu chuộc chúng tôi từ trước đời đời. Hỡi Đức Giê-hô-va, sao để chúng tôi lầm lạc xa đường Ngài, sao để lòng chúng tôi cứng cỏi đến nỗi chẳng kính sợ Ngài. Xin hãy vì cớ các tôi tớ Ngài và các chi phái của cơ nghiệp Ngài mà trở lại dân thánh của Ngài được xứ này làm kỷ vật chưa bao lâu, mà kẻ thù chúng tôi đã giày đạp nơi thánh của Ngài. Từ lâu nay, chúng tôi đã như một dân không hề được Ngài cai trị, và không còn đổi danh Ngài nữa. Chương 64 Ôi! Ước gì Ngài xé rách các từng trời, Ngài ngự xuống và làm rúng động các núi trước mặt Ngài. Như lửa đốt củi khô, như lửa làm sôi nước, hầu cho kẻ thù nghịch biết danh Ngài, các dân tộc run rẩy trước mặt Ngài. Khi Ngài đã làm những sự đáng sợ mà chúng tôi không trông mong, thì Ngài ngự xuống, và các núi đều rung động trước mặt Ngài. Từ xưa, người ta chưa hề biết, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy. Ngoài Ngài có Đức Chúa Trời nào khác, hay vì kẻ trông đợi mình mà làm những sự thế ấy? Ngài đã đón rước kẻ vui lòng làm sự công bình, kẻ đi trong đường lối ngài và nhớ đến ngài này ngài đã nổi giận vì chúng tôi phạm tội đã lâu như vậy thì còn được cứu sao chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp chúng tôi thảy đều héo như lá và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi chẳng có ai kêu cầu danh ngài hay là gắng sức đặng cầm lấy ngài vì ngài đã ẩn mặt khỏi chúng tôi để chúng tôi bị tiêu mất bởi tội ác mình. Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy, bây giờ ngài là Cha chúng tôi, chúng tôi là đất sét, ngài là thở gốm chúng tôi, chúng tôi thải là việc của tay ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin ngài chớ quá giận, đừng luôn luôn nhớ đến tội ác chúng tôi. Này, chúng tôi xin ngài hãy đoái xem, chúng tôi đều là dân ngài các thành thánh của Ngài đã nên đồng vắng, Si-ôn đã trở nên đồng vắng, Jerusalem đã trở nên hoang vu. Nhà thánh và đẹp đẽ của chúng tôi, tức là nơi tổ phụ chúng tôi ngợi khen Ngài, thì đã bị lửa đốt cháy rồi. Mọi nơi vui vẻ của chúng tôi đều đã bị hủy hoại. Hỡi Đức Giê-hô-va, đã đến nỗi này, Ngài còn nín nhịn được sao? Có lẽ nào Ngài cứ làm thinh, khiến chúng tôi chịu khổ không ngần? chương 65 Những kẻ vốn chẳng cầu hỏi ta thì đã hỏi thăm ta, những kẻ vốn chẳng tìm ta thì đã gặp được ta. Ta đã phán cùng một dân chưa kêu cầu danh ta mà rằng, ta đây, ta đây. Ta đã giang tay ra trọn ngày hướng về một dân bội nghịch, là những kẻ đi trong đường không tốt theo ý riêng mình, là một dân kia hằng chọc giận ta trước mặt ta, tế trong vườn, đốt hương trên đống gạch, ngồi trong mồ mả, trọ trong nơi kín, ăn thịt heo, đựng nước của vật gớm ghiếc trong khí mạnh nó, và dám nói rằng, hãy đứng riêng ra, đừng lại gần ta, vì ta thánh sạch hơn ngươi. Bọn đó là khói nơi lỗ mũi ta, như lửa cháy cả ngày. Này, đã ghi chép trước mặt ta rằng, ta sẽ không làm thinh đâu, song ta sẽ báo trả, thật, ta sẽ báo trả vào ngực nó, tức là tội ác các ngươi, luôn với tội ác tổ phụ các ngươi, là những kẻ đã đốt hương trên các núi và nói phạm đến ta trên các gò. Nên ta sẽ đo lường việc trước chúng nó vào ngực chúng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Khi người ta thấy rượu mới trong chụp nho thì rằng, đừng làm hư đi, vì trong trái đó có phước lành. Ta cũng sẽ làm như vậy vì cớ các tôi tớ ta, hầu cho ta không hủy diệt cả ta sẽ khiến một dòng dõi ra từ gia cốp và một kẻ ký tự các núi ta ra từ juda những kẻ lựa chọn của ta sẽ được xứ này làm kỷ vật tôi tớ ta sẽ ở đó trong dân ta những kẻ nào đã tìm kiếm ta sẽ được đồng sa rôn dùng làm chỗ chăn chiên nơi trũng a cô dùng làm đồng cỏ thả bò còn như các ngươi là kẻ đã bỏ Đức Giê-hô-va, đã quên núi thánh ta, đã đặt một bàn cho gác và rót chén đầy kính mê ni. Nên ta định cho các ngươi phải gươm dao, các ngươi thảy đều cúi xuống và bị giết, vì ta đã kêu các ngươi không đáp lại, ta đã nói các ngươi không lắng nghe, nhưng các ngươi đã làm điều ta ghét và đã chọn điều ta chẳng đẹp lòng. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Này, các tôi tớ ta sẽ ăn, còn các ngươi thì đói. Này, tôi tớ ta sẽ uống, còn các ngươi thì khác. Này, tôi tớ ta sẽ được vui vẻ, còn các ngươi thì bị nhốt nha. Này, tôi tớ ta sẽ hát mừng vì lòng đầy vui vẻ, còn các ngươi thì khóc lóc vì lòng buồn bực, kêu than vì tâm thần phiền não. Danh các ngươi sẽ còn lại làm tiếng rủa xả cho những kẻ lựa chọn của ta chúa jehovah sẽ giết ngươi nhưng ngài sẽ lấy danh khác đặt cho các tôi tớ mình vì vậy phàm ai ở trên đất chúc phước cho mình thì sẽ cầu phước lành nơi danh đức chúa trời chân thật còn ai ở trên đất mà thề nguyền thì sẽ chỉ đức chúa trời chân thật mà thề nguyền vì những kẻ khốn nạn trước đã quên hết và đã khuất khỏi mặt ta ta sẽ dựng trời mới đất mới những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa chẳng còn nhắc đến nữa thà các ngươi hãy mừng rỡ và vui vẻ đời đời trong sự ta dựng nên thật ta dựng nên jerusalem cho sự vui và dân nó cho sự mừng rỡ ta sẽ vui vì jerusalem ta sẽ mừng vì dân ta tại đó sẽ chẳng còn nghe tiếng khóc lóc kêu la nữa tại đó sẽ không có trẻ con chết non cũng chẳng có ông già nào chẳng trọn đời mình vì chết lúc trăm tuổi còn là chết trẻ và kẻ có tội lúc trăm tuổi ấy là bị rủa sả dân ta sẽ xây nhà và ở trồng vườn nho và ăn trái họ chẳng xây nhà cho người khác ở chẳng trồng vườn nho cho người khác ăn vì tuổi dân ta sẽ như tuổi cây những cái lựa chọn của ta sẽ hằng hưởng công việc tay mình làm họ sẽ không nhọc mình vô ích nữa không đẻ con ra để gặp sự họa, vì họ là dòng dõi của kẻ được ban phước bởi Đức Giê-hô-va, con cháu họ cùng với họ nữa. Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta, họ còn nói ta đã nghe rồi. Muôn sói với chiên con sẽ ăn chung, sứ tử ăn rơm như bò, rắn ăn bụi đất, sẽ chẳng có ai làm tổn hại hay là hủy phá trong khắp núi thánh ta. Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Chương sáu mươi sáu. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Trời là ngai ta, đất là bệ chân ta. Các ngươi sẽ xây nhà thể nào cho ta? Các ngươi sẽ lấy nơi nào làm chỗ nghỉ ngơi cho ta? Đức Giê-hô-va phán: Mọi sự này đều bởi tay ta làm ra và có như vậy. Này là kẻ mà ta đói đến tức là kẻ nghèo khó có lòng ăn năn đau đớn nghe lời nói ta mà run làm thịt một con bò cũng như giết một người tế bằng một con chiên con cũng như bẻ cổ một con chó dân của lễ chay cũng như chọc huyết heo đốt hương cũng như ngợi khen thần tượng vì những kẻ ấy đã chọn đường mình lòng ưa thích những việc gớm ghiếc thì ta cũng kén chọn những sự phỉnh dỗ lấy những điều họ sợ mà dán cho. Vì ta đã gọi mà chẳng ai thưa, ta đã phán mà họ không nghe, lại làm điều ác trước mắt ta, chọn điều ta không vừa ý. Hỡi các ngươi là kẻ nghe lời phán Đức Giê-hô-va mà run, hãy nghe lời Ngài. Anh em các ngươi ghét các ngươi, vì cớ danh ta bỏ các ngươi từng nói rằng: Xin Đức Giê-hô-va được vinh hiển, đặng chúng ta thấy sự vui mừng các ngươi nhưng chính họ sẽ bị hổ thẹn. Có tiếng om sòm nổi lên từ trong thành, có tiếng la lối vang ra từ đền thờ, là tiếng của Đức Giê-hô-va, Ngài báo trả cho kẻ thù nghịch mình. Nó chưa ở cử, đã sinh nở, chưa chịu đau đớn, đã đẻ một trai. Ai đã hề nghe một sự thế này? Ai đã hề thấy sự gì giống như vậy? Nước há dễ sinh ra trong một ngày, dân tộc há dễ sinh ra trong một chập mà siôn mới vừa nằm nơi đã sinh con cái đức giê-hô-va phán ta là đấng đã mở lòng mẹ ra há chẳng săn sóc sự sinh đẻ hay sao đức chúa trời ngươi phán ta là đấng đã khiến sinh đẻ há lại làm cho son sẻ hay sao các ngươi là kẻ yêu giê-ru-sa-lem hãy vui với nó hãy mừng vì nó các ngươi là kẻ đã khóc vì Jerusalem, hãy cùng nó hớn hở vui cười. Hầu cho các ngươi sẽ được bú và no bởi vú của sự yên ủi nó, được vắt sữa và lấy làm vui sướng bởi sự dư dật của vinh quang nó. Vì Đức Giê-hô-va phán như vậy. Này, ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như một con sông, và sự vinh hiển của các dân như nước vỡ bờ. Các ngươi sẽ được bú, được bồng trên hông và mơn trớn trên đầu gối ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con. Và ấy là tại trong Jerusalem mà các ngươi sẽ được yên ủi. Các ngươi sẽ thấy mọi điều đó thì trong lòng được sự vui vẻ và xương cốt các ngươi sẽ nảy nở như cỏ non. Tay Đức Giê-hô-va sẽ tỏ ra cùng tôi tớ Ngài và Ngài sẽ giận nghịch cùng kẻ cừu địch. Này, Đức Giê-hô-va sẽ đến với lửa và xe cộ Ngài giống như gió lốc, hầu cho cơn giận của Ngài thêm nóng nảy và sự quở trách của Ngài biến thành ngọn lửa hừng. Đức Giê-hô-va sẽ lấy lửa và gươm làm sự xét đoán Ngài trên mọi xác thịt, và số những kẻ phải chết bởi Đức Giê-hô-va là nhiều lắm. Những kẻ biệt mình riêng ra và tự làm sạch mình để đến các vườn, ở đằng sau một cái cây giữa đó, ăn thịt heo, thịt chuột và những đồ ăn gớm ghiếc thì sẽ chết với nhau. Đức Giê-hô-va phán vậy về phần ta, ta biết việc làm và ý tưởng chúng nó kỳ đến mà ta sẽ nhóm các nước và các thứ tiếng, chúng nó sẽ đến và thấy sự vinh hiển ta. Ta sẽ đặt một dấu hiệu giữa họ. Những kẻ trong vòng họ đã tránh khỏi nạn, thì ta sẽ sai đến khắp các nước, tức là đến Taresi, Phun, Lut, là dân có tài bắn cung, Tuban và Javan, cho đến trong các cù Lao xa, là nơi chưa hề nghe danh tiếng ta và chưa từng thấy sự vinh hiển ta. Bây giờ, chúng sẽ rao truyền sự vinh hiển ta ra trong các nước. Đức Giê-hô-va phán, các dân ngoại sẽ đem hết thảy anh em các ngươi cởi ngựa, xe, kiểu, la, lạc đà một gu từ các nước mà đem đến núi thánh ta là Giê-ru-sa-lem, đặng dân họ cho Đức Giê-hô-va làm của lễ, cũng như con cái Israel đem của lễ trong đồ đựng sạch sẽ mà vào đền thờ Đức Giê-hô-va vậy. Đức Giê-hô-va phán, ta lại từ trong đám họ lựa kẻ làm thầy tế lễ và làm người lê vi. Đức Giê-hô-va phán, vì như trời mới đất mới mà ta hầu dựng sẽ cứ còn trước mặt ta thể nào, thì dòng giống và danh hiệu các ngươi cũng sẽ cứ còn thể ấy. Đức Giê-hô-va phán: Từ ngày trăng mới này đến ngày trăng mới khác, từ ngày Sa-bát nọ đến ngày Sa-bát kia, mọi xác thịt sẽ đến thờ lại trước mặt ta. Khi dân sự ra ngoài sẽ thấy thây của những người đã bội nghịch cùng ta, vì sâu chúng nó chẳng hề chết, lửa chúng nó chẳng hề tắt. Chúng nó sẽ làm sự gớm ghiếc cho mọi xác thịt.